phải coi ăn ở là đó. Chào chị Hoa Mai, chào chị Hồng Hà, chào chị Nguyễn Quỳnh Mai, chào chị Phương Nguyễn, chào anh Phạm Huy, chào hết mấy anh chị nha. Tối nay mình lại gặp nhau. Hôm nay như thường lệ bên em cũng có chơi game nha anh chị, tiếp tục vẫn có chơi game tặng quà vào đầu like. Anh chị nhớ chia sẻ công khai giùm em trên dòng thời gian nha, chia sẻ chế độ công khai hoặc là tổ chức bữa xem chung cũng được. Chia sẻ công khai nha, chứ chia sẻ bạn bè hay là không chia sẻ thì khi bóc game mình sẽ không được nhận quà. Cảm ơn chị Nguyễn Quyên rất là nhiều, chào chị Ngô Thị Xuyên Vân. Anh chị chia sẻ sao nhắn bình luận lên giùm em đã chia sẻ ha, có bạn ở phía sau ghi phiếu cho mình. Quà game của mình là, chào anh Hoàng Văn Trần, chào anh Võ Minh Hoa. Quà game của mình là 3 cây Cesaret nha, 3 cây Cesaret. Nên nắng nên Cesaret là dòng nắng xưa nha. Hoa đó là rất là bền, mà dạng là cây khủng luôn á, xiên bông mà bông rất là lâu tàn, màu bông rất là đẹp nha, màu tím. Cánh đứng quà game của mình là hôm nay 3 cây này ạ, Cesaret nha, đó, mặt bông nè anh chị, rất là đẹp. Giá hôm nay bán cũng rất là mềm, có ít em lên nó trước ít cái Cesaret nha. 3 cây quà game của mình là 3 cây này, 3 cây này là shop em bán giá là 3 cây là 160.000, 80.000, 60.000 một cây nha. Combo 3 cây là 180.000 ha. Em lấy 3 cây đầu tiên làm quà game, bắt đầu em sẽ bán tiếp cái dòng này ha. Cesaret. Lâu lắm rồi á, cả từ hôm tháng 4 dịch tới nay là bữa nay mới có lại nha, mới ra bông lại đợt nữa nha anh chị. Cesaret. 3 cây này. Chào chị Bích Trâm Nguyễn Thị, chào anh Trung Lê. Quà game của mình là 3 cây này nha anh chị. Nhớ chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ công khai nha anh chị. Tặng nhà quà sao hôm nay nhiều hàng mới. Nay nhiều hàng mới lắm. Nói chung là mỗi ngày đều cố gắng nhiều hàng mới cho mấy anh chị, để mấy anh chị xem like không có cảm thấy nhàm chán, để mấy anh chị sưu tầm nhiều loại. Hôm nay có Cesaret nè, có một dòng là da da rất là lạ, hai dòng da da lạ là da da trắng và da da lai với cây Doraemon, nhìn rất là đẹp. Là da da, hai dòng da da lạ. Rồi vẫn có một số da da truyền thống em vẫn lên, màu trắng tím, rồi hai cái màu da da lạ. Bởi một cái loại là da da mặt cười, vậy anh chị kêu mặt cười, em mới nhìn nó tươi lắm, tí xíu em lên cái loại đó luôn. Hôm bữa được có vài cây, bữa nay nó bắt đầu nở bông, mình xách đi bán tiếp. Vẫn còn một ít cái Peru ghép bản nha anh chị, nào hôm qua chưa mua được thì mua tiếp, tại hôm qua còn sót lại một ít, em lấy em bán luôn. Có dendro vàng lưỡi đỏ như nha, hoa tôm. Cái dòng chăm thông mà hôm đợt trước là bán hàng lá 50.000, hôm nay đã có bông rồi, em lấy em bán luôn ha, rất là đẹp. Hôm nay anh chị mua bông, cây hàng bông. Có vanda, vanda tím đốm, hôm nay về tiếp vanda dòng tím đốm. Hôm qua anh chị hỏi quá chừng đó là không có, hôm nay là có vanda tím đốm rồi nha. Có robert nè, có ba cái loại hôm nay shop em sale, đó là ngọc điểm lai với dendro lai hồ điệp với cái ngọc điểm vàng lưỡi đỏ, ba dòng sale. Em thông báo anh chị đừng có thoát ra nha, nhiều hàng mới lắm, nhiều hàng mới từ từ lên. Chào anh Ngọc Lợi Hồ. Quà game của mình nha, game của mình là 3 cây Cesaret nè nha anh chị. Mặt bông của Cesaret là rất là đẹp, tí xíu em cho anh chị coi mặt bông của nó. Mặt bông của cái cây mà đoạt giải luôn nè ha. Đây mặt bông của cái cây đoạt giải, khi người ta ghép lại nó rất là đẹp như vậy nè anh chị. Đây Cesaret nha, làm dự thi luôn đó, nó nở ra rất là chùm, rất là đẹp nha. Còn cái cây này
nhà vườn đang ghép, đang vô chậu lớn nè. Chậu này là 20 cây nè, 20 cây xoay tròn rất là đẹp nha. Anh chị coi nè, Cesareth rất là đẹp, anh chị mua về ghép chậu ha. Mình có thể ghép chậu nhỏ, chậu lớn này là 20 cây. Ghép rất là đẹp, bông nở ra rực luôn, rất là đẹp luôn đó. Dạ, cảm ơn chị Trang nhiều. Chậu lớn anh chị, đẹp lắm nha. Chào chị Thảo Trang. Rồi, em bắt đầu đọc phiếu nha. Và game của mình là 3 cây Cesaret dòng nắng nha, nóng xưa. Em bắt đầu đọc phiếu game luôn. Nhiều nhiêu đây phiếu hả? Cho cô xin cái thùng. Anh chị chia sẻ rồi nhắn bình luận lên giùm em nha. Hôm nay nhiều hàng mới. Có cả mắt rồng nữa nha anh chị, đen lai cát cánh dúng, hàng vòi hết rồi. Với đen lai cát màu mới mà hôm trước bông to, màu tím là có luôn. Nhưng mà hôm nay là tất cả đều hàng có vòi hết, không có hàng lá nữa nha. Hôm nay nó bắt đầu nó ra vòi rồi, em bắt đầu bán hàng vòi luôn. Năm nay là hàng có bông nhiều. Chào anh Lộc Nguyễn. Đợi xíu bé kiếm cái thùng, cái em bắt đầu mình ghi phiếu. Và game là hôm nay 3 cái cây Cesaret là rất là đẹp. Về anh chị ghép lại chậu lớn nha. Cái thùng em không có gì hết nên bắt đầu em đọc phiếu. Khách cũ hay khách mới gì cũng được tham gia game hết. Nhớ chia sẻ giùm em, chia sẻ công khai để mà giới thiệu shop đến cho nhiều bạn bè. Thì bên em là có tặng quà hết nha, không phân biệt khách cũ khách mới, chỉ cần chia sẻ công khai trên cái dòng thời gian trên trang cá nhân của mình, không cần chia sẻ trang hội nhóm đâu. Nếu mà chia sẻ thì càng tốt, chỉ cần chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình thì và nhấn comment lên đây thì bên em sẽ đọc quà, đọc tên và bốc thăm trúng quà game nha. Chị Susi Trần, em bắt đầu đọc phiếu đây anh chị ơi. Susi Trần, Tiên Nguyễn có phiếu, Trần Thị Hiền có phiếu, Tâm Lê Hình Gia Đình có phiếu, Hoàng Dân Trần có phiếu, chị Liễu Nguyễn có phiếu, chị Thảo Trang có phiếu, Hoa Bình Nguyễn Nguyễn có phiếu, Mai Nguyễn Hình Em Bé có phiếu, Võ Quang Khoa có phiếu. Chào chị Dung Nguyễn, chào chị Kim Hoàng, chào chị Hoàng Trần Thị Thu, chào chị Thí Lê, Tiên Trần có phiếu. Mới đọc Võ Quang Khoa có phiếu, anh Ngọc Lợi Hồ có phiếu, chị Mộc Miên có phiếu, chị Bích Trâm Nguyễn Thị có phiếu, Trung Lê có phiếu, anh Trung Lê có phiếu, Nguyễn Chí Hùng có phiếu ạ, Lực Thành có phiếu. Dạ rồi, anh nhấn comment đi, có bạn ghi phiếu đó anh Nguyễn Gia Bảo ơi. Hồng Thanh có phiếu, chào hết mấy anh chị nha. Lưu Kim Linh có phiếu ạ, Võ Minh Hòa có phiếu, Thương Nguyễn có phiếu, Hoàng Dân Trần có phiếu, Bình Thái có phiếu, chị Thư Phùng có phiếu, Võ Minh Hòa có phiếu, Nguyễn Nguyên có phiếu. Lát con về con nhắn Dượng là 9 giờ đón thi giùm con. Hoa Cỏ Mai có phiếu, không ổng ấy nhỉ. Hà Dương có phiếu, bạn nào chở thi ấy về giùm. Chị Ngô Thị Xuyên Vân có phiếu, Hướng Nguyễn có phiếu, Bích Bích có phiếu, Nguyễn Quỳnh Mai có phiếu, Thảo Thanh có phiếu, chị Lan Nguyễn có phiếu, chị Hoa Mai có phiếu, chị Hà Dương có phiếu, Nguyễn Quyên có phiếu. Hôm nay nhiều hàng mới nha anh chị, hàng mới về liên tục luôn. Nên có săn mấy dòng da da tầm hàng lạ nha. Có da da mà hôm bữa nó có cánh tím với cánh trắng, nó sang vô nhìn nó sáng rực luôn, nhìn đẹp lắm. Em không biết phải anh chị có đặt gọi là da da mặt cười không, mà nó rất là đẹp. Còn da da trắng nữa nè, có một dòng da da nó like với cái thằng Doraemon, nó bông nó dúng dúng nhìn lạ đẹp lắm, nhiều loại lắm. Hôm nay da da là nhiều, về nhiều và màu đẹp màu lạ luôn. Nguyễn Quyên có phiếu, Nguyễn Quỳnh Mai có phiếu, Phạm Huy có phiếu, Lê Phương có phiếu,
chào chị Hình Võ, chào chị Kim Hoàng. À, Phương Nguyễn Tiền Giang có phiếu. Hờ Ân Hân có phiếu à. Tâm Lê có phiếu. Chị An Phan có phiếu. Chị Su Si Trần hồi nãy em đọc đầu tiên luôn á, có phiếu của chị rồi. À, Dũng Nguyễn có phiếu, chị Dung Nguyễn có phiếu. Lê Thị Ngọc Mai có phiếu. Nguyễn Nhiên có phiếu. Chị Sơn Thủy có phiếu. Chào anh Vũ Dương. À, Thanh Nhàn Đỗ có phiếu. Hương Hoàng có phiếu ạ. Lê Thị Quỳnh Thơm có phiếu. Nguyễn Sang có phiếu. Em chơi nhanh thôi, tại hôm nay đi vô hơi trễ, bắt đầu bán hơi trễ. Nguyễn Gia Bảo có phiếu. Rồi. Bắc Gấu có phiếu. Chào chị Nguyễn Ngọc Hân. À, Hoài Lưu có phiếu. Chị Hoài Lưu có phiếu. Minh Khang Nguyễn có phiếu. Sen Đá có phiếu. Anh Vũ Dương chưa có. Chị Thúy Lê có phiếu. Chị Hồng Thanh có phiếu. Trần Đào có phiếu. Nhà Mai Thuận có phiếu. Dương Nguyễn có phiếu ạ. Trần Thanh Tuấn, anh Trần Thanh Tuấn có phiếu. Chị Ngô Thị Xuyên Vân có phiếu. Thanh Thủy có phiếu. Nguyễn Vũ có phiếu. Phạm Huy có phiếu. Quà game là 3 cây Cesaret nha anh chị. Giá em bán cũng rất là mềm. Dòng lên rau nắng mà có bông mà bán giá rất là mềm. 3 cây 180.000. Là tí xíu em lên luôn đầu like. Anh chị nào có chốt thì tranh thủ chốt nha. Rất là đẹp. Mua về ghép chậu. Hồi nãy em đưa cái hình chậu 20 cây mà ghép vô cái chậu lớn á, để trước nhà cực kỳ đẹp luôn. Banh bông quanh năm luôn nha anh chị. Tin Tin Bi Bo có phiếu. Trung Lê có phiếu. Lê Hồng Lộc có phiếu ạ. Diệp Mai Nguyễn có phiếu. Chị Hằng Lê có phiếu. Thuận Nguyễn có phiếu ạ. Phạm Quang có phiếu. Thu Bùi có phiếu. Nguyễn Vũ có phiếu. Chị Oanh Dương có phiếu. Nghi Đông có phiếu ạ. Chị Dung Nguyễn Hình hai người có phiếu. Thanh Lân, Thanh Thoan Lê có phiếu. Anh Vũ Dương có phiếu. Chị Nghi Đông có phiếu. Chị Trần Ken có phiếu. Xuân Diệu Nguyễn có phiếu. Ngọc Quyên có, Ngọc Duyên có phiếu. Chị Trúc Thanh có phiếu. Con chào cô Hương. Kim Vô có phiếu. Đơn cô Hương là mới đi sáng mai. Chị Hiền Trần Thị Thu có phiếu. Tài Trần có phiếu. Xót Xa có phiếu. Phạm Thúy có phiếu. Phạm Anh Đào có phiếu ạ. Trọng Trân Nguyễn có phiếu. Đại Nguyễn có phiếu. Lấy cô Nguyễn Hương một phiếu. Hoa Bình Nguyễn Bình. Diệp Trang có phiếu. Anh Tấn Lĩ nữa kìa. Thanh Cứng kìa. Diễm Nguyễn. Chị Kim Hoàng chưa có phiếu. Nãy giờ anh chị chưa có ai chưa có phiếu thì chưa nghe gọi tên thì comment lên giùm em để bé bé ghi phiếu bổ sung nha. Hoa Bình Nguyễn Nguyễn, Diễm Nguyễn, Phạm Anh Đào. Phạm Đào có rồi. Thiêu Vũ nè. Kim Hoàng. Anh Thương Nguyễn. Bùi Minh Toàn. Tuấn Anh. Võ Đức. Chào anh Võ Đức ạ. Chị Kim Hoàng có phiếu ạ. Cô Nguyễn Hương có phiếu. Vũ Hải Yến có phiếu. Chị Diễm Nguyễn có phiếu. Anh Tấn Lĩ có phiếu. Chị Vũ Hải Yến. Ghi có phiếu. Hoa Bình Nguyễn Nguyễn có phiếu. Ghi có phiếu rồi nha, mới đọc rồi. Anh Thiêu Vũ có phiếu. Quà game là 3 cây Cesaret nha anh chị. Dòng xưa nha, dòng nắng xưa cực kỳ xiên bông. Cây rất có thể to đó. Anh chị sang chậu lớn rồi cái cho ăn phân gốc nhiều vô thì cái cây nó sẽ càng to và càng cao và bông nó liên tục luôn nha. Bông nhiều vòi bông lắm. Tí xíu em lên mấy cây toàn nhiều vòi bông thôi. Anh Thư Nguyễn, chị Anh Thư Nguyễn có phiếu. Chị Như Ý Nguyễn chưa nè. Anh Võ Đức có phiếu. Anh Tuấn Anh có phiếu ạ. Chị La Thị Thi có phiếu. Chị Vũ Hải Yến có phiếu. Rồi, còn ai nãy giờ chưa nghe gọi tên thì bình luận lên giùm em nha. Chào anh Tuấn Anh. Fan cứng luôn kìa.
Nguyễn có phiếu, chị Huỳnh Võ có phiếu, chị Như Ý Nguyễn có phiếu, chị Anh Thu chưa có, Trần Ngân, Ben Tin có phiếu. Ngọc Trinh chưa có. Ngọc Trinh, Trần Ngân, Nguyễn Quỳnh Mai, Bảo Thịnh có phiếu. Tài Trần. Rồi vô hơi trễ, em ghi đúng rồi 45 rồi. 2 phút nữa thôi nha anh chị, 19 giờ là 45. Nếu mà bình luận nào nó bị sót hay gì anh chị thông cảm giùm em, bắt đầu bốc thăm bán hàng rồi chứ. Lâu lắm rồi, chơi lâu hay lâu rồi. Do em vô hơi trễ nữa. Lê Nhớ có phiếu ạ. Chị Như Ý Nguyễn đọc rồi. Trần Ngân có phiếu. Chị Anh Thu có phiếu. Trần Ngân mới đọc luôn. Trần Tuấn có phiếu. Chị Hải Phan, anh Hải Phan Thanh có phiếu. Chị Nguyễn Bích có phiếu. Chị Ngọc Trinh có phiếu. Anh Ngờ Minh Nhật. Hòa Họ Diệp. Hòa Họ Diệp. Mừng quá có rồi. Lộc Nguyễn, Nghi Phú. Một phút nữa nha anh chị, một phút nữa ngưng nha. Tài Trần có phiếu, cho em bán hàng ngưng. Vườn Lan Quỳnh Nhiên có phiếu. Bùi Minh Toàn có phiếu. Tiên Nguyễn, Nguyên Dương, Liên Kim, Huỳnh Tạo. Chị Lê Huyền có phiếu. Lê Huyền có rồi chị ơi. Nguyễn Minh Nhật có phiếu. Ngò Minh Nhật. Hòa Họ Diệp có phiếu. Anh Lộc Nguyễn có phiếu. Chị Nghi Phú có phiếu. Mấy người vô sau em ghi luôn cho nốt rồi xong đó rồi em bóc nha. Lộc Nguyễn có phiếu nè. Nguyên Dương có phiếu. Rồi hết ngưng đi. Ngưng nha. Cảm ơn chị anh Dũng Nguyễn. Rồi em ghi ba bọc phiếu nữa là Huỳnh Tạo có phiếu. Lộc Nguyễn có rồi em mới đọc. Tấn An có phiếu. Tấn Anh á. Võ Quang Khoa có phiếu. Huỳnh Tạo là đọc rồi đúng không? Vi Võ có phiếu. Rồi hết nha, em ngưng nha. Hiện tại em đọc rồi. Em đọc phiếu đây. Tay không cầm gì hết nha anh chị. Không bắt không đừng luôn nha. Em đảo phiếu, em đảo tắt mà để lên chị nó. Rồi tay bắt đầu bắt nha. Bảo Thịnh. Ai là Bảo Thịnh? Nhấn có lên giùm em mà có Bảo Thịnh ở đó không? Lên nhận quà Bảo Thịnh. Bảo Thịnh. Comment bình luận lên giùm em có đi. Bảo Thịnh ơi, lên nhận quà. Quà game là ba cái xe Seret nè. Bảo Thịnh. Ó phải có hả? Rồi em coi có chia sẻ có Bảo Thịnh rồi, Bảo Thịnh có rồi. Bắt đầu em coi kiểm tra coi có chia sẻ không. Mới thấy nè. Mấy phút rồi? 4 phút. Chia sẻ 4 phút trước. Ok. Và phía hợp lệ nha, em tặng quà đó. Anh Bảo Thịnh nhấn cái số điện thoại địa chỉ lên giùm em nha, cho mấy bạn ngày mai đi hàng luôn. Chào anh Hà Dương. Quà game của mình là ba cây Cesaret này nha anh chị. Mặt bông rất là đẹp nha, chụp Cesaret xưa. Rồi, em bắt đầu bán hàng ạ. Lên ba cây đó nha chị. Em bắt đầu lên Cesaret nha, em cho anh chị vô sau coi cái mặt bông của Cesaret. Mua về ghép chậu như vậy đi anh chị, nhìn ghiền lắm luôn á. Đó, mặt bông của Cesaret nè. Cái chậu này 20 cây nè anh chị. Ghép lại nè. Rất là đẹp. Dạ em tặng quà rồi, Bảo Thịnh tặng quà rồi ạ. Có chia sẻ trước khi bóc game rồi anh chị ơi, có chia sẻ trước khi bóc game rồi mà. Dạ, cảm ơn anh. Có chia sẻ trước khi bóc game rồi, em ghi phiếu tới gần cuối cùng luôn á anh chị. Có chia sẻ trước khi bóc game rồi, 4 phút em mới vừa bóc chưa được 2 phút nữa mà.
Rồi bắt đầu em bán hàng nha. À, em lên 3 cái cây Cesares đầu tiên 60 ngàn một cây. 60 ngàn một cây, em nói là chia sẻ trước khi em bắt đầu bóc game. Thì anh ấy đó có chia sẻ rồi nha anh chị. Nãy giờ em không có nói câu nào là chia sẻ 5 phút trước khi mà bóc hết. Nên anh chị cứ chỉ cần chia sẻ trước khi em bóc game là phía hợp lệ rồi nha. Dạ. Nãy giờ từ đầu live em bán mấy ngày nay là không có cái nào là chia sẻ trong vòng 5 phút trước khi bóc game hết nha anh chị, thông cảm giùm em. Tại vì mình ghi phiếu tới gần cuối cùng luôn, anh chị vô sao thì vẫn được phiếu ghi, cho nên là thông cảm em nha. Em không có nói cái nào 5 phút mà trước khi em bóc game, anh chị canh mấy phút đó là họ đã chia sẻ trước khi em bóc game rồi. Rồi bắt đầu em bán nha. Rồi một cây này hai vòi nha anh chị. Combo mấy combo đầu anh chị đi trước, combo đầu tiên sẽ được cái hai vòi. Có cây này được 3 vòi luôn nè. 3 cây 180 ngàn thôi nha. 60 ngàn một cây đi, combo 3 cây 180. 3 cây 180. 3 cây 180 nha anh chị. 3 cây này, 3 cây này có tới 2, 4, 6, 7 vòi bông nha. 7 vòi bông. Dạ, 7 vòi bông. Ai em cũng muốn tặng quà khách cũ khách mới gì, anh đó cũng là khách mới, em không có ưu tiên ai ở trong này hết nha anh chị. Dạ. Đây à, 3 cây này 180 ngàn nha anh chị. Cây 180 ngàn, ai chốt kìa. À, anh Ngọc Lợi Hồ lấy 6 cây ha. Cảm ơn Ngọc Lợi Hồ, em đang bắt đầu em bán đây. À, 3 cây này của anh đầu tiên là được tới 7 vòi bông. À, có ít hơn nha anh chị nào chốt được chốt nha. À, cây thứ tư 2 vòi bông. Cây thứ năm có được tới 3 vòi bông nữa nè. Em bóc ngẫu nhiên luôn. 4 cây là 6 cây của anh, 6 cây. Em lên tiếp 3 cây nè anh chị ơi. 1 cây 60 ngàn 1 cây nha anh chị. Dòng nắng xưa Cesares nha, cực kỳ xiên bông, màu bông rất đẹp, màu tím luôn nè anh chị. Dòng đen rô nắng nên là bông rất là nhiều, xiên bông. Anh chị mua về ghép chậu 3 cây vô một chậu rất là đẹp. À, đã báo ship là đi rồi ạ. À, đã báo ship là đi trong ngày luôn. Cây này là 1 cây là 60 ngàn nha anh chị. Chào chị Lee Cherry One, chậu này chậu thứ hai. Chậu này thì một vòi nhưng mà ngược lại nó được nhiều thân nè. Thường nó ít thân lắm, tầm 2 thân thôi nha chị. 2 thân hoặc là 3 thân gọi là nhiều rồi đó. À, dòng đen đô đắng này nha, 60 ngàn một cây, 3 cây 180 ngàn anh chị ơi. 3 cây 180 ngàn. À, ai có chốt thì chốt nha, 3 cây 180 ngàn. Cesares. Cesares dòng nắng xưa có ít thôi, có 60 ngàn một cây mà hàng nắng mà bán giá. Đây cây có bông mà 60 ngàn là rẻ rồi đó. Mấy cái dòng nắng kia nhiều khi 200 ngàn 3 cây luôn. Cái này thì chỉ có 60 ngàn 1 cây thôi. Em cho anh chị coi lại nè, 1 cây nè. Ít thân, 2 thân thôi. Để dòng nắng xưa nó giống như là hổ mang hay kinh Cesares đó. Mấy loại đó là loại xưa ha. Chào chị Diễm Nguyễn. 60 ngàn 1 cây thôi nên anh chị. Hôm nay nhiều hàng mới lắm. Đúng rồi, lâu đẹp mà rất là lâu tàn nữa. Mặt bông được tế luôn nè. Cesares nha, Cesares dòng xưa. Chị Đại Nguyễn lấy cây nhiều thân. À, Gia Gia không lưỡi, cái lô đó nó về hồi nãy ra không có đúng không? Về lên về Tiền Giang hết rồi. Gia Gia không lưỡi về Tiền Giang á chị Lee Cherry One rồi. Em lên 3 cây khác, em chốt cho chị Đại Nguyễn cây đó rồi. 1 cây. Lấy cây nhiều thân, cây này nè, chị lấy nhiều thân 1 vòi thôi. Ta đưa cây kia cho chị. 1 cây. 2 vòi, 2 cây. 3 cây, 3 cây này 6 vòi bông nha anh chị. 3 cây này 6 vòi bông. Mua về ghép một chậu anh chị nè. Em để xa ra cho anh chị dễ nhìn. 3 cây rất là đẹp. Em cho anh chị vô coi mặt bông, coi mặt bông của nó nè. 1 cây là đã tham dự dự thi, người ta ghép chậu như vậy rất là đẹp nè. 60 ngàn 1 cây, 3 cây 180 ngàn nha. Đó, 30 ngàn. Đây, 60 ngàn 1 cây. Đây ạ. Đây là người ta dự thi nha anh chị. Đó. Ghép chậu rất là đẹp. Một cây mập. Dạ rồi, em lấy chị cây mập. Thằng nào nó cũng mập hết trơn. Em lấy cây này cho chị nha, hai vòi bông nè.
búp to chuẩn bị nở rồi. Em lấy cho chị Hà Thị Phí Hằng một cây, em cảm ơn ạ. Em lên combo khác một cây nè, hai cây, ba cây. Cây này có một vòi ở trên và một vòi đang mới nhú nữa nha. Ba cây là 6 vòi bông. À, get in get. Đúng rồi, nó lâu tàn lắm chị. Hết rồi, cái lô đó hết rồi. Phải nó như là hầu như là hết giống luôn rồi đó. Em đi tất cả nhà vườn hầu như hết cái red in get rồi, còn nhiều khi sót lại vài cây thôi. Thì hết rồi. À, Reseret nha, 3 cây 180 ngàn, ai có chốt thì chốt nha, 3 cây 180 ngàn, rất là đẹp nha. Đây, 3 cây 180 ngàn, 60 ngàn 1 cây ạ. Cái này 2 vòi nha, mua về ghép chậu rất là đẹp nha chị. Reseret dòng nắng xưa, cực kỳ xiên bông luôn nha chị, bông lại lâu tàn nữa. Đúng rồi, cây đẹp, mua ghép lại đó chị, 3 cây này ghép lại rất là đẹp. Thường cái này thì nó ít thân, tầm 2 thân thôi. Vô chậu khủng như hồi nãy em cho anh chị coi cái chậu mà em cho anh chị vô sao coi lại nè. Chậu mà người ta ghép vô 20 cây nè. Hôm nay nó chá cái nắng cái ánh đèn. Vâng. Dịnh giùm chị đi, chị lấy cái ánh đèn. Đây ạ, đây, 20 cây đó, một chậu đó, chậu to đùng luôn đó, 20 cây về ghép lại anh chị. Rất là đẹp, đẹp ghê chưa. Cây 2 vòi thì nó ra phải tầm 20 cây đó, phải 40 vòi đó, 40-50 vòi đó, rất là đẹp. Có 60 ngàn một cây thôi nha, dòng đen rô nắng này có 60 ngàn một cây, Cesaret xưa. Em lên 3 cây. 3 cây đều đều luôn cho mình luôn. Mấy cái cây nụ to này lên cho nó đều đều. 1 cây. 2 vòi nha, có một cái phân nhánh nữa nè. 1 cây, 60 ngàn một cây ạ. 2 cây. 3 cây, 60 ngàn một cây luôn chị ơi, 60 ngàn một cây. Có Bensuda chị Phúc... Phúc Hậu Mai ơi, có Ben Soda còn được 2 cây. Ben Soda vàng có 2 cây, 250 một cây. 250 một cây. À, muốn coi thì em lát em lên cho mình coi. Cesaret này ạ, 60 ngàn một cây. Rồi em để đây nha, có ai chốt thì báo em chốt em, màu cây đẹp quá chừng luôn. Mà giá rẻ nữa, có 60 ngàn cây à. Cái tờ giấy của chị lấy đây đâu. À, cho chị cái Ben Soda, hỏi chị gì hỏi cho coi chị ưng không. Ben Soda vàng, à, để nhất Ben Soda hoa thơm nha. Em có 2 chậu thôi. Sữa dinh dưỡng Thái không có ạ. À. Chị ra ở khu quận 6 thì có bán. Ở trên đường Phạm Đình Hổ chị. Sữa đó một chai mấy chục ngàn á, một chai. Hồi xưa em xài chứ bây giờ em không có xài nữa. À, mình ghép 8 cây mà còn ít 10 cây, mười mấy cây chắc đẹp lắm, đúng rồi chị. Cái Ben Soda nè chị Phúc Hậu Mai ơi, Ben Soda này có một thân con ở bên dưới này, 250 ngàn nha. Dòng này là hoa thơm, bông chuỗi bông phát bông rất là dài nha, cực kỳ dài luôn. Ba cây đó về Vĩnh Long đó là tầm khoảng 40 cho đến 60 ngàn là mức đó, có thể 40 hay 60 ngàn thì em chưa biết, cân nặng lên cái thùng thì mới biết được, nhiều khi cái gốc nặng hay nhẹ nữa. À, cân ký lên tính tiền nha anh chị, là giao về tới nhà mình luôn đó. À, Vĩnh Long thì ở đây Sài Gòn, từ Vĩnh Long tầm một bữa sau mình nhận rồi, trễ lắm là bữa thứ hai là nhận được rồi nha, rất là nhanh. Đây là ngay trung tâm chính của GT luôn, nó rất là nhanh. À, cây này là cây Pesoda Hiroshi hả? Hiroshi có mấy cây hả? Thế em lên sao cho nó đang soạn ra có mấy cây Hiroshi. À, cây này là cây Ben Soda nha anh chị, bông rất là dài này, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tầm 20 mấy bông ha. Có thân con nữa nha. Này rất là rẻ luôn, hôm qua mấy anh chị mua còn nói bên em bán rẻ, tới lấy vẫn nói là rẻ. Đấy, ký Ben Soda thị trường bán rất là cao, bên em chỉ bán 250 ngàn một cây thôi, giá nhà vườn rồi, 250 ngàn một cây, còn đúng 2 cây thôi nha. À, trong vườn em không có bán, em đi support rồi.
À, không có bán trâu rừng. Rồi em để cây chị này có coi có ưng thì chốt nha. Cây đó thì 250.000. Rồi em lên cái dòng da da cho anh chị coi. Còn Hiroshi chị hình vỏ chờ chút nha. Da da trắng, da da cái màu lạ lai với cái cây Doraemon đó vậy. Hôm nay có nhiều mặt bông da da lắm nha. Anh chị từ từ em cho xem mặt bông. Có cái dòng mini ba cánh tím, ba cánh trắng. Mặt sáng trưng luôn á, rất là đẹp. Em đang lên cho mình coi. Còn Cesaret em mới lên là 60.000 một cây, cây 2 vòi bông. 3 cây là được 6 vòi bông luôn á. Không có cánh nó bông bông á, còn này da da trắng cái bông bông lắm. Lai lai, lai ở Doraemon á. Đây có mấy cái loại em sale đi anh chị, cứ lát xăng sale thì sale. Xăng có ngọc điểm lai nè. Màu bông thực tế luôn nha. Da trắng lai đây. Đẹp chưa anh chị, chắc chắn là chưa có thấy mặt bông của cái này rồi. Em bán 3 năm nay chưa thấy mặt bông này luôn. Nó lai với cây Doraemon nè anh chị. Giá rất là mềm, có 50.000 một cây thôi. Đi 4 cây nha anh chị. 4 cây 200.000 nha. Giống như cái màu xanh này của Doraemon, cây Doraemon nó lai ra nè. 40.000 một cây, 50.000 một cây nha anh chị, bông rất là đẹp. Em lên 4 cây đầu tiên nè, có nở có nụ. Em chốt, giờ lấy giống nha anh chị, cho nên là bông nó không có được nhiều đâu. Cái này lấy giống, em mới gặp 3 năm nay, gặp cái này là đầu tiên nha. Da trắng là lai với cái cây Doraemon nè, bông rất là đẹp nha, có viền nè. Chưa có gặp anh chị, em biết chắc anh chị là chơi lan chưa có thấy cây này luôn á, đảm bảo luôn á. 50.000 một cây thôi. Em bắt đầu chốt đơn nha, ít anh chị chia nhau chốt nha, ít thôi. Em chốt một cây cho chị Yến Huỳnh một cây ạ. Ít thân về lấy giống nha anh chị, em nói cái này là cây tơ ít thân. Chị Dung Nguyễn một cây. Chị Linh Trần một cây lấy giống nha anh chị, chứ là nó lạ, hồi trước em mới gặp đầu tiên. Chị Yến Quỳnh một cây. Chị Yến Quỳnh lấy chị đang cầm, lấy chay chị đang cầm là đổi chị Yến Quỳnh cái này. Yến Quỳnh đổi lại. Chị Hà Thị Thí Hằng một cây lấy giống đi anh chị ơi, lấy hai cây đi chị Yến Quỳnh, hai cây luôn. Ok. Chị Hoa Đồng Tiền Yến Quỳnh nè, còn cái này là chị Thí Hằng, Hà Thị Thí Hằng. Cái này chưa bán đúng không em? Chốt tiếp nha, còn ít, có ít là anh chị có hai sọt à, ai chốt được thì chốt nha. Chị Hoa Đồng Tiền một cây. Chị Ngân Nguyễn hai cây, một cây, hai cây. Chị Nhân Cua hai cây lấy giống nha anh chị ơi, ít bông lắm, 3-4 bông mà, hai cây. 50.000 một cây, em bán rất là mềm luôn, 50.000 một cây thôi. Chị Ngô Thị Xuyên Vân một cây. Chị Hoa Nở không có lùm chị ơi, hai thân gọi là nhiều rồi đó. Cái này không có nhiều, không có nhiều thân đó. Hai thân là nhiều rồi đó. Hoa nở hai cây. Chị Yến Quỳnh tổng cộng hai cây. Để cho chị xem lại hai cây. Mai hợp với thùng kia. Dạ được chị, mai em đang đợi cái thùng ở Tiền Giang nó gửi lên em gửi cho chị. Lê Hòa một cây đang nụ. Lê Hòa một cây ạ. Một thân nha, bù lại thì nó hay vội vậy. Nói chung là em nói là lấy giống anh chị, lấy giống là em bán có 50.000 rất là rẻ luôn rồi. Lấy giống đi chứ không có nhiều thân.
lê cà một cây. Xem lại hai cây của chị Nguyễn Quỳnh, hai cây của chị nha. Tim tim hoặc Vivo một cây. Cảm ơn cho chị Nguyễn Quỳnh cho số điện thoại. Và hoa nở, không biết mấy bạn có báo phí chưa, nếu báo phí là để đi rồi ạ. Chị Dung Nguyễn Bầu Trời có chưa ạ? Có rồi ạ, chị có rồi. Còn đúng 5 cây nữa thôi. Anh chị nào có chốt thì chốt nha. 50.000 một cây. 7 cây, còn 7 cây. Mặt bông nha anh chị, không có kịp chụp mà để đăng lại lên mặt bông luôn á, là mới về đó. Chị Linh Trần thêm một cây. Đang nụ. Nó cỡ dày à, nó không mập như em được, nó vừa vừa à. Nó mi nhon chị ơi, 50.000 một cây thôi nha. Ai chốt thì chốt nha. Còn đúng 6 cây. Màu là mới về luôn, em mới thấy đầu tiên luôn mà chưa kịp đăng mặt bông để lưu hình ảnh lại, sáng mai đăng mặt bông lại, chụp mặt bông để giữ lại. Đó, là có mấy cây này là vừa cũng hết luôn, hình như nó sổ ra nó lai cái đường gì á mà được có bao nhiêu đây à. 60.000 một cây nha, đen màu trắng nè, da trắng lai với cái cây Doraemon á. Còn đúng 6 cây nữa thôi. Anh chị nào có chốt thì chốt nha, 50.000 một cây. 3 cây nở. 3 cây nụ. Ai có chốt thì chốt, có 6 cây thôi. Màu lạ, màu độc lạ nha, về lấy giống nha anh chị, về sang qua chậu lớn rồi lấy giống giùm em. 50.000 một cây mặt bông đây. Mai chụp hình lấy mặt bông lại nha. Em chắc chắn là anh chị chưa gặp em đi, em đi chắc còn tầm 20-30 giường mà chưa có cái mặt bông này bao giờ ha. Chị Linh Trần là thêm một cây mọc đang nụ rồi đúng không? Anh Hùng Phan 6 cây rồi, chốt anh Hùng Phan luôn, hết rồi. Cảm ơn Hùng Phan, về ghép lại chậu rất là cưng luôn á, nhìn đẹp lắm. Rồi, chị Phương Đình thông cảm giùm em, coi sản xuất thế nào không vậy? 6 cây cho anh Hùng Phan luôn, 4 cây. 5 cây. 6 cây là hết rồi. Hết rồi. Rồi em lên một cái dòng da trắng. Một màu trắng thôi, không có lai. Cũng 50.000, cây thì nó mọc hơn, mọc uống tù nụ hơn. Có cái da trắng chị. Anh Hải Phan Thanh thông cảm giùm em, hết rồi chị Phương Đình ơi, hết rồi chị Siêu Vân ơi. Hết rồi. Rồi cái thêm cây trắng nha, em bắt đầu lên cái da trắng. Mini da trắng. Còn cây hả? Còn một cây em chốt tiếp cho chị Phương Đình nè, còn sót có một cây à, mới nhụ lên. Chốt cho chị Phương Đình nha, còn cây theo thứ tự từ trên xuống á. Rồi. Em gói rất là kỹ chị, từ gòn tới báo rồi đóng thùng gàn cái thùng luôn. Rủi ro xảy ra tầm khoảng 3-5% thôi. Mà khi có rủi ro thì em có điều giải quyết trừ tiền cho khách. Nhận hàng xong chị báo liền trong ngày hoặc là trễ lắm ngày hôm sau giùm em ha. Chị Hoa Nở còn đơn hồi tối, gặp đơn hồi tối ghi chú giùm. Cây này nha, da trắng ha. Rất là đẹp. Cây thì mập 50.000 một cây, em đi 4 cây 200 luôn. Về mua về 4 cây về ghép chậu, rất là đẹp luôn. Cây đẹp nha chị, lô này cây đẹp. Bông rất là dài, chuỗi bông dài lắm. Cây này là bông bối á, bông cây tơ lên á, mới lớn lên mà nó bông nó dài vậy. Từ cây tơ 4-5 bông mà thằng này nó dài lắm. Chuỗi bông rất là dài nha. 50.000 một cây, 4 cây 200. Em bắt đầu chốt đơn nha. Chị Tin Vivo một cây, đang nụ. Tim Vivo một cây. Chị Ngân Trần một cây đang cầm. Em chốt cho chị Ngân Nguyễn chứ, xin lỗi, Ngân Nguyễn một cây. Chị Yến Quỳnh một chậu. Luôn, một chậu luôn. Da trắng. Bình thường anh chị thấy màu khác. Hôm nay là cái ngày của da còn nhiều màu khác nữa. Tí xíu em lên cho chị cả cái da cái kia rất là đẹp luôn. Tím có không? Chị có da tím luôn. Tím rồi trắng, chớp tím cũng có hết nha anh chị. Hôm nay có là ngày của da luôn á. Anh chị nào săn nhiều màu của da thì lên giùm em. Em lên combo 4 cây khác. Chào chị Ly Võ. 1 cây. 2 cây.
Cây này bông bối mà bông nó dài vậy nè. Ba cây. Cây này anh chị đi combo thì có sẽ được cái cây này hai vòi nha. 4 cây này 200, 4 cây này 200, 1 cây nè. 2 cây. Đi combo thì em sẽ gửi cái cây này có hai vòi. 3 cây. 4 cây, 4 cây 200.000. Ai có chốt thì chốt cho 4 cây 200.000. Da da trắng em cho coi mặt bông nè. Có cái hình mẫu của cái này em ta đợt trước Yến bán nó có. Rất là đẹp nha. Mua về 4 cây ghép lại chậu 200.000 rất là đẹp nè, ghép như vậy nè anh chị. Rất là đẹp luôn. À, em chốt cho chị Trâu Tâm 4 cây. À, chị Nghi Trần lấy 4 cây nụ to để em lấy cho mình. Có nở 3 bông nha chị. Nụ phía trên là 1 cây cho chị Nghi Trần. Có ít, mỗi cái có ít ít hơn, ai chốt thì chốt nha, được thì chốt 2 cây. 3 cây có nở 1-2 bông. Chị Nghi Trần 4 cây ạ, à. Cảm ơn chị Nghi Trần ạ. À. Em không có chốt riêng hai vòi, em nói đi combo thì mới bóc cây hai vòi cho mình. Được cái đó không, combo sao cũng không có luôn anh. À, chụp hình gửi qua rồi không thấy trả lời, nhận hàng 3 cây bị gập lá hết rồi chị ơi. Dạ rồi, để em nó ghi chú lại để kiểm tra cái đơn của chị, với bạn nó xử lý đơn ha. À, chắc chưa có chốt tới cái đơn của chị nên là chưa có coi á. Yên tâm, cái đơn nào khi mà chốt đơn các em đều lướt lên phía trên để đọc hết nha chị. Lê Hòa 1 cây ạ. À. Cảm ơn chị Lê Hòa. 50.000 một cây thôi nha anh chị. Da da trắng nha. Da da trắng. À, da da là dòng xiên bông rồi đó. Mà nó đầy ra là màu trắng luôn nè. Da da trắng nè. 50.000 một cây thôi. Em lên combo 4 cây khác. À, ghi chú chị Lê, chị Hoa Nở có báo tình hình cây trong tin nhắn. 2 cây. 2 cây. 3 cây. Chị Lê Hòa một cây nụ. Của chị là nụ, cây này nó mới xuống đúng không? Để em đổi chị đi cây nụ nha, chị lấy cây nụ. Chị Lê Hòa cây nụ, em đổi lại cây nụ nè. Cho chị cây cao. Dạ ok chị, cây cao của chị đây. Cây cao của chị Dung Nguyễn Bầu Trời, em cảm ơn ạ. Nó kêu Dung Nguyễn Bầu Trời, cái hình bầu trời. Có hình chị với anh chổng mà nó kêu đầu trời không, em biết cũng kêu còn bầu trời luôn. 50.000 một cây nha, hai cây rồi đã ghép đẹp như vậy, 4 cây nó đẹp cỡ nào. Dạ em mới đổi cho anh là cây chị vậy chị rồi, cây đang nụ á. Dính à. Thường bông bối nó ít nha, mà nếu mà anh chị nuôi lâu nó nhiều thân nữa thì cái bông này nó dài ở mức độ nào là biết rồi, này là bông bối thôi đó. Mới bông bối, cây tơ bông bối bao giờ nó cũng lên bông từ đây. Xong nó sẽ hết cái bông bối này sẽ mọc bông từ phía nách này nha anh chị. Cây này là cây tơ nó ra bông bối mà bông nó dài như vậy thì biết là xiên bông cỡ nào rồi. À, cây nụ nở ít. Cây bông chị Nghi Trần lấy cây nụ nở ít, mới nở có 1-2 bông mà, 1-2 bông hoặc là nụ không, nếu mà chị lấy nụ không em lấy nụ không cho chị được. Còn nở mới 1-2 bông mà còn nguyên cái chuỗi bông phía sau luôn, nhiều người vẫn thích lấy như vậy. Chị về ngắm từ từ à, đây còn nguyên chùm bông phía sau nè, để em coi có cái nụ nào em đổi cho chị. Chốt cây tay chị đang cầm cây này nha anh Thiêu Võ ơi, em chốt cây cho anh Thiêu Võ. À, chị gì đó ơi, chị Nghi Trần lấy cây nụ em đổi cho chị nè, một cây lấy cây nụ ơi, em đổi cho chị cây nụ chứ còn mới nở hai bông nè. Có một cái này nở 3 bông em đổi lại cho chị cây nụ rồi, còn này nở 2 bông nha, lấy cái này nha chị. Không lấy cây có bông nở. Rồi, lấy nụ hết luôn, ok. Đổi 4 cây của chị, lấy cây nụ thôi. 2 cây kia nụ hết rồi. Ok chị. Có 2 cây này thôi, em mới đổi được 1 cây rồi, còn 1 cây nụ nữa đây. Cây nụ nữa đây, là của chị 4 cây đều nụ hết nha. Đây là đúng là loại này mới ra ngọc. Đây là cây bông bối. 50.000 một cây da da trắng nha anh chị, một cây. Một cây nè. Hai cây. Combo 4 cây 200.000 nha, hai cây. Đổi chị cây nụ bông nở ít. Không lấy bông nở.
Rồi bây giờ lấy có bông nở. Em bó tay chị. Đổi rồi, không đổi nữa. Em từ cây nở có nụ, rồi chị đổi. Bây giờ chị đổi không không rồi giờ lấy ngược lại nở nữa. Em lấy cây ra em bán cho khách rồi, còn mấy cây nữa hết rồi. Bây giờ em chốt tiếp cho Nguyễn Linh một cây. Nguyễn Linh em chốt cây này nha. Em cảm ơn ạ. Mỹ Dung Dương không lấy Vanda cho chị. Hình như bé có chụp hình cho chị phải không ta? Chị Mỹ Dung Dương. Chị Thí Hằng Nguyễn Thị đi đơn chưa? Nếu có báo phí là đi đơn rồi ấy chị. Chị Nguyễn Nga hai cây, em chốt hai cây cho chị Nguyễn Nga nè. Anh chị nào muốn lấy nụ lấy nở thì báo em, mà thường mình lấy có nở có nụ này về chơi nó rất là đẹp luôn á nha. Nguyễn Nga hai cây. Còn ít thôi mấy anh chị ơi, hết rồi không nha. Hết rồi, còn có khoảng 1 2 3 4 5 7 6 7 8. Đúng 10 cây nữa thôi nha, ai chốt thì chốt. Bốn mười cây, một cây, một cây, hai cây. Hồi nãy là em lấy cho chị là cây có nở có nụ đầu tiên, xong lúc sau chị kêu là lấy nụ không thì em bỏ hết cây nở ra, em lấy cây nụ đổ cho chị rồi. Hiện tại là bốn cây chị là đều cây nụ hết đó. Bây giờ chị nói cái ý của chị là lần cuối cho em biết là chị muốn lấy cây nào, em biết em kịp thời em đổi, cũng còn có 10 cây để đổi, còn không em chốt tới tiếp là hết cây để đổi luôn nha. Hai cây. Ba cây. Ba cây. Combo 4 cây 200 ngàn. Hai cây nụ và hai cây nở. Hai cây nụ nhỏ nha. Hai cây nụ và hai cây nở. Combo da da trắng 4 cây 200 ngàn. Vừa bông vừa nụ, gọi là này là vừa bông vừa nụ nè chị. Em đổi lần cuối chị nha, 4 cây nè, 2 cây nè, vừa bông vừa nụ đây. Vừa bông vừa nụ 2 cây. Đưa 2 cây đó đi. Lấy 4 cây của chị, 3 cây, 4 cây. 4 cây của chị nha, vừa bông vừa nụ. Em lên combo khác. Ai lấy nụ thì nụ, ai lấy nở thì nở, còn ít thôi, còn chọn lựa được không, vài cây nữa em hết chọn lựa được rồi. Một cây, hai cây. Combo 4 cây 200 da da trắng nha anh chị. 3 cây. 4 cây, 4 cây này 200 ngàn. Dòng bông bối mà bông nó đã nhiều như vậy rồi anh chị. Thì tới lúc cây lớn là làm nó đẹp cỡ nào. Còn có 2 combo nữa thôi. Ai có chốt thì chốt 4 cây 200 ngàn. Có nụ có nở. 4 cây 200 ngàn da da trắng nha. Rất là đẹp. Rồi em lên cái da da nhiều màu và cái da da mặt cười nữa. Nhiều loại, hôm nay nhiều loại lắm. Từ từ anh chị đừng có thoát like nha. Đợi từ nhiều hàng mới lắm. Hôm nay nhiều hàng mới có cả có vàng lưỡi đỏ hoa thơm với dòng trăm thông. Hôm trước bán hàng lá 50 ngàn một cây á. Hôm nay là có hàng bông cho mình luôn. Về mà ngửi hoa luôn nha. Có luôn nha. Còn hai combo em để đây, có ai chốt thì chốt nha. Còn hai combo cuối cùng thôi. Là còn khoảng 8 cây. Hết rồi. Da da trắng giá 50 ngàn một cây, không có tăng giá nha chị. Da da trắng. Rồi em lên cái loại khác cho mình. Có Peru nè, Peru hôm qua còn sót lại một ít. Em cho anh chị vô sau coi cái mặt bông của Peru. Phụ nữ Peru hàng ghép bản nha, cho chị mấy bản đẹp. 110 ngàn một bản. Anh cho anh chị coi mặt bông của phụ nữ Peru. Màu bông rất là ngọt, rất là đẹp luôn. Dạ rồi, lên khác nè chị. Lên khác liền đây. Mất tiêu cái mặt bông của Peru rồi. Phụ nữ Peru. Cây này là một cây nha, đã ghép bản gỗ rồi nha. Em có hàng cây ghép bản gỗ thuần hết rồi nha chị, hàng vườn nha. Chị Mỹ Dung Dương đi đơn chưa? Coi tin nhắn có đi chưa? Peru, một cây đó nó ra hai vò bông mà nó rủ như mà nó rất là đẹp anh chị, treo lên thôi thì bông nó chùm.
nó dạng chùm nha, bông đuổi nha, ra bông liên tục nha, cực kỳ xiên bông luôn, nó xiên bông y như cái rằm vũ nữ bút chì vậy đó. Mà màu bông nó nghèo ngọt và bông nó chuỗi dài hơn, cành bông nó dài hơn bút chì rất là nhiều. Em có hàng ghép bản, có ít bản thôi, em lên luôn. Ít bản hôm qua còn sót lại. Một bản là 110 ngàn một bản thôi. Chị Thiên Lê cũng hỏi hàng đi chưa? Cái đốm nè. À, đơn của chị chưa đi. Hôm nay có panda đốm, tí em lên cho chị Mỹ Dung Dương chọn rồi gặp đơn nha. Còn coi của chị Thiên Lê đi chưa? Dạ cảm ơn chị Biển Xanh Lại Ngọt. À, em chốt hai cây cho chị Nghi Đông nha, một cây có nụ có nở nè, này bông nó hơi kém, cái này có nụ có nở nè, một bông một cái nụ một cái nở nè, hai cây cho chị Nghi Đông. Em Nghi Trần, chị Nghi Trần em cảm ơn ạ. À, có mấy combo thôi. À, chị Tiền Bùi, chị Tiền Bùi đã ghép hết rồi nha anh chị, ghép như vậy thì ít nhất cũng phải tầm 6 tháng mới được như vậy nha. Chị Dung Nguyễn một bản, Nghi Trần nè một cây, Dung Nguyễn một cây. Em lên bản khác, còn có khoảng 5 bản nữa thôi, hết 5 bản nữa thôi nha anh chị. Một bản nó xiên bông lại là bông chùm một dạng bông chuỗi á. Chào chị Ngô Gia Hân Gia Ngô Hân Gia Hân Ngô động hồn đảo luôn nè. Chào chị Nguyễn Hoa, em bắt đầu bán hàng rồi chị, em cảm ơn chị chia sẻ ha. Đừng có để ý cái lá, cái loại này cái lá nó vậy đó, nhưng mà chị ghép thuần như vậy, rễ bám như này nè, đầu rễ rất là xanh luôn nè. Anh chị nhìn kỹ nè, hàng này hàng ghép lâu rồi nha, phải tầm 5-6 tháng mới được như vậy nè anh chị. Không có nụ lớn chị ơi, có nở như vậy thôi mà nó không có nụ nè. Cái của chị là cái nụ lớn. À, em lấy cái này cho chị nè, nụ tương đối lớn rồi đó. Em chốt cho chị Dương Nguyễn nha, 110 ngàn một bản anh Phúc ơi, anh Nguyễn Phúc ơi, 110 ngàn một bản, hàng ghép bản rồi. Đây là về lấy giống nha anh chị. Thực ra một cái cây này đâu đã bán 90 ngàn vô cái chậu ngô nhỏ đó, còn này người ta đã ghép luôn rồi, rất là thuần luôn rồi, bán giá này rất là rẻ luôn rồi. À, chị Hương Hoàng em cảm ơn chị Hương Hoàng. À, vừa nụ vừa đỡ, lấy 5 bản nó lên luôn chị coi cái nào, còn 4 bản nữa thôi, 4-5 bản nữa hết rồi. Em lấy chị Hương Hoàng cái nụ vừa vừa nha, chứ còn không có nụ có nở. Em chốt cho chị. À, đầu tiên là chị Nghi Trần 2 cây, kế đến là chị Tiền Bùi 1 cây, kế đến là Dung Nguyễn 1 cây. Chị Linh Trần hả? Chị xem cái này mà sao chị không thấy chị Linh Trần? Nó không có bị ẩn. À, chị Linh Trần nó bị ẩn, bình luận của chị Linh Trần em chốt cho chị Linh Trần nha. Em cảm ơn ạ. À, rồi. Máy nó bị ẩn bình luận đó chị. Chị Lê Minh Hằng, em cố gắng lấy cái nụ lớn lớn thôi chứ không có vừa nụ vừa nở. Em chốt cho chị Lê Minh Hằng nha, còn đúng 3 bản cuối cùng nữa thôi. Lê Minh Hằng, phân 20-20-20 là nó là đạm lân kali, nó hàm lượng bằng nha. Có bản này nó gớt cái bản gỗ ra rồi. À, tí xíu em chốt sau. Rồi, này nhìn nó không quen, nhìn nó không quen. Rồi, còn đúng 3 cây ghép bản và 1 cây không ghép bản, em lên từng cái, ai chốt được thì chốt nha, còn hết rồi. Phân 20-20 có tác dụng gì? À, sẵn em sang em giải thích luôn. 20 là đó là phân dòng phân vô cơ đạm lân kali, khi cây còn nhỏ hoặc cây chuẩn bị có bông thì anh chị xài cái đó để cho cây có tích đủ đạm để nuôi cái mầm con của mình. À, có lân để tích lân để cho cây nó chuẩn bị ra bông. À, kali để cho có sức đề kháng cho cây.
20 20 20, là lúc cây còn nhỏ chuẩn bị có bông. Thì khi cây có bông rồi thì anh chị sẽ để kích bông, thì anh chị sẽ xài cái loại mạnh thì 10 5 5 10, còn đã có bông rồi thì chùm 6 30 30. Thì sau khi xài cái 3 lần 10 5 5 10, hoặc 2 lần 10 5 5 10, hoặc là 6 30 30, thì mình sẽ bắt buộc quay trở lại 20 điều để cho cây nó cân bằng lại ha. Cái đó là có giữ cho cây nó cân bằng. Cái đó khi anh chị đi 6 30 xong rồi, anh chị sẽ đi 2 3 lần, anh chị sẽ quay lại 20 điều để cho cây nó cân bằng, nó nuôi cái mầm gốc lên ha. Đó là có tác dụng vậy. Cây này 110 ngàn một bản nha, Peru. Em cho anh chị vô sau còn có 3 bản ghép gỗ thôi. Peru coi mặt bông mà. Ở đây nè. Đây ạ, vũ nữ Peru còn mấy bản nữa thôi, rồi em qua cái dòng mới cho anh chị nha. Chào Loret Nguyễn ạ. Dòng vũ nữ Peru hàng ghép bản rồi nha. Chị Lê Minh Hằng lấy còn cây nở, lấy cây nở cho chị. Chị lấy cây nở, lấy cây này đi chị, nó không có ghép bản. Em tính chị 100 ngàn thôi. Chị lấy cái này thì em đổi cây kia cho chị. Có nở có nụ mà nó xúc ra rồi. Đó, nó xúc ra rồi. Đó, chị lấy không thì chị nhắn giùm em này tính 100 ngàn. Còn cái bản hồi nãy của chị là cái nụ vừa vừa rồi. Này không có sợ hư bông đâu chị, vũ nữ này không sợ hư bông. Bao luôn á, không có hư bông. Mình thêm gì vận chuyển á. Chị xác nhận lại giùm em lấy cái cây 110 hồi nãy đã ghép bản hay là loại này có nở có nụ. Một vòi nụ, một vòi nở nha. Có bán hũ đó chị, 20 đều đó có 30 ngàn, cũng bằng giá 6 30 30 hết. 20 đều lọ đó ha, 60 ngàn, 30 ngàn một lọ thôi. Dạ rồi, chờ em xíu lên cái này, cái em lên da da. Ok, em đổi cái này cho chị nè. Em chốt cho chị Lê Minh Hằng rồi. Anh Thiêu Vũ thông cảm giùm em nha. Chị em chốt cho chị Lê Minh Hằng rồi. Em còn mấy bản nữa, cho em bán mấy bản đi rồi em lên kia cho mình. Bản này của chị Lê Minh Hằng xả ra nè. 180 ngàn một bản, nụ cũng vừa vừa rồi anh chị. Đó. Cái này tầm 3-4 bữa nữa là nở bông rồi. Này không có hư bông, đảm bảo luôn á. Thấy nhỏ nhỏ vậy chứ cực kỳ khỏe. Bông rất là khỏe. Này đã ghép bản thôi nha anh chị. Thuần hết là đầu rễ nó xanh nè. Bám vô đây chặt vô đây là đầu rễ xanh hết rồi nè. Hàng đã ghép bản rồi. 110 em còn mấy bản nữa thôi. Dạ cảm ơn chị. Cũng cố gắng. Đây à, 110 còn mấy bản nữa thôi. Anh chị nào có chốt thì chốt nha. Còn 4 bản thôi. Ba bản đẹp, một bản xấu. Ba bản đẹp. 110 bản, 110 ngàn bản em để riêng, có ai chốt thì lát em cho lên lại coi sao. Bây giờ em lên tới cái dòng mới. Da nhiều màu. Hôm trước là em bán cái chậu lớn. Em có chậu lớn luôn 150 ngàn. Rồi chậu chớp 500, 1 triệu cũng có. Bây giờ em bán cái chậu nó nhỏ, chậu 12. Giá rất là mềm. Cây 2, 3 dồi bông nha. Da. Có với tím, có màu truyền thống, sẽ màu trắng tím. Lan ghép bản là lan phụ nữ Peru á anh Ngọc Quỳnh ơi. Đây. Bông của nó đây, cây này 3 vòi bông nha. Hôm trước em bán một cái chậu nó tầm 3 cây này, 2 cây này ghép lại là 5-6 vòi bông gì đó là 150 ngàn một bản. Đó, ghép lại như vậy. Thì bây giờ em bán cây này rất là rẻ luôn. Đi combo 3 cây 180 ngàn nha. 3 cây 180 ngàn. Có ít ai giành được giành nha. Tầm 2-3 vòi bông luôn nha. Ai lên trước thì sẽ được nhiều vòi bông hơn. Rất là rẻ luôn. 60 ngàn chậu. 2 chậu cho chị Hồ Lan. Xách qua đây mở. Anh Ngọc Lợi Hồ 3 cây nè. 1, 2,
Nãy giờ không thấy anh Ngọc là hồi im im, cái anh mới nhắn lên là anh chốt luôn à. À, có màu truyền thống và màu tím nữa. Lộn xộn màu ha, đây ạ. À, em bóc lộn xộn màu luôn nha, có màu tím nữa nha. Đây, mua một màu cho ảnh nè. Ba cây. Cảm ơn Ngọc Lợi Hồ và em chốt tiếp đơn nè. Chị Ngân Nguyễn, ba cây vòi đang nở. Một cây. À, chị Ngân Nguyễn, ba cây vòi đang nở, một cây nè. Để em kiếm cái cây vòi lên nữa. Tầm 2 vòi trở lên nha anh chị. 2, 3 cây. Chị Ngân Nguyễn ạ. À, lấy cây hoa đó nha. Chị Nguyễn Huỳnh, lấy cái nào lấy lại giùm em. Chị Nguyễn Hoa, một cây hoa. Đợi em xíu. Chị Nguyễn Huỳnh. Yến Quỳnh lại Nguyễn Hoa rồi. Em tới Nguyễn Hoa đúng không? Bây giờ tới Nguyễn Nga. Nguyễn Nga, một cây hoa. Chị Lê Minh Hằng, ba cây. Đủ hay hết nở rồi nha chị, một cây. Hai, em chốt chị Lê Minh Hằng, ba cây. Từ 2 vòi trở lên nha, giá rất là mềm luôn. Ba cây. Chị Lê Minh Hằng ạ. Anh Tin Bibo, một cây. Bông dài, một cây tin Bibo. Nguyễn Ngọc Lâm, ba cây trắng tím. Dạ rồi, Nguyễn chốt tiếp Nguyễn Ngọc Lâm, ba cây. Từ 2 vòi trở lên nha anh chị. Chậu này chậu 12, chậu nhỏ một cây. Rẻ nhất thị trường luôn rồi, 2 cây. 3 cây, em chốt 3 cây cho anh Nguyễn Ngọc Lâm ạ. À, chị Dung Nguyễn, một combo nụ lớn. Ít thôi, có ít thôi nha anh chị. Tranh thủ chốt đi hết rồi. Một cây cho chị Dung Nguyễn, combo nụ lớn. Nụ lớn. 2 cây, cái này cái nụ nhỏ nhỏ. Còn nụ lớn không vậy? Vừa. 2 cây cho chị Dung Nguyễn bầu trời. 3 cây cho chị ạ. Từ 2 vòi bông trở lên nha. Lô này từ 2 vòi bông trở lên luôn. Chị Ngân Nguyễn, một cây thôi. Hồi nãy chị mấy cây đó? Coi lại giùm chị. Một cây của chị, một cây đúng rồi. Đẹp lắm chị ơi, tiếc là một cây thỏ xưa của em bị gãy mất cái vòi bông hu hu. Thương vậy. Hình như bữa lô đó tới 2 vòi bông lận á chị. Chế ơi, đâu có chốt đem đâu, chào chế thôi mà. Chị Hồ Lan nãy giờ có chốt không? Hồ Lan nãy giờ có chốt chưa? Hai chế, mình tưởng hai cây. Lấy hai cây đó ra. Em quýnh anh đó nha. Rồi. Quýnh đó nha, có đây là quýnh rồi. Chị Lê Minh Hằng, ba cây có hoa. Chốt tiếp, chốt chưa? Chị Lê Minh Hằng rồi, em chốt cho chị Lê Minh Hằng rồi. Ba cây rồi, chị Lê Minh Hằng, ba cây có hoa. Anh Lê Hòa, một cây có vòi lớn. Một cây có vòi lớn. Anh chị Lê Hòa, một cây. Kiểm tra giùm chị nha, ghi kỹ nha. Lê Hòa, một cây. À, chị Nguyễn Linh, một cây nhiều vòi, ba vòi. Nguyễn Linh, một cây. Anh chị nhớ chốt đủ đơn lên giùm em. À, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em mới đóng hàng gửi nha. Với lại anh chị khách mới gửi số điện thoại địa chỉ lên giùm em để bên em đi hàng nha. Nguyễn Linh rồi. Chị Ngân Nguyễn lấy một cây thôi. Đúng rồi, một cây. À, Lê Thí cho cây. Chị Lê Thí lấy mấy cây? À, một cây vừa hoa vừa nụ. Chị Hoa Đồng Tiền ạ. À, Dung Lê, nãy giờ em lên màu trắng tím không ạ? Chưa có lên màu khác. Màu trắng tím không á? Anh Dung Lê lấy hai cây hai hướng nha. Em hai hướng là chứ thiệt là bóc ra nó lộn xộn lắm anh chị ơi. Nó được nhiều vòi chứ nó kêu hai hướng khó lựa lắm. Thông cảm giùm em, đây là từ 2-3 vòi không á. À, 60.000 một cây, 3 cây 180 cây bối cho nó chưa có bung được nhiều đâu. Nếu mà cây hướng là cây 160.000 anh chị. 160-180. Nhiều chậu, 60.000 một chậu anh Bentin ơi. Một cây có chưa chị Hà Thị Thúy Hằng? Có chưa? Chưa có, em lên cho chị Hà Thị Thúy Hằng luôn. Là da trắng tím nha. Em lên cái màu trắng tím tí, em lên màu tím sao? Chị Hà Thị Thúy Hằng. Không, nãy em chốt rồi. Chị Lê Minh Hằng, đúng rồi, có chốt rồi ạ. À, chị Lê Thí, một cây nụ lớn nha.
Chị Lê Thí có chốt rồi đúng không? Chưa chị. Chị Lê Thí đây ạ, em chốt chị Lê Thí. Rồi, tới chị Lê Thí là hết thấy bình luận ở dưới rồi, bắt đầu em đưa cây cho anh chị coi. Dung Lê là chưa chốt đúng không? Một cây trắng tím nha. Hai cây, em chốt hai cây cho Dung Lê. Còn ít thôi anh chị tranh thủ chốt đi. Dung Lê hai cây. Nhớ chốt đủ đơn 200 ngàn giùm em nha. Trong một like em chỉ giữ đơn trong một like thôi chứ còn không có dồn đơn. Rất là nhiều hàng về liên tục. Rồi để sợ lộn cây của mấy anh chị đó. Lan Ngọc Điểm 3 chậu là 180 ngàn ạ. 3 chậu 180 ngàn em lên combo 3 cây nha. Một cây. Nói em nói chung là từ 2, 3, 4 vòi bông luôn. Như cái cây này là từ tới 4 vòi bông là có 60 ngàn hả. Cây này mà sang chậu lớn 2 cây ghép lại là em đã bán 150, 180. Có khi có đợt bán 300 ngàn một cây đó anh chị. Da da trắng tím nha, cực kỳ xiên bông ha, cực kỳ xiên bông luôn. Cây này em lên combo 3 cây 180 ngàn lấy combo giùm em nha. Một cây, hai cây, hàng này hàng lá dẻo nha anh chị. Hàng lá dẻo rẻ luôn á, 60 ngàn hàng lá dẻo. Ít thôi, còn mấy combo nữa hết rồi. 3 cây này 180 ngàn, ai chốt thì chốt nha. 3 cây này có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vòi bông. 2 cây lùm cho chị Phương Đình nè, 2 cây lùm. Hàng lá dẻo. Chào anh Lê Thảo, 2 cây. Cho chị cây đang cầm. Cầm 1 cây, cây này em cho chị Lê Thí đổi. Có lùm cho em cây, chị lấy mấy cây, có cây này lùm nè. Em chốt cho chị hoa nở nè, nụ lớn luôn nè. Anh đâu chốt trước một cây, chị lấy mấy cây thì nhắn thêm em nha. Có lùm nữa cũng có nè, mà này nụ nhỏ. Bắt đầu em xen có một ít cái cây tím vô lộn xộn màu nha. Cái nào biết được tím thì em nói tím, còn không biết thì đây. Cây này 60 ngàn một cây luôn nha, cây cũng lùm như vậy ha. 60 ngàn một cây, lùm thì nó ít vòi hơn. Cây thấp thấp mình chia ghép 3 cây vô chậu cho nó đẹp. Đổi hả? Bởi vì khách nó chọn nhiều khi cây đẹp rồi lại xả uổng. 3 cây này, 1, 2, quá rẻ luôn, 60 ngàn một cây nha, cây này được 5 vòi luôn nè anh chị. Cây này 2, 3, 4, 3 vòi bông là 8 vòi, 1, 2, 10 vòi, 180 ngàn. Cho chị có 2 cây trắng lùm không, mạng lắc quá. Cho em xem cây, chưa chốt cho Lan Ngọc Điểm kìa. Lan Ngọc Điểm hồi nãy là hỏi em là hỏi bao nhiêu, 3 cây bao nhiêu, BN đó, bao nhiêu đó, em đâu đọc là vậy đó. Giờ chị đẹp ơi, đã nói lùm thì nó không có nhiều vòi đó. Chị Ân thì em lấy cái này cho chị, đổi cho chị hoa nở nè. Đủ nhỏ nha, không có đủ lớn. 60 ngàn một cây nha anh chị. Có cây cao nữa đây đó, anh chị thích cây cao thì cây cao. Nhiều thân con ở bên dưới rất là nhiều nha. Hàng này về sang chậu tầm 4-5 tháng sau, cây mình giá trị nâng lên rất là cao. Cái cây da da này đợt trước em về em bán tới 300 ngàn một chậu luôn anh chị. Cái cây em mới đưa ra chị là không chưa biết nó ra là màu trắng tím hay là màu tím. Cây đi búp nó còn nhỏ. Còn cái cây đầu tiên nãy em đưa chị á là búp nó to rồi thì em biết nó là màu trắng tím. Lô này nhiều màu. Em lên 3 cây khác nè, cây này là trắng tím nãy em đưa chị mà chị đổi nè, chị không lấy nè. Hả, nụ to luôn. 2 vòi thôi nhưng mà nhiều bụi lùm. Còn cái kia 3-4 giò gì đó, nhưng mà có thể ra màu khác, không phải trắng tím nha. Hết chỗ treo, rất là rẻ luôn á. Chị Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm Nguyễn ơi, có 60 ngàn một chậu 3 cây là 180 ngàn nha. Chị Dung Dương cây cao nè. Em chốt thêm cây cao cho chị, đúng không? Chị mày Dung Dương nãy giờ chưa chốt, một cây cao. Em cảm ơn ạ. Có cây cao đó nha anh chị, em dơ sen sen, ai thích cao thì có cao. Chị Nguyễn Linh một cây nụ to,
cho chị Nguyễn Linh. Mớ con ở dưới nè, sang chậu ra nha anh chị. Chào chị Thắm Nguyễn, em đang bán da 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 nha, giá 60.000 một cây. Hàng 2-3 vòi 2-3-4 vòi bông luôn. Không lưỡi. Có ít cây không lưỡi, tí xíu em bán sau cái hàng không lưỡi. Cũng giá có 50.000 một cây thôi nha. Không lưỡi để riêng, có không. Em lô cả bột tiếp nha. Không biết để đâu. Lấy cây nụ to đó cho là tổng 2 cây. À, em lấy cây chè này cho chị nè, nụ to là cho chị tổng 2 cây nha. Cảm ơn chị. Da da lá dẻo. Rẻ lắm luôn á. Đang rộ nên là bán rẻ dày. Chứ mà tầm mà vơi vơi bớt đi thì cái cây này ít nhất là cũng phải 80.000 một cây á. Em nói bán bèo bèo cũng 80.000 một cây. Hoặc là cả 100.000 một cây. Còn về sang chậu lớn nó đẻ nhiều con, ở đây phun kích kiwi bên dưới á, kia xanh màu xanh lên. Nó phun rất là nhiều vòi, khi đó từ tới Tết là bán phải tầm 300.000, chậu 300.000 đó. À, dạ, Dung Lê có chốt 2 cây trắng tím rồi, đúng không? À, chị Hạnh Nguyễn 4 cây. Em lấy 4 cây cho chị Hạnh Nguyễn 1 cây. 2 cây. 3 cây. 4 cây, 4 cây cho chị Hạnh Nguyễn, em cảm ơn. 4 cây chị Hạnh Nguyễn. Chốt chị cây đấy. Cây đấy là cây nào? À, em lên rồi chị nhắm cây nào cái chị ưng, chị Hương Lê à, chốt lại giùm em nha. Đây. Cây này 60.000 một cây, em lên combo tiếp 1 cây. 2 cây. Rất là rẻ luôn. Một chậu anh chị về một chậu sang ra chậu lớn thôi, không cần phải ghép hai chậu đây, tại vì cái thằng này trái dẻo nó nhảy con rất là nhiều luôn. À, mở mắt hết lên rồi, chị lựa giúp em một cây Hiroji thân thẳng, cứng cáp, rễ bung khỏe, ghép đơn với hai cây ren red hôm qua. Dạ rồi, ok, mở mắt hết lên ngủ sớm vậy. À, lấy cây không lưỡi tím cho chị 50.000, chị Phương Đình là có không lưỡi, em còn mấy cây nữa. Tí xíu em lên cho sen cho không lưỡi. À, chị Hình bỏ một cây Hiroji, để riêng cho chị một cây Hiroji. Để em có dặn mấy bạn đang ra cây đó, tí xíu em lên em lấy cho mình nha. Da da có màu đỏ, màu tím á. Gọi là màu tím á. Có mấy cây màu tím nữa, màu tím nè. Cây này màu tím nè anh chị. Cái búp nó nhìn nó màu tím luôn nè. 50.000 một cây nha, ai có chốt thì chốt. Có da da truyền thống là màu này nữa. Sang chậu có phải bỏ bớt vỏ dừa đi không chị? À, thường á, em không có bỏ bớt, tại vì bỏ rớt thì nó sẽ bị đứt rễ rất là nhiều. Anh chị cứ việc để nguyên cái đó rồi bỏ thêm than cho bên ngoài thôi ha, không cần phải bỏ vỏ dừa đâu. Nếu mà bỏ bớt vỏ dừa ra thì rễ mình bị động, bị đứt rất là nhiều, bị tổn thương rất là nhiều. Anh chị phải phun V1 rồi chăm kỹ thì nó mới ít bị rụng bông ha. Chị Hương Lê lấy cây đẹp cho chị 2 cây. Cây này đang nở nụ, em lấy cho chị Hương Lê nha. Cây nở nụ. Đây, chị Hương Lê nè. Em lấy cho chị nè. Cây này được 3 vòi, cây này 2 vòi bụi lùm nha. Em cảm ơn chị Hương Lê. À, lấy cây có hoa. Lấy cây có hoa đổi cây da da trắng. Chị Yến Quỳnh lấy cây có hoa đổi da da trắng. 60.000 một cây nha anh chị. Giá có 60.000 một cây, rất là rẻ luôn. Đổi cây màu tím đậm cho chị, cái cây một cây màu tím đậm. À, cho tin Pipo. À, rồi xíu em cho chị Kim Hoàng cái Hiroji, các bạn đang ra hàng á. Em lên combo 3 cây khác nha, 1 cây. Cây này là đang vòi đang lên rất là nhiều luôn nè, 3 vòi nè, 2 vòi mới nhú nè, 1 vòi này nữa. 2 cây, cây này là 5 cây, 2 cây này là 5 vòi bông, 2 cây. 3 cây này. Combo 3 cây.
cây này được tới 4 mồi bông, là giá có 180.000 thôi. 4 cây, mỗi cây anh chị sang ra một chậu lớn thôi, không cần phải đem nhiều. Có cây màu tím chưa? Rồi em chốt cây màu tím cho anh Tim. Tim Tim Pibo. Một cây màu tím, cây này thì chỉ có một vòi nha. Em nói trước nha, một vòi ha. Nhưng mà bụi lùm ha. Em cảm ơn ạ. Em đang bán da 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 nha anh chị. Da da màu truyền thống là 60.000 một cây, đi combo 3 cây là 200.000, cây từ 2 3 4 vòi luôn. Sang chậu xong thì phân bón như thế nào chị? Chứ cây của em nó cứ vàng lá dần rồi chết rồi hết. Sang chậu cũng bỏ bớt vỏ dừa nữa. Đúng rồi, bỏ bớt mà nó động rễ. Em nói là anh chị sang chậu đừng có bỏ, đổi cho chị cây tím. Đổi là cái cây của chị có cây gì ở trong. Chị lấy cây tím hay là bỏ cây tím lại? Cây này của ai mới lên đúng không? Cho chị thêm cây lùm nữa, chị Hương Lê. Có, hôm nay có vàng lưỡi đỏ nữa. Chị Hương Lê cho một cây lùm nữa nè. Cây này được 3 vòi bông ha. Cảm ơn chị Hương Lê. Cho chị đi ngủ rồi lấy cho da da đốm cho chị nè. Sen sen. Rồi chị Kiến Quỳnh nữa, có nhiều loại lắm, nhiều loại lắm. Đi ngủ sớm là em thức mấy tuần nay rồi. Để lên cái cho chị Mỹ Dung Dương nè. Có nở có nụ nè. 200.000 nha. Panda tím đốm. Rất là đẹp. Còn búp ở phía trên nha chị. Búp ở phía trên. 200.000. Bộ lá rất là đẹp luôn, 200.000. À, chị Mỹ Dương ok thì nhắn ok giùm em. Được mấy cây đốm, mấy cái đốm về, mấy cây đốm. Cây mới cầm 4 vòi. Là em lấy cây này cho chị nè. Đổi, rồi không biết đổi bỏ cái gì ra đó. Đổi cho chị Hương Hoa Nở lấy cây đó đi. À, cây này là panda đốm nha chị, 200.000 thôi. Giá rất là rẻ, panda rất là đẹp, bông to nè. Sao cái bàn tay em anh chị, một bàn tay em luôn nha. Giá có 200.000, anh chị lướt đi Facebook mấy chỗ người ta bán giá nhiều. Anh em là bán giá rất là mềm luôn. Là nhà vườn số lượng lớn cho nên là đi rồi giá rất là mềm. À, chị Hương Lê muốn xem lại ba cây của chị. Để sáng mai mấy bạn chụp hình cho nha chị. Có bạn đang ra hàng với mấy bạn là không kịp. Em chào anh Triệu Tân Tiến, vô trễ vậy anh. À, em đang bán panda đốm với lại cái da da. Da da hôm nay rất là rẻ. Lên da da hả chị Linh Trần? Ok, lên da da luôn. Em còn có, em lên cái combo 4 cây da da, có trắng, có trắng tím luôn nha, lộn xộn trong này. Thì 4 cây, 3 cây là 180.000. Em chốt cho chị Mỹ Dung Dương, cảm ơn à. Một cây, 2 vòi bông nha anh chị. Ít nhất là 2 vòi bông trong một chậu này bình thường. Cái chậu lớn lớn tề tí xíu á là tầm 4-5 vòi bông là em đã bán 150 tới 180, có đợt về tới 300.000 một chậu nha. Còn này 60.000 một chậu, một chậu. Hai chậu, hai màu nè. Cho mình lại luôn chị không sao. Lấy luôn, ok chị. Ba chậu. Ba chậu. Ba chậu này. À 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vòi bông. 180.000, có ai thì chốt nha. Rồi cái em lên cái màu màu trơn hơn, màu trơn hơn. Rồi em lên panda cho sen sen cho anh chị cho tỉnh ngủ, để anh chị ngủ nè. Cây này rất là đẹp, được tới 3 màu nha. Ba cây này được 3 màu. Em nghĩ nó ra 3 màu. Đó, một cái màu tím, một quả trắng tím, còn mày nó có thể là nó lạ lạ đây nè. Đó, ba cây này 180.000 thôi, rất là rẻ luôn. Về sang một cây này ra một chậu cho anh chị, tại vì đặc điểm da lá dẻo này nó đó. Đẻ con rất là nhiều và xiên bông nữa, đắt thật sự. Là nếu mà để mà em tầm 4-5 tháng nữa em bán không có giá này nha. Rồi ai có chốt thì chốt nha. Bố ba cây này 180.000, em lên cái panda. Panda nè, tím đốm, quần màu tím nữa, em lên sen luôn màu tím nữa. Màu tím này,
tím này, tím vân sọc nữa nè. Hai màu nha. Khác nha anh chị, thấy khác nhau chưa? Đó. Khác nha. Tím đốm, tím này đồng giá 200 ngàn thôi. Hơi rẻ, còn ít ít em theo là có nụ có nở. Nụ nở về anh chị về không sợ bị hư, hai màu. Còn một cái màu. Hồng trơn á, có hồng trơn, tím tím trơn á. Có em không biết gọi mặt cười không, mà nhìn cái mặt nó tươi, em không biết mọi người đặt cái tên mặt cười á. À, tí xíu em lên có cái màu đó nó hot lắm, có mấy cây mà dành nhau đó, một thân hai thân á, mà cái nó ba cánh trắng ba cánh tím đẹp lắm. Tí em lên cho có con rổ à. À, banana này 200 ngàn một cây nha, bộ lá rất là đẹp, một cây này rất là nhiều lá luôn nè. À, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 nhìn ghiền chưa anh chị, hàng Thái nha, hàng có tem mà nó bay nè, viết chữ Thái luôn nè, không biết đọc à. Giá là 200 ngàn, cây này rất là nhiều lá luôn, lá bộ lá đẹp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 30 lá trên cái cây này nha, rất là đẹp, bông này rất là xiên bông. Thường cái banda là bây giờ là không có đi nhập từ bên kia về nữa, bên Thái về nữa, từ hơn gần cả năm nay rồi, 8-9 tháng nay rồi anh chị. Hồ đẹp sao đẹp, đúng rồi, cái đó là hàng 170 ngàn, hàng hai vòi bông á, hàng mini hồng đào 170 ngàn. Anh muốn coi thì em lấy lên cho coi, phân nhánh nhiều lắm, một cây tới 3-4 phân nhánh là 170 ngàn, cây có hai vòi bông. À, banda này 200 ngàn nha anh chị, thì không có còn nhập cây lớn về nữa, cây hàng bông cũng không về được luôn nha. À, là đường bay không về được nữa, cho nên là những ai mà có vườn á, ví dụ với em có vườn á, thì có hàng này bán lại rai, thì chứ anh chị lướt trên mạng, trên Facebook là đâu, hầu như là hiếm lắm mới được một vài cây thôi, chứ không phải như tụi em nhà vườn thì có nhiều. À, bông rất là to luôn nè, 200 ngàn, màu đốm nè, rất là đẹp, bên ngoài nó còn tươi đẹp lắm, chứ không phải như trong hình này đâu anh chị. 200 ngàn một cây banda nè, cây này được 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nó ví như cái cây hồ điệp vậy luôn á, mà nó bông nó bền hơn và dễ trồng hơn hồ điệp rất là nhiều, to y như cái bông hồ điệp mình luôn à. Anh nha. À, cái này 200 ngàn ha nha, màu trắng không có, da da trắng có, em mới lên hồi nãy, da da trắng á, da da trắng có 50 ngàn một chậu à. Cây này 50 ngàn một chậu à, 50 ngàn một chậu, có nụ có nở luôn, có mặt bông luôn. Tay coi cho coi mặt bông nè, da da trắng 50 ngàn một cây. Cho chị hai cây da da mặt cười nha. Em không biết có kêu nó đúng mặt cười không, mà tí em lên luôn hàng đó cho chị, thức cho em chừng khoảng 10 phút nữa đi, em lên tới nó liền. Đừng có đi ngủ, da da trắng nè. Banda có vàng, có vàng, hồng, đỏ. Đỏ là đỏ đô á, nhưng mà bây giờ nó hết rồi. Em còn chịu cái đơn cái chị kia 19 cây là đóng hết rồi hả? Chưa trả lời. Hả? Không trả lời. Có cây nào nụ nụ, cái đó thì nó nụ nên em không có phân biệt được, như cái này nở bung ra thì biết màu thôi. Rồi giờ nó nụ không có phân biệt được, chị trong lô đó có nhiều màu lắm. Có cây nụ nữa nè. Không biết màu. À, cây nụ này cũng bằng giá 200, ai có chốt thì chốt nha, 200 ngàn, 200 ngàn cây banda. Không lấy cái rổ mặt cười gì đó. Màu đốm đó anh, hôm qua em chưa bán nè anh Triệu Tân Tiến, màu đốm nè, rồi màu tím kẻ sọc á, với màu này 200 ngàn thôi anh chị, rất là rẻ luôn, em nói rẻ lắm luôn á. Cây này có một cái vòi ở bên dưới có thể ra cái vòi nữa nè. 200 ngàn. Có một cây màu nâu, ai chốt được chốt nha, sót được cây màu nâu. Đúng màu nâu này. Màu nâu, đúng màu nâu luôn nha. Màu nâu một bông to, 220 ngàn, ai chốt thì chốt. 220 ngàn. Búp nè, búp bự chà bá luôn nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ít nhất là 10 bông trên cái này nha. 220 ngàn. Màu nâu, màu này biết chắc màu luôn, màu nâu đó. Màu nâu đồng, màu nâu.
có cái mặt bông nó không, cho chị coi đi nè, cho khách coi. 220.000 cây này, 220.000 ai chốt thì chốt. Có một cây này thôi nha, một màu này thôi, trong nguyên lô này có một màu này là em biết chắc đó. Còn cái kia nó nụ nhỏ thì không biết, còn nụ lớn như vậy là nhìn biết nó ra màu nâu đó. 220.000 nâu đỏ đó. À, chị Linh Trần lấy cây van lên đây có màu tím không? Có màu tím đó chị. À, em chốt cho chị Linh Trần cây này, em cho coi mặt băng nè. Đúng rồi. À, em chốt cho chị Linh Trần rồi. Đó, cây đó nha, màu đó đó. Rồi. Chưa nhận được chị Hạnh Lê, đơn của chị đi chưa, sao chưa nhận được? Nếu có báo phí là đi rồi đó chị. À, chị Kim Hoàng thông cảm giùm em nha, cái kia em chốt rồi, có một cây duy nhất à. Chốt ba cây da da trắng, một da tím nhiều nụ, anh Long Nguyễn, ok anh. Da da nha. Nâu chốt rồi chị Hoa Nở ơi. Em lên ba cây da da trắng, một cây có nụ có nở cho anh Long Nguyễn nè. Hai cây. Ba cây cho anh. Lấy cái nụ lớn nè. Ba cây cho anh nè, với một cây tím nhiều thân, một cây tím cho anh. Cái vòi đây thì còn ít bông nhưng mà nó có cái vòi bên dưới nữa, hai vòi bên dưới nữa nha, cây này ba vòi. Em cảm ơn anh Long Nguyễn. Rồi, nó có 50.000 cây nha chị, đồng giá luôn. Ở cái có cái màu tím là 60.000 nha, còn ba cây trắng kia là 50.000. Vanda màu đốm đẹp quá trời luôn ta. Anh chị nào hỏi Vanda hồi nãy, cái cây này có 200.000 à, rất là rẻ luôn mà rất là đẹp luôn. Trong tất cả các loại lan thì Vanda là dễ chăm nhất. Anh chị về không còn phải làm gì, đang có bông mà cứ việc treo này lên, nó có cái móc sẵn rồi, mình treo lên thôi nha anh chị, treo lên thôi. Hàng này chữ Thái, hàng Thái là cây giống bên Thái về, trồng lúc mà còn nhỏ trước mùa dịch là chỉ treo lên, bỏ vô đây thêm một cái gói tan chậm giùm em, rồi tưới phân. Giờ đang có bông thì chị phun 6-30-30 hai ba lần đó, xen thêm lần 20 đều vào thì cây nó cân bằng, rồi nó bông nó trưởng những cái bông này, nó nở nó sẽ bông rất là to, đủ phân đủ dinh dưỡng ha. Pha vài giọt B1 thì mỗi lần phun phân giùm em. Cây này 200.000 á, ai có chốt thì chốt nha, 200.000. Rồi em hứa chị gì đó, cây mặt cười, không biết phải mặt cười không anh chị, nhìn nó tươi lắm. Kêu mặt cười. Chốt cây đốm có tem, chị Nghi Trần lấy cây đốm có tem. Có tem á chị, hàng tem. Em cảm ơn chị Nghi Trần, em chốt cây cho chị. Trăm tám cho lấy luôn. Vanda màu tím, chị Phương Nguyễn lấy coi Vanda màu tím. Chà. Đi anh Nam đi đón mấy đứa nhỏ chưa? Đón đi chưa? Cho coi cái Vanda màu tím, cho chị Phương Nguyễn coi cái Vanda màu tím. Cảm ơn anh Long Nguyễn, như khách quen à. Có thông tin của anh rồi. Cái này nè chị, 200.000. 200.000. Nhắc anh đi đón Thi. 200.000, cây Vanda tím. Gọi về Hương hỏi Hương là anh Nam đi đón bé chưa chị. 9 giờ tan. Gọi Hương hỏi Hương anh Nam đi đón chưa chị. Để bỏ qua nhỏ. Cái này 200.000 nha chị, màu tím nè. Tím kẻ sọc rất là đẹp, bông rất là to luôn nha. 200.000 cây này. Tím này là tím đốm nữa. Tím hay gọi là hồng đó, tím hồng đó. Đó, màu tươi chứ không phải là màu tím đậm đâu. 200.000. Có cây đốm này đẹp quá trời luôn nè, sẵn lên luôn, lá đều đẹp xếp rệp đẹp luôn nè, không hề lỗi lá một xíu nào luôn nha. Cũng 200.000, ai chốt thì chốt.
lên luôn cái màu này. Đẹp quá. Lá xếp đẹp, đi rồi đúng không? 200.000. Nè, không có một cái tì vết nào luôn nha anh chị. Bộ lá rất là đẹp luôn. Nuôi mà cái cây mà em nói từ đây, lúc nó về nó nhỏ nhỏ vậy nè, nuôi được như vậy ít nhất phải tầm hơn 3 năm đó anh chị. À, có một cây, lấy cây này lên cho chị coi. Ai chốt thì chốt nha. Bộ lá rất là đẹp, thấy nó đẹp quá em lên luôn á. Lá chân vẫn còn đầy đủ nha. Bộ rễ rất là khỏe luôn, hàng này hàng trồng phần hết rồi. Hàng vườn đã trồng phần hết rồi nha anh chị. Đỏ 2 cây, tím 2 cây, hồng 2 cây, tất cả vừa có hoa vừa có nụ. Cho da da đỏ 2 cây, tím 2 cây, hồng. Banda cho anh Triệu Tân Tiến. Em chốt cây cho anh Triệu Tân Tiến. Em cảm ơn anh Triệu Tân Tiến. Em cho chị cái hồng rồi em coi cho chị ra đồng tiền. Chị Nghi Đông còn một cái cây đẹp tương tự để em lấy cho chị. Còn cây đốm đẹp nữa. Cái này chị Phương Nguyễn có chốt không mà chốt. Đây, phần rễ thế này thì nó hơi rời ra xíu, nhưng bù lại nó có bộ rễ trên này rồi nha. Đó. Bông này màu tím đậm hơn. Tím đậm hơn, cũng 200.000 thôi. Xong em lên tím đốm em chốt cho chị. Chốt một cây. Tiếng An chốt cây gì? Đưa cây đốm cho chị. Đây, cái đốm này em chốt cho chị Nghi cầm cây đẹp. Không lỗ lá luôn nè, không tì vết luôn nè. Em chốt tiếp cho chị Nghi Trần. Còn chị Hoa Đồng Tiền, em thấy cái tin nhắn của chị rồi. Tí xíu em chốt đơn cho mình nha. À, em chốt này cho chị Nghi Trần, không lỗi lá gì hết nha, đẹp không tì vết luôn. Anh Tiến An một cây. Em lên cây đốm luôn cho anh Tiến An luôn. Anh Tiến An một cây 200.000. Còn búp ở phía trên nha anh chị. Anh Tiến An một cây 200. Em chốt anh Tiến An nha. Là đốm đó nha, chứ không phải chớp nha. Hôm qua anh hỏi em cây chớp là không có cây chớp. Một cây nè, cây đốm nè. Vanda đốm. Còn một cây đó, đưa cái cây đó cho chị. Một cây màu tím 200.000. Cây này thì nở hết rồi nha chị, nhưng mà đúng ý của chị là đây 200.000. Đây chị Phương Nguyễn ok không thì nhắn ok nè em, cây này 200.000 luôn, nhưng mà nở nó hết bông búp rồi, lấy giống đó. Có đó, cây màu giống hồi nãy chị nói đó, là được có hai cây một màu đó đó. Không có kẻ sọc nha. Kẻ sọc nó mờ lắm. Mờ hơn cái kia. Màu tím, tông màu tím đẹp lắm. Tím hồng đẹp lắm. Cái này 200. Cái chốt thì chốt ha. Ok chị, cảm ơn chị. Rồi, em lên cây đốm luôn. Còn được một cây đốm 200.000 nữa. Có ai chốt thì chốt. Còn một cây đốm mà này. Đốm này còn được 2 búp ở phía trên nha. Một búp này chuẩn bị nở. Cây đẹp 200.000. Em bớt rồi đó. Nó 220, 250. Tại cây nó rất là cao, rất là to. Đã bớt tính 200 là bớt trong đó rồi. Đó là bớt rồi. Em đưa cây ra đã tính trong đó rồi. Cái này 200.000. Ai chốt thì chốt. Cây của chị rất là nhiều cặp lá. Cây rất là cao. Bộ lá nó đẹp, bông thì hơi nở rồi. Hồi nãy em đưa em đã có tính toán trong đó rồi. Nếu không mà cây đó mà còn búp là bán 250. Cây này 200.000, có ai chốt thì chốt nha. Rồi em lên cái kia cho chị Phương Nguyễn, chị Hoa Đồng Tiền. Chốt một cây chớp, anh Tiến An. Em gọi là đốm nha. Anh là kêu chớp, anh kêu chớp hay gì đó, em kêu đốm đó. Em chốt cây này cho anh nè, là của anh là tổng cộng 2 cây.
hồi nãy một cây rồi, cây này một cây nữa là tổng cộng hai cây màu này ạ. Nha. Màu tím đốm. Chấm 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 đó. Với anh kia chớp gì? Không biết kia chớp. Rồi. Là của anh tổng cộng 2 cây, anh xác nhận lại giùm em, nếu ok thì nhấn ok, có thay đổi thì báo lại giùm em. Em lên cho chị ra đồng tiền. À, 2 da da đỏ. 2 da da đỏ, 2 da tím, 2 da hồng. Em chỉ có trắng tím với màu tím với màu trắng đó, là ba màu đó. À, em lên cái đó cho mình, chứ còn đỏ là em không có, với màu hồng là không có. Anh chỉ lấy một cây chớp thôi. Số điện thoại gửi cho em thêm cái địa chỉ nha. Ok, anh chỉ lấy một cây, xả một cây. Rồi còn một cây đốm nha anh chị. Em chốt cho chị Hoa đồng tiền là 2 cây trắng, 2 cây trắng tím và 2 cây tím. À, tím với lại trắng tím là 60.000 một cây, da da trắng là giá là 50.000. Em lên cây cho chị luôn. Da da trắng tím nè, một cây. Cây này được 3 vòi nha. Chị Hoa đồng tiền. Coi đơn nãy giờ chị có chốt chưa? Hả? Có chốt rồi. À, trắng tím rồi. Mỗi cái 1 cây hả? Của chị hồi nãy là có một cây trắng với một cây trắng tím rồi. Bây giờ em thêm một cây trắng tím với một cây trắng nữa là tổng cộng 2 cây nha. Một cây trắng tím nè, một cây trắng cho chị luôn. Là của chị 2 cây, chị Hoa độc tiền. Rồi một một cây tím, 2 cây tím nữa. Một cây tím. Cây tím này thì một vòi thôi chị, màu tím còn có một vòi thôi. Trắng có rồi, mới lấy hồi nãy. Đúng rồi, chị có một cây trắng với một cây trắng tím rồi. Còn cái màu chị nhắn cho em là chỉ là không có. Cái màu tím thì em lấy cho chị 2 cây tím. Ha. Có không lưỡi, có hàng không lưỡi nữa. À, rồi mặt cười, mặt cười. Này bữa Yến cá nhiêu qua này vậy? Có mua không? Cái này 60.000 một cây. À, đây. Em lên 2 cây cho chị Mỹ Dung Dương nè. Em không biết phải mặt cười không, chị kêu mặt cười đó. Mặt rất là tươi. Cái bông nó lấy cái nào có bông đẹp đẹp đây cho chị coi mặt bông. Ba cánh tím nha, ba cánh trắng nha. Nó không phải nằm chung một cánh, nó phân màu như thằng kia. Mà nó là ba cánh tím, ba cánh trắng. Không biết kêu mặt cười hay mặt gì nè. Ba cánh tím, ba cánh trắng nè nha. Em lấy 2 cây cho chị Mỹ Dung Dương, 60.000 một cây nha. Một cây, 2 cây cho chị Mỹ Dung Dương. À, em chốt tiếp. À, Thiên Nga ba vòi. Có cây hai vòi à, một cây hai vòi. Anh Toàn Phạm một cây. 60.000 một cây cho anh Toàn Phạm. Màu nó tươi lắm, màu dí cưng lắm. Ha, ba cánh trắng, ba cánh tím nè. Em chốt cho anh Toàn Phạm 60.000 một cây nha. Lấy cây màu tím cho chị Hoa nở thôi, bớt lại là của chị Hoa đồng tiền thôi, Hoa đồng tiền là tổng cộng là 3 cây. Tương đối như vậy chứ không có lùm cho chị. À, hoa để đó đi, mai coi lại sao. Giờ từ từ nè, thêm 2 cây nữa là 4 cây chị Hoa nở. Chị Hoa nở một cây đủ lớn, không có lùm. Chị Hoa nở ơi, cái này nó ít bông lắm, ít thân lắm. Hoa nở ơi, là hoa nở ơi, không có. Em lấy cây này cho chị nha, vũ vừa vừa, thấy nụ lớn thì vậy. Em lấy cho chị nè, tương đối chứ không có là chị Hoa nở nè. Chị Mỹ Dung Dương thêm 2 cây
một cây chị Mỹ Dung Dương đủ nhỏ, hai cây lấy giống đi nha anh chị, màu nó cưng lắm. Hai cây cho chị Mỹ Dung Dương là tổng cộng của chị 4 cây kêu mặt cười đó. Anh Toàn Phạm một cây rồi, chị Nghi Trần hai cây. Một cây cho chị Nghi Trần lấy giống nha, 60.000 một cây thôi anh chị. Không có giống đâu, bữa dành nhau mua đăng lên là hổ quá trời hổ luôn. Em chốt hai cây cho chị Nghi Trần, em cảm ơn, là 60.000 một cây. Không có lùm, cái này nó không có lùm. Đồ lùm em không biết đâu ra luôn. Tương đối thôi, một cây. Hai cây, em chốt hai cây cho anh Dũng Nguyễn tầm 3 thân gọi là lùm rồi đó. Em chốt hai cây cho anh Dũng Nguyễn. Cái này nụ lớn em còn biết chắc bông rồi, lát mấy cây sau được có mấy cây thôi nha anh chị, gần hết rồi. Anh Dũng Nguyễn hai cây, nhớ chốt đủ đơn giùm em, đơn khách mới nhắn thêm em địa chỉ số điện thoại giùm em. Chị Diễm Nguyễn hai cây. Theo dõi trên dòng thời gian đó, bữa đăng lên là săn cực hot luôn á, màu cực hot luôn. Cái màu đó nha. À, chị Diễm Nguyễn hai cây, em cảm ơn ạ. Cho chị mặt cười nữa nha, chị cây đẹp tổng 4 cây, chị Hương Lê. Chị Hương Lê một cây nữa đây ạ. Chị Hoa Nở hai cây, nãy giờ chị Hoa Nở mấy cây rồi? Lấy thêm một cây mặt cười nữa cho chị Hoa Nở nè, nó đó. Cái này là cái mà em biết chắc màu, còn tí xíu là em sẽ nói là không biết chắc màu nha. À, chị Hoa Nở thêm một cây. Thiên Nga em có màu xanh nha chị, còn màu mới em hết rồi. Lô Thiên Nga có ai xả ra hôm qua, có ai xả ra không? Thiên Nga màu mới có một cây, cây hai vòi, em lên luôn cho chị coi. À, một hai vòi 170.000 một cây. Anh lấy da da không lấy cây 60. Anh Toàn Phạm xả cây ra để nó lấy cho em ghi sổ đi bé ơi, ngồi đó ghi sổ, tập trung ghi sổ đi cưng. Anh Toàn Phạm anh nhắn gì trên nè, không lấy cây 60, lấy cây da da. Ok, đổi cho anh Toàn Phạm cây da da, da da trắng tím nè, em đổi lại nha, lấy cây mặt cười đó trả lại cây 60, trả lại cây này cũng là 60.000 đó. Cây này là cây da da anh nè, trắng tím nha. Rồi chị Dung Nguyễn thêm một cây nụ lớn, ít thân lắm nha anh chị, lấy giống thôi nha, mặt cười đó, không biết mặt cười hay gì, ba cánh trắng ba cánh tím rất là rõ rệt, màu rất là sáng. Em chốt cho chị Dung Nguyễn. Chị tin Tibo một cây trắng tím lầm, lấy cây da da. Qua bên này nè, ngồi không phải qua đó đông vui quá vậy. À, em chốt cho tin Bibo nha. Chị Kim Ngân ba cây mặt cười, một cây, hai cây chị Kim Ngân, ba cây cho chị Kim Ngân. Nó có một vòi hả chị? Một vòi tới hiếm lắm mới được hai vòi. Tại vì cái này là hàng tầm á, ít thân nữa. Em nói là lấy giống. Cảm ơn chị Hương Lê cho em địa chỉ. Cho anh Co Thiên Nga lấy anh một cây. À, có Thiên Nga màu mới với màu Thiên Nga màu xanh. Đây, Thiên Nga đây. Hai vòi anh. Hai vòi của khách và liên lạc không được nè. Anh Lê Văn Đệ có chốt cây này không? 170.000 chốt, em để cho anh cây này luôn 170.000. Hay là chị gì quên tên rồi, Kim Hoàng á, tí thì Kim Hoàng. Thiên Lê hai cây mặt cười nữa, mong đợi ngậm ngùi. Ráng đi. Một cây cho chị, để em kiếm cái nằm đổi cho chị Mỹ Dung Dương luôn nha. Chị Dung Dương đổi cho chị.
Còn cây mặt cười nào không? 28. Ở cây này 28. Còn cái này là cây của Tiên Lê, còn một cây nữa. Tiên Lê thiếu một cây nữa. Còn một cây. À, anh chốt Lê Văn Đệ cây này luôn ạ. À. Em cảm ơn ạ. À. 170 ngàn. Màu mới đó. Màu sổ. À, anh chị ơi, bây giờ em không có xác định nó có thể sổ ra màu này nha. Hoặc có thể sổ ra màu tím. Hoặc có thể là ra màu trắng. Bây giờ nó nụ nhỏ rồi, hết biết rồi. À, anh chị ok thì em chốt tiếp luôn. Cũng có ít thôi. Nó có thể ra như vậy. Đó. Trắng mà chấm chấm tím ở giữa đó. Chị Tiên Lê ưng, ok em chốt hai cây cho chị Tiên Lê nè. Trắng với cái này đi nha, hai cây này cho chị Tiên Lê nè. Em chốt hai cây cho chị Tiên Lê. Có nè, màu tím nè ha. Cũng cái giống cái đó luôn mà nó nở ra bung, nó nhiều mặt bông. Giờ nụ nhỏ, em lấy cây nụ nhỏ em không biết nha. Một là nó sổ ra ba cánh trắng ba cánh tím, hai là cánh trắng mà chấm tím ở chính giữa, ba là trắng không, thứ tư là ra màu tím như vậy, có viền trắng trắng mới này đó là ok thì em sẽ chốt như vậy. Giờ em không có xác định được màu tại vì nụ còn nhỏ. Ok thì chốt giùm em. Anh Toàn Phạm chốt cây panda đó chị. Dạ. À, từ từ. À, không phải. Dạ dạ. À, anh Toàn Phạm chốt cây panda. Panda hay da da. Và anh da da panda. À, anh Tàu Phạm chắc là lấy cây 200 với panda 200. À, đợi em lên cái cây panda 200. Chị Ly Hà dồn đơn hôm qua. Dạ. Ok chị. À, một cây tím, một cây sổ màu. Em còn mấy cây thôi. Sổ ra cái là lô sổ. Cái hồi nãy là nó nụ lớn thì em biết được mặt bông nó màu ba cánh trắng ba cánh tím, còn này là không biết màu nha. Anh chị có sổ thì mua sổ thì sổ. Cũng 60 ngàn một cây. Không phải cây đó, không phải. Yeah. 60 ngàn một cây, em còn mấy cây nữa hết rồi. 1 2 cây. Có không lưỡi nữa nha, có hàng không lưỡi, có được mấy cây không lưỡi nè. Đó, không lưỡi này luôn. Không lưỡi thì 50 ngàn một cây thôi. Ai chốt thì chốt không lưỡi 50 ngàn một cây nè. Đó, màu tím không lưỡi rất là đẹp. 50 ngàn một cây. 50 ngàn một cây không lưỡi. Còn màu tím hai cây sổ màu. Hồi nãy giờ, từ đầu tới giờ em vô bán là cây ba trắng ba tím hết. Bây giờ tới lúc này là nụ nhỏ và hết cái ba trắng ba tím rồi. Còn nụ nhỏ sổ ra có thể ra ba trắng ba tím hoặc trắng. Là em không xác định màu, bây giờ em nói là không xác định màu luôn. Còn nãy giờ anh chị đã chốt em đọc tên đều là ba trắng ba tím hết nha. Cảm ơn chị Ly Thí cho cái số điện thoại. Anh chị khách mới gửi số điện thoại với địa chỉ lên giùm em nha. 60 ngàn một cây da da. À, không lưỡi này thì 50 ngàn một cây. Chị Ly Hà có chốt cây mặt cười cho chị không? Cất chị Dung với Dung Dương là ok, đúng ý chị. À đây, một cây còn một cây này. Ai có chốt thì chốt nha. Chị Ly Hà, em chốt cho chị Ly Hà cây mặt cười luôn nè. Rồi. Chị có một cây mặt cười đó, em mới vừa chốt luôn. Còn cái này là sổ màu không biết màu. 60 ngàn một cây, màu tím. Tím này nó cũng khác với tím bình thường nha anh chị. Nó cũng có viền trắng trắng tại vì nó lai cây nó dạng sổ màu đó. Có Chanel. Là cây gì? Nhiều loại quá em không biết tên. Anh Triệu Tân Tiến ơi, không biết tên. Cây da da hai vòi, chốt anh Lê Văn Đệ. Cây này, cây da da hai vòi.
dây dây hai vòi là cây này đúng không? À không, nãy giờ lên của chị là đều mặt cười hết nha. Mấy cây nãy giờ từ đầu tới giờ là em đều lên mặt cười, ba cánh trắng ba cánh tím hết. Em chốt cây hai vòi trên đây văn vệ nè. À đúng không ạ? À, nếu ok đúng thì báo em đúng giùm em, màu tím. Hay là anh lấy cây da da trắng tím. Thỉnh thoảng chia sẻ bí quyết chăm sóc cây về cho em nó động lực mua tiếp nè. Hỏi đi, thì biết cần cái gì. Không có đổi được. Xong rồi chị đổi rồi. Đi ngủ được rồi. Nói chứ thức thi coi em bán. Ngủ làm chi. Anh Lê Văn Đệ có ưng cây này không? Hay là lấy cái da da trắng tím. Cho chị cây da da trắng tím hai vòi. Có phải ý ảnh không? Anh kêu da da trắng tím hai vòi. 2, 3, 4 vòi luôn nè. 4 vòi luôn nè. 60.000 cây. Ok, ok, ok. Lấy cây tím. Cảm ơn anh. Vanda hả? Vanda. Vanda. Rồi, Vanda. Hơi rối rối xíu nha. Từ từ. Vanda là cây đẹp đẹp thôi. Hiroshi. Chưa em. Rồi, có mấy cây Hiroshi. Xẹt lên luôn. Cái em lên Vanda. Vanda, xem cây Vanda đi. Rồi lên Hiroshi luôn. Chị gì? Chị cần đợi mỏi mòn đi nè. Lô này lô sổ màu. Anh chị có mua tiếp thì báo em được mấy cây sổ màu đó. Còn nụ nhỏ nè, chưa biết nha. 60.000 một cây. Cây này được hai vòi, ai chốt thì chốt. 60.000 một cây. Cây này cũng sổ luôn, nụ nhỏ không biết màu. 60.000 một cây. Cây này một vòi, nhiều thân. Hai cây này 60.000 một cây. Panda có con để luôn hay tách ra? Để luôn đi chị, không có mất sức đâu, sợ. Từ từ. Mấy cây hồ điệp sau lưng. Rồi cây Vanda, em cho con Vanda xong cái em lên cái cây hồ điệp sau lưng. Xen cho mình nha. Em cũng muốn nhiều loại cho anh chị nhưng mà đây, cây này 200.000. 200.000. Còn búp này mới nở nha. Này chưa nở bung cánh nữa nè. 200.000 một cây. Vanda nha. Vanda màu tím. Em có tím đốm nữa cũng bằng giá 200.000. Anh chị nào nãy hỏi đó có chốt thì chốt nha nha chị gì đó ơi. Rồi cái em lên cái Hiroshi luôn. Hiroshi. Lấy giống nha anh chị. Chị gì dặn chị hình vỏ lấy hai cây á. À ba cây 200.000 Hiroshi. Cái này 200.000 ai chốt thì chốt. Cảm ơn chị. Rồi, dặn nha, dặn rồi, dặn lên đây. Chị hình vỏ không? Lấy đâu nè, Hiroshi. Nó ít thân nha, anh chị lấy giống nha, Hiroshi. Cánh nó có viền trắng, dòng dendro nắng đó, không phải dendro màu nha anh chị. Cánh nó viền trắng, này thì ít thân. À, thôi vòi hả? Có Vanda vòi luôn chị Thí Vi Trinh ơi. Lấy cây Vanda vòi giùm chị. Ít hơn. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây thôi. Hiroshi. Đếm trên đầu ngón tay nha. Combo 3 cây 200.000. À, chị hình vỏ có chốt thì chốt ha. Thì đưa lên like luôn nè. Vòi dài. Lấy cây vòi dài nè. Vòi dài Hiroshi, 3 cây 200.000. Hai cây này vòi dài hết nè, em để cho chị hình vỏ. Một cây hay hai cây chị ơi. Cây Vanda nụ nè, chị Thảo Vi có chốt thì chốt giùm em nha, Vanda nụ này 200. Ok thì em giữ cây này cho chị Thảo Vi 200 nè. Thảo Vi 200. Rồi em chốt đơn Hiroshi. À chị Ly Hồng Nhung Ly 2 cây Hiroshi. Một cây cho chị Ly Hầm Nhung Ly. Hai cây cho chị Ly Hầm Nhung Ly. Chị Kim Ngân Nguyễn hai cây. Lấy giống nha anh chị, ít thân lắm. Một cây, lá nó là cứng, đóng nó sẽ có thể là có gãy lá đó. Hai cây Hiroshi cho chị Kim Ngân Nguyễn. Mặt bông chị Lý Thị Kim Hoàng hai cây. Còn hai cây cuối cùng là tết chị Lý Kim Hoàng hết rồi. Hết rồi. Xong em cho con mặt bông lại.
mặt bông. Có một cây nở bông hồi nãy á, Hiroji đây. Mặt bông nè. Hết rồi nha anh chị, hết rồi, có mấy cây, em nói có mấy cây à. Đó, Hiroji. Trắng tím viền trắng nha, rất là đẹp. Dòng dendro nắng nha. À, 203 cây. Còn một cái loại dendro màu giống như của thằng Hiroji này luôn, mà nó là dendro màu, nó cũng tím viền trắng luôn, giá 50.000 một cây em lên luôn. Ai ưng thì lấy nha. Hết rồi chị Phương Nguyễn ơi, thông cảm giùm em. Chị ruồi vàng không em có, ở cửa hàng em có cái ruồi vàng á, anh có lọ đó, có lọ nhỏ nhỏ, anh về phun xịt hoặc là ra tiệm mua rì ren phun phun sen sen để cho nó không có ấy màu. Hết Hiroji là em chốt được tới cho chị Trí Thị Kim Hoàng là hết rồi. Còn một cái loại giống như Hiroji luôn. À, gom cái này lại xuống chị cho nó bít cái mặt. À, lấy cái sọt đó ra đi vậy. Cái này giống giống như của thằng Hiroji nhưng mà nó thuộc là dendro màu. Màu tím đậm mà bông cánh bông nó to hơn. Nhưng mà nó lại rẻ tiền thôi. Nó 50.000 một cây thôi. Ai chốt thì chốt nha. Này, giờ coi mặt bông. Viền này nó viền ít viền hơn cái thằng kia một xíu. Nè. Còn cây mặt cười cho chị Lý Thị Kim Hoàng một cây mặt cười. Lấy cây này sổ bông đi nhỉ. Có thể ra mặt cười ha, ra màu trắng hay màu trắng nhắm tím. Cây này được 3 vòi. Chị ưng ơi, em lấy cây này cho chị nè. Thế nó ngủ. Dạ chốt rồi, đừng giận nữa nha. Rồi cây này chị có lấy không? Em chưa biết bông tại nụ còn nhỏ đó. Đề sổ có thể ra mặt cười hoặc là ra tím hoặc là ra trắng chấm tím ha. Em để cho chị clip Kim Hoàng nha, 60.000 một cây. Rồi còn cái màu này nha, giống Hiroji, 50.000 một cây thôi. Cái kia Hiroji thì cánh nó nhỏ hơn mà nó xoắn hơn. Còn cái thằng này cánh to hơn nha anh chị, cũng có năm giá rẻ hơn mềm. Ok chị, chốt cho chị Lý Thị Kim Hoàng. Anh chị Titin Vivo một cây nè, 50.000 một cây. Cây này đẹp nha, cái này thì bộ lá mọc rất là đẹp. Một cây. Em chưa kịp đăng mặt bông luôn anh chị, 50.000 một cây. Ngủ rồi hả, hung rồi ngủ hả. Một cây nè, 50.000 ai chốt thì chốt. Chị Lê Thí một cây, 50.000 một cây nha. Giống như thằng Hiroji vậy nhưng mà nó là dòng dendro màu, bông to hơn. Cũng có viền nhưng viền ít hơn cái thằng kia. 50.000 một cây. Anh Hiếu gọi cưng. Nghe đi. Mày đại ca mày gọi mà không dám. À, à, cây sổ chị không lấy hả? Dạ chị để lại ghi chú giùm chị, có mai xả cây mặt cười thì để cho chị. À, để mai có ai xả em để cho chị, còn cây đó sổ thì không lấy. À, tím nha, gọi là tím than đi, tím than có viền á, em không biết đặt tên nào cho nó đẹp. Nghe máy. Cái này mùa dài lắm anh chị, em chốt ha anh Toàn Phạm hai cây nè. Có mấy cây thôi, ai tranh thủ chốt được thì chốt nha, có 50.000 cây. Cây này thì mập đẹp, đẹp mã luôn. Hai cây cho anh Toàn Phạm ạ. À, cảm ơn anh Toàn Phạm. Hai cây cho anh Toàn Phạm. Anh Nguyễn Dũng một cây nụ lớn. Một cây cho anh Nguyễn Dũng. Anh Timbo đổi cây nụ thôi. Lấy cây nụ nè. À, Timbo đổi cây nụ nè. Nó dài nó hết màn hình luôn á. Rồi. Timbo đổi, lấy cây kia đổi ra. Chị Lê Thí một cây nữa thôi. Nữa nha, một cây nữa nha. Ok chị. Em chốt cho chị Lê Thí một cây nữa nè. Màu này đẹp lắm, y như màu của Hiroji nhưng mà cái bông nó, bản bông nó to hơn. À, viền thì nó viền nhạt hơn, cái kia viền trắng nhạt hơn. Bông nó đẹp, bông to. À, 50.000 một cây thôi, giá mềm. Và nó là hàng cây màu nên giá mềm. Có Thiên Na màu mới em hết rồi, ở dưới vườn còn á chị Lý Thị Kim Hoàng ơi, vườn á. À, anh Hai bụng bự livestream á. À, em chốt tiếp cho chị Linh Lê một cây. Vòi dài.
được cây này hai vòi nè, em chốt cho chị Linh Lê luôn nè, nhưng mà hai thân luôn nha. Linh Lê. Dạ cây đẹp đó chị. Cây này cây mập. Khỏe. À Nguyễn Thanh Nhàn cây vanda nụ kia chốt chưa? Còn cây nụ lấy lên cây nụ cho anh Thanh Nhàn coi. Em lên à, tiếp nha, em sen sen. À có một cây nụ nữa em đưa lên cây nụ cho anh Thanh Nhàn coi. Nguyễn Thanh Nhàn này cây này 200. Nó chốt thì chốt giùm em cây này 200. À, nhớ thì nhắn chốt giùm em. Panda này 200 nha. Có thể ra màu tím hoặc tím sọc hoặc tím đậm gì đó. À, chị Hoa Nở coi mặt bông của cái thằng dendro màu tím than đậm viền này ha, tím than đậm viền. Cây này 200 nè, anh Nguyễn Thanh Nhàn có chốt hay chốt, cây này đẹp lắm á. À, cảm ơn anh Thanh Nhàn, 200.000. Em cho coi mặt bông. Có cây nở bông luôn nè. À, ngày sau rồi có tưới nước lại không? Tưới phân tưới nước bình thường à anh. Ví dụ sáng tưới, thường là tưới trước 7 giờ nha anh chị. Nó mặt bông nè. Thường tưới trước 7 giờ trước mặt trời lên. Cánh nó có viền nha. À, tưới trước 7 giờ xong rồi tầm trưa trưa thì hoặc là chiều mình xả nước lại, tưới nước lại. Là tùy theo độ ẩm của nó, nếu mà chiều mưa thì khỏi tưới. Chưa phải tưới xong mà 2 tiếng rồi xả đi thì nó hết phân của mình á. Em để tầm sáng em tưới rồi chiều em mới tưới lại nước thôi. Tại vì mình cũng pha loãng có 2g trên lít là nó không có sợ nhiều. Nè, có viền nha anh chị, màu tím đậm, có viền. Rất là đẹp, giống y như là Hirochi, có đặc điểm y như Hirochi. Nhưng mà nó là dòng đen rô màu. À, vì nó, à, cái cánh nó to hơn, mà cái viền nó ít hơn nha. 50.000 một cây thôi. À có rồi thôi chị. À em đi 4 cây là 200.000 nha. Cây đẹp, cây mập đẹp lắm, một cây nè. 2 cây. 3 cây, 4 cây 200 còn có mấy, có khoảng chừng một sọt nữa hết rồi. Khoảng chừng mười mấy cây nữa hết rồi. 4 cây này 200.000, ai có chốt 4 cây này thì 200. 4 cây này có hai, có một cây có hai vòi, 4 cây là 5 vòi bông. 200.000. Anh chị nào có chốt thì chốt, mua về ghép chậu rất là đẹp, không thua gì cái thằng Hitachi đi bông to. 200.000 em bán 200 mà. Chị có lát kim. Của chị không có hai vòi. Cái này em có một vòi à. Đâu có bán tầm 7. Đúng rồi, Hồ Lan nói mà, nó trả lời giùm em đó. Em bán 200 là một vòi, hai vòi là 220. À, lỡ bỏ sơ dừa ra gần hết rồi, khi sang chậu giờ dưỡng làm sao cho cây màu sức nó yếu yếu, có khi nó ngủm luôn. Rồi chị tưới V1 giùm em ha, pha 10 giọt lít, tưới mỗi ngày giùm em, mỗi buổi sáng không tưới phân, tháo hết các cái loại phân băng gốc ra. Chị sang chậu là không có bỏ ăn phân gốc liền nha anh chị, để khi nào ra rễ tầm 2 tuần lễ thì bắt đầu mới cho ăn phân gốc vô. Tưới V1 mỗi ngày mỗi buổi sáng giùm em, kích thích liên tục cái đầu rễ nó, 5 giọt hoặc 10 giọt trên lít gì đó, tưới liên tục thì nó sẽ ra nhanh, rễ nó bám và nó xanh, nó khỏe lại. Quan trọng nhất cái cây lan mình là bộ rễ. Rồi, đổi cây Vanda. Búp. Búp, búp. Đổi cây nụ cho anh. Cây tiếng An lấy cây nụ. Nụ thì có màu đốm nụ. Đốm nụ là em không có biết mặt bông. Nếu anh đã xác định là lấy đốm thì lấy cây bông nở giùm em. Còn nếu là xác định là sổ màu thì em sẽ lấy cây nụ đổi cho anh tiếng An. Anh xác nhận lại giùm em, cây búp là em không biết màu. À, còn hồi nãy em lấy cây là cây đốm nên có nở có nụ. Cây của anh có nở có nụ là xác định nó là màu đốm hay anh kêu là màu chớp gì hồi nãy đó. Còn cái cây nụ là không mới biết màu. Anh xác nhận là anh muốn lấy cái nào thì em sẽ đổi lại cho mình. Em lên cái này nha, mặt bông của nó nè. Kêu là tím đậm là tím than giống y Hirochi hồi nãy mà dành nhau mua đó anh chị. Đó. Có 50.000 một cây thôi. 50.000 một cây. Dạ, ok chị. 50.000 một cây nha. Cây này cây tơ. Rễ rất là khỏe luôn. Cực kỳ khỏe luôn chị, 50.000 một cây nè, 50.000 một cây. Còn cây vanda nào nụ lên được, khách nào chốt thì chốt. Khách nụ. Rồi chị kia là 20 cây là không có hàng luôn. Một cây.
hai cây, cây này được hai vòi, đậu nhỏ. Chào anh Khoa Nguyễn, vô trễ hả? Mới đi nhậu về nữa hả? Coi chừng hết pin, dám sạc pin chưa chị? Chị để nó hết pin. Ba cây, bốn cây mặt bông nha anh chị, có 50.000 một cây à, rất là rẻ luôn. Còn nhiều hàng mới lắm nha anh chị, từ từ em lên. Hôm nay có hàng sale, à, anh chị có săn sale thì săn sale nha. Nãy anh Hiếu hỏi em gì, Lan gì hả? Gọi được. Cho anh hai phụ nữ Peru nhiều nụ, ok anh. Lấy hai cái Peru nhiều nụ. Còn nụ nhỏ nha anh, nụ lớn em hết rồi. Cái này nó chỉ khuyết có 1 bông thôi, nhưng mà nó còn rất là dài phía sau. Anh chị không lấy thì đỡ cây khác cũng được. Mà em đưa coi mặt bông có 1 cây này nở bông, nở tới đâu bán tới đó rồi. 50.000 một cây. Một cây nè. Và em lên hai cái cây Peru cho anh Nguyễn Thanh Nhàn. Có Ngọc Điểm không? Có anh Dũng ơi, Ngọc Điểm này em sale luôn. Em lên Ngọc Điểm nhiều màu với Ngọc Điểm vàng lưỡi đỏ sale. Rồi em cho anh Nguyễn Thanh Nhàn một cây Peru nụ nè, hai cây Peru 110 một bản. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn, 110 một bản Peru nha. Rồi em lên cái Ngọc Điểm. Có Cesares xưa đẹp quá chừng mà anh chị không chốt ta. Cesares xưa đang bông rất là đẹp, hai vòi bông không à. Có 60.000 một cây, ba cây 108. Tí em lên lại cho mọi người coi. Em lên Ngọc Điểm. Em cho anh chị coi mặt bông Ngọc Điểm. Cái này sổ màu nha, sổ màu tạo biển. Dạ 40.000 một là một bịch tạo biển. B1 là 50.000. Chốt anh Toàn Phạm, một tạo biển, một B1. Em có cái Ngọc Điểm sổ màu, Ngọc Điểm Thái á, một điểm nữa là vàng lưỡi đỏ. Trước hết em cho coi cái vàng lưỡi đỏ, em báo giá cái vàng lưỡi đỏ hôm nay sale rất là rẻ luôn. Bình thường là 200.000 một cây, hôm nay sale. Không có nụ lớn anh, còn đúng 4 bản, hai bản đó là đẹp nhất. Vàng lưỡi đỏ nha. Vàng lưỡi đỏ bình thường 200.000 một cây, hôm nay em sale 180 một cây, đi 2 cây tính 350 thôi. Giá hết mức rồi ha, vàng lưỡi đỏ trồng trong rậu gáo dừa rất là đẹp. Còn Ngọc Điểm này. Bữa là 150 một cây, hôm nay em sale 250 một cặp. Lấy lẻ thì 150 một cây nha, 250 một cặp. Ngọc Điểm này sổ màu, này hai cây này hai màu khác nhau. Cây này tới 5 cặp lá nè. 5 cặp lá luôn, mỗi bên là 5 cặp lá, một cây 10 lá trở lên nha. Một cây là 150, anh chị lấy hai cây là 250.000. Mua chẳng mua lẻ gì cũng tính như vậy. Một cây 150, hai cây 250, em có vàng lưỡi đỏ một cặp 350. Lấy lẻ một cây 180.000 cho cây vàng lưỡi đỏ coi luôn. Còn cái này thì em không biết màu. Hồi nãy em cho anh chị coi mặt bông này, đỏ Ngọc Điểm Thái nha. Hàng này đã thuần hết rồi nha anh chị, trồng thuần hết rồi. 180.000 nha, không có nụ. Nó đã không có nụ nha. Tất cả Ngọc Điểm này không có bông, bán hàng lá. Cây đã trồng trong gỗ gáo dừa rất là đẹp. Lấy cái chậu nào thân thẳng thẳng tí. 180.000, 180.000 nha anh chị. Chào chị Hà Phương. Chị ưng em lấy cho chị 180 về chơi Tết, cây này là đủ sức ra bông hết rồi. Ngọc Điểm hạt vàng lưỡi đỏ nha, trồng trong rậu gáo dừa này. Xe 180 đi một cặp 350. Còn Ngọc Điểm sổ màu này Thái 150 đi 2 cây 250. Chào cô dữ vậy, tôi đâu có già lắm đâu. Chào, chào Tài nha. Chị được rồi. Ngọc Điểm này đủ sức ra hoa hết rồi chị Dung Nguyễn ơi. Đó,
đợt rồi nó cũng có bông hết rồi đó, mà đang mùa nó là nếu mà để tự nhiên thì Tết nó ra bông tự nhiên. Còn chị muốn kích thì vẫn kích được hết nha, xài 10 năm 10 kích nó vẫn ra bông. Kích xong khoảng tầm cả tháng rưỡi 2 tháng nó mới nhú vòi bông, nó hơi lì một xíu. Bông này là bông quanh năm, là anh tác động bằng phân thuốc thì nó vẫn ra, còn để tự nhiên thì Tết nó sẽ ra bông. Nó mùa bông nó là mùa Tết, nhưng mà bông là bông quanh năm. Dạ. À, một cặp này giá 250 rất là rẻ luôn rồi anh chị. Hàng này đã thuần, không phải hàng Thái về chị chăm nó dễ bị rớt lá. Còn hàng này đã thuần hết rồi nha, đã trồng trong chậu này. Dạ, chị Yến Quỳnh thêm một hũ B1. Cảm ơn chị Yến Quỳnh. Tôi mới tầm có tầm chưa sang 40 mà U8X. À đúng rồi, 2 tháng nay có hoa. Đó, chị Yến Nhi nói chính xác là em nói là bông nó quanh năm. Ngọc Điểm Thái mình là bông quanh năm, còn Ngọc Điểm Rừng là mùa bông nó mùa có một lần à. Còn Ngọc Điểm Thái mình bông quanh năm, anh chị có phân thuốc anh chị cho ăn đủ tích lũ lần, ví dụ 10 năm 5 hoặc 6 30 vô, 30 vô có đủ lần thì nó sẽ cho bông quanh năm. Còn để tự nhiên thì Tết nó mới ra bông một lần. Ai hỏi cái gì nãy phía trên à? Dung Nguyễn hỏi là muốn kích hoa loại nào vậy, chu kỳ mấy ngày mới phun thuốc vậy chị? Kích hoa thì một muốn mà xài mạnh thì anh chị xài 10 5 5 10, hũ như vậy nè, 30.000 một hũ, 10 5 5 10, thêm 5 giọt B1 vô giùm em. Ở nhà có B1 hay Hồng Nguyễn gì cũng được, xài loại nào cũng được hết nha. Rồi chị Hoài Lưu đợi hồ điệp từ nãy giờ luôn á, lấy cho chị cây hồ điệp hồng đào nên cho chị hay giận vợ. Còn ít mới sale, em nói rồi mà, 200 sale mà một cây là 180 đó. Thường là bán mà bị tồn lại đỡ trở về vườn là em sale luôn. Anh chị cứ để ý như vậy ha. Dạ. Ai cho phân vô chị 630 hoặc 1055 vô. Có cây hồ điệp nè, anh Hoài Lưu hỏi em nãy giờ 170. Còn Dũng Nguyễn á, kích bông á thì sẽ xài là 2g 1 lít chứ 5 giọt B1. Anh chị anh có thể xài 630 30 hoặc 10 5 5 10 ha. Một lần một tuần đi 2 lần, phun tầm 3 lần rồi phun lại 20 đều cho nó cân bằng lại. Đó. Phun 2-3 đợt là nó sẽ ra bông, tầm là một đợt 2 đợt là nó ra bông, mà một đợt nó phải 3 lần phun, ít nhất 3 lần phun nha, 3 lần phun. Cây này hồng đào 170.000, chị Hải Lưu ơi. Phân nhánh rất là nhiều, rất là đẹp nha. Mới nở có 2-3 bông mà còn nhiều búp phía sau, cây rất là khỏe, lá khỏe đẹp luôn. Còn anh hỏi em định kỳ phân thuốc nào cho phân. Cho phân thuốc thì phân thuốc mà đi nắm thì mình phun mùa mưa một tuần một lần, còn mùa nắng thì một tháng một lần. Cây này là Tết ra bông rồi. Đó, đã cho bông rồi đó chị. Này đủ sức ra bông, nó còn nhỏ hơn cái này nè, đã cho bông rồi. Tới mùa nó ra rồ rộ luôn á. Còn mình để mà mình kích nó, mình xài phân để cho nó ra bông quanh năm á thì cứ xài thêm thì nó bông quanh năm, cỡ này ra bông được hết rồi. Không biết, em không nhớ. Đó, em chỉ còn một cái màu đó thôi, còn để bên cửa hàng chứ không có đem qua đây hàng lớn. Hồng đào không có xeo này, đẹp mà không có xeo này, cắm chậu không có hàng để cắm luôn á, tại lấy lên để bán cho anh chị mà sưu tầm. Cái hàng này em nói nở bung ra, đợi nở bung ra là không có hàng để cắm chậu. Shop em vẫn đang cắm chậu mà làm quà tặng, anh chị muốn tặng người yêu, tặng sinh nhật gì, tặng sếp gì đó cứ alo lên 0898453868 thì các bạn sẽ cắm chậu gửi hình rồi giao tận nơi trong Sài Gòn luôn cho mình. 200.000 một cây, 170 này vô chậu thành là 200.000, tính tiền công tiền giao luôn. Trên 5 cây thì giao, ít hơn thì không có giao, thu tiền ship Grab. Cây này 170.000, cái này nở bung là để cắm chậu rất là đẹp. 170.000 đó chị Dương Trần ơi. Hồ đẹp mini hồng đào 170.000. Đây Ngọc Điểm sale 150. Ôi nó đẹp quá trời luôn. Hai cây có 250.000. Thì kích là nãy em hướng dẫn rồi đó. 2g trên lít, 10 5 5 10 cộng với 5 giọt B1. Nếu mà ấy nữa thì pha thêm vài giọt Atenix vô thì ra nó ra nhiều vòi bông. Hồng đào 170.000 á cây á chị. Hai vòi bông.
Cây mới có 2-3 bông à. Mới nở 2-3 bông, còn rất là nhiều bức phía sau. Hàng mới về luôn nha, còn gòn dính nè. Trăm 70.000 có ai chốt thì chốt, lá rất là đẹp nha. Rễ khỏe nha, rễ xanh khỏe, cây khỏe, bông đẹp. Dạ đúng rồi, 10, 5, 10 hoặc là 6, 30, 30. Ở đây em có bán 30.000 một lọ 100g. Đúng rồi, đẹp hoa hơn lần trước nữa. Chị Đinh Trần, hai cây hồng đào sao nó bị mất kết nối hoài ta. Một cây. Hai cây đẹp. Có ít cây à, chứ để cắm chậu hết rồi anh chị. Hai cây cho chị. Hai bồi không nha, phân nhánh rất là nhiều. Em chốt hai cây cho chị Linh Trần. Chị Nga Châu một cây hồng đào. Còn có 5 cây nữa hết rồi. Cây đẹp. Bao đẹp luôn á. Em chốt cho chị, chị Nga Châu một cây, hai vòi nha. Mới nở có mấy bông mà anh chị, còn rất là nhiều búp cây khỏe nè, rễ đẹp lắm nè. Cảm ơn chị Nga Châu. Đẹp, không đẹp không tính tiền, đẹp lắm. Nào em nói đẹp, nó đẹp. Lên cây đẹp khác nè, có ai chốt thì chốt nha. Cùng một cỡ, lựa cây to khỏe, chị Hoa đồng tiền. Cây này là cây 170.000 nha, anh chị nào có chốt thì chốt, 170.000 một cây. Này nó ít lá hơn xíu, mà bù thì bông nó lại đẹp hơn. Ít lá hơn chút, 170.000, chào chị Kim Tiến. Có hồ điệp ngồng, em không có, chị Nguyễn Thanh ơi. Lô ngồng mấy bữa đó đi, rồi em cho về. Rồi bán sen sen, chị Hoa nợ, Hoa đồng tiền. 4 cây ngọc điểm. Anh pha nó 10-55-10 với 5 giọt B1 cộng với chừng khoảng 3 đến 5 giọt atonic vô ha, bông anh sẽ ra nhiều bồi. Một cây cho chị hoa nở cây đều đều nè. Cất cái này cho chị cái cây để. Một cây chị hoa nở cây đều đều, 4 cây cho chị hoa nở nè, 2 cây nè, cây đều đều. 3 cây cho chị hoa nở nè. 3-4 cây là 500.000, rất là rẻ luôn. Một cây đều đều đẹp nữa cho chị. Chị Hoa đồng tiền, đọc lộn hoa nở và Hoa đồng tiền. 4 cây, em cảm ơn chị Hoa đồng tiền. 4 cây đẹp. Đây nó ít nhất cũng phải 2 màu trong này, 2-3 màu trong này. Sang chậu sao giữ cho nó khỏe, quan trọng là sang chậu. Cây anh chị chọn sang chậu là cây hạn chế lấy cây có bông để sang chậu nha. Cây có bông mà anh chị sang chậu dễ bị hư lá. Em lên combo hai cây khác, anh chị nào có chốt thì chốt, 250 một cặp. Quan trọng là anh chị chọn cây để sang chậu là chọn, nếu cây có bông thì để chơi bông xong đi rồi hãy sang chậu. Nếu anh chị sang chậu phải làm thật khéo, không thôi nó dễ bị hư bông. Cây hồ điệp đó đang có bông là không sang chậu, đặc biệt hồ điệp không sang chậu khi cây đang có bông ha. Để chơi bông tàn đi, mình sang ra, mình cắt ra, mình thang, mình thêm thang, thêm vỏ thông gì đó. Không trồng vỏ dừa ha, vỏ dừa nó ứ nước dễ gây thối. Tưới nước, tưới hồ điệp là tưới vô gốc, không tưới lên lá nha. Phân cũng tưới vô gốc luôn giùm em. Một ngày tưới, 2-3 ngày nghỉ rồi tưới lại. Nói chung là có khô, có ướt, có khô, có ướt. Rồi để ướt liên tục là nó dễ bị thối. Cây cặp này là 250 nha. Đó, sang chậu là sang xong. Nên giữ cái phần giá thể cũ ở trên cái chậu, đừng có tháo bứt hết ra, nó dễ động. Xong rồi chị bỏ thêm chất trồng mới vô, rồi tưới B1 giùm em mỗi ngày, mỗi buổi sáng. Tưới 5 giọt hoặc 10 giọt cho 1 lít nước, tưới mỗi buổi sáng trước 7 giờ anh chị tưới ha. Một cây hồng điệp đẹp, hồng đào đẹp cho chị Linh Lê. Đẹp, nhiều lá. Lấy cây nhiều lá. Ngọc điểm nha anh chị, nhiều màu. Em cho coi mặt bông của ngọc điểm. Em có ngọc điểm vàng lưỡi đỏ nữa. Đẹp quá chừng, mai sale mà không ai lấy ta. Đẹp quá chừng luôn á. Đã trồng trong gậu gáo dừa, thường anh chị là thấy trồng trong này, nhưng mà trồng trong gậu gáo dừa nhìn nó đẹp hơn, giá trị hơn.
em cho anh chị coi mặt bông của Ngọc Điểm vào sổ nhiều màu. Ngọc Điểm thấy thì nó ra nhiều màu, nó có ưu điểm là nó ra rất là nhiều màu, và cây anh chị nuôi càng lớn nó càng đẹp, nó không phải như Ngọc Điểm rừng của mình nha. Cây càng lớn nó quẹo 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 vậy, còn thằng này nó đi thẳng lên, bộ lá nó đứng hơn. Thì Ngọc Điểm Thái nó có ưu điểm vậy, em vẫn thích dòng Ngọc Điểm Thái hơn là Ngọc Điểm rừng. Nói nhiều khi anh chị la rồi các kiểu, nhưng mà thực sự là cái tâm mình thì vẫn thích cái Ngọc Điểm Thái hơn. Tại vì nó bộ lá anh để càng lâu lá nó đứng, nó dễ đứng hơn, còn cái Ngọc Điểm rừng nó hay ngã. Dạ đó, em vẫn sen sen á, chứ ngồi nói một buổi là nói hướng dẫn thì anh chị hỏi em vẫn trả lời mà. À mua nó nhiều, em có tặng phân chị ghi chú là chị tặng phân cho chị. Hạt Ngọc Điểm hoa thơm, đã nói Ngọc Điểm thì loại nào cũng thơm. À em có hai cây Ngọc Điểm lai, tí em theo cho anh chị nè, có mặt bông đưa hai cái cây Ngọc Điểm lai trong đó anh chị đi không thơm. Cây này hôm bữa là 120 ngàn đó, 250 ngàn anh chị, hôm nay em sale 200 ngàn thôi. Cái bông này anh chị chơi ít nhất cũng khoảng tầm 3 tuần nha. Phải. Hoa cực kỳ thơm, đi đằng trước ra đằng sau vẫn thơm nha. Này Ngọc Điểm lai, nó lai với cây vanda ra cái kiểu gì đó, lá nó nhỏ hơn, không phải như cái với Ngọc Điểm này nha, lá nó nhỏ hơn. Rồi Ngọc Điểm lai đó, hoa thơm. 250 sale 200, còn đúng hai cây hơi nở xíu tính 200. Anh chị nào có chốt thì chốt, trồng trong chậu lớn hết rồi, trồng thang trong này hết rồi anh chị. 200 ngàn, ai có chốt này chốt này, cây này 200, có đúng hai cây, cây này đẹp hơn cây kia. 200 thơm, 250 đó, cực kỳ xiên bông nha anh chị. Nhìn ở đây là nách nó đã cắt bông, là một hai cái vòi bông đã cắt rồi nè, đây là vòi thứ ba, rất là đẹp, rất là thơm luôn, màu lạ chưa. Cái lưỡi nó màu, nó màu vàng á anh chị, chứ không phải là màu trắng đâu, ngã vàng vàng bên ngoài nó còn màu vàng. Em chốt cho chị Lý Thị Kim Hoàng cây này, em còn một cây nữa 200, một cây cuối cùng. Cây này hơi kém hơn xíu, cũng tương đương, cũng bông nở rồi lấy giống nha anh chị, không kém gì, nó cũng 90 đây. Ai lấy luôn để 190 thôi, nó hơi, nói chung là lá nó hơi không, hơi kém kém hơn xíu thôi, nhưng mà vẫn lá đẹp nha, không phải là xấu đâu. 190 ngàn, ai chốt thì chốt luôn, này đã trồng thuần rồi trong cái chậu này nha, đầu rễ xanh hết rồi nha anh chị, trồng bằng than nha, than củi. 190 ngàn, ai chốt thì chốt, mùi rất là thơm, Ngọc Điểm lai 190 ngàn. Mặt bông nè, nó là màu vàng xanh xanh đó, chứ không phải màu trắng đâu. Còn ở trong là nhị nó mà tím hồng rất là cưng đó. Cánh này anh chị chơi ít nhất cũng phải tầm 3 tuần nữa mới tàn đó. Ít nhất là 3 tuần nó nở hết rồi. Còn trăm, anh Toàn Phạm chốt 190, còn sót cây à? Còn không? Kiếm. Còn cái ít cái cây lạ em sale gì được em sale luôn nha. Còn cây nữa, 190 nữa nè, nó cứ đưa ra cho em 190, hai cây. Em cảm ơn anh, thơm lắm, rất thơm, thơm. Một cây nữa 190 luôn, 190, hai chốt luôn. Cây của chị hồi nãy là đầu tiên là xuất sắc nhất, thì em bán 200, còn lại 190. Hoa còn chốt lâu không em? Chơi lâu, cùng hoa nở về tới nhà rụng. Không, hoa còn chơi lâu, đảm bảo luôn. Cô Trương Ngọc Liên chốt cây này 190, hôm bữa là đã mua là 200 rồi anh chị. Cây này còn nụ đây, cái này 200, anh chị nào có chốt chốt 200, còn được ba cái búp ở phía trên 200. Ai chốt thì chốt, còn này 200.
Còn nữa không vậy? Đổi. Cô Trương Ngọc Liên đổi cây này 200. Còn cây 190. Chứ một cây nó hết bông rồi. Còn cây 190. Em đổi cho chị cô Trương Ngọc Liên rồi chị. Chị Kim Hoàng ơi, cây của chị con chơi được ít nhất cũng khoảng 3 tuần đó chị. Em cây 190, còn cây 190 nha. Chị Tiền Bùi có chốt không? Cây 190. Về lấy giống nó xiên bông lắm anh chị, cây nào cũng cắt bông vài lần rồi. Cắt là nó ra ha. Cực kỳ xiên bông, nó còn xiên hơn Ngọc Điểm Thái rất là nhiều. Nó lấy cây Ngọc Điểm Thái nó lai cây Vanda đó anh chị ha. Lai người ta lai tạo ra rất là nhiều, càng ngày lai nó càng đẹp. Cây ngọc điểm lai chị Lan Võ ơi, 190, bình thường em bán là 200.000 đó, hôm nay sale còn 190.000 thôi, bông nó hơi nở. Dạ không lấy, ok chị, 190.000. Còn một cây, với một cây đó hết bông. Còn một cây, còn hai cây này thôi. Anh chị nào lấy giống thì lấy, hết giống rồi, hết lô rồi, lô đó hết luôn rồi. Cây này 190, chơi bông này. Bông này thì còn tầm khoảng 2 tuần nha, nó mới tàn. Nó là màu vàng xanh á, chứ phải màu trắng đâu. Cánh là tím hồng, rất là trái cưng mà cực kỳ thơm. Ha, 190.000, ai chốt thì chốt 190.000 giùm em. 190.000. Còn cái gì ít ít em lên cho anh chị. Rồi, em lên cái dòng này hôm tiếp cái hàng sale. Tiếp cái hàng sale, còn này 190 nha. Anh chị nào có lấy thì lấy, còn 190, còn cây 190. Neo. Cái gì của trình? Neo. Mấy mặt bông vàng ơi. Có cây neo trồng thuần hết rồi, em tính hàng lá. Neo. 250 hàng lá là đẹp nhiều cặp lá. Dạ, ok anh. Lấy cây ngọc điểm Thái nhiều cặp lá cho anh. 4 cặp lá luôn nè anh. Anh Nguyễn Dũng ơi. Nguyễn Dũng 4 cặp lá, rễ thuần hết à, đầu thanh lét nè, nó nhú ra luôn à. Em lấy cây này cho anh một cây nha. Cảm ơn anh. Có một cây neo hai thân. Cái hàng này nếu mà hàng vòi là em bán 250, hàng lá em tính 200. Anh chị nào lấy thì lấy luôn, còn một hai cây khỏi trở về vườn, nó cực kỳ xiên bông. Cho phun vài lần, một hoặc hai lần, 6-30-30 hoặc 10-55 vô. Là trong vòng 1-2 tuần là nó sẽ nhú vòi. Em cho coi mặt bông của neo luôn, neo trắng thơm, hay gọi là samurai nha anh chị, samurai Nhật. Đây. Đó, màu trắng nó nhảy con rất là nhiều luôn nha anh chị, mùa ghép chung cái này em đã vô chậu rồi. Đã thuần hết. Đây, cây này 200.000. Bông em cho anh chị coi rồi đó. Còn được có một chậu không nha? 200.000 sale, nay ngày sale. Bình thường cây này có bông, anh chị phun thử trên cây này đi rồi nó ra bông rồi ghiền. Tại vì nó dễ, rất là nhạy ra bông. Dễ ra bông lắm. Cực kỳ xiên bông luôn. Này 200.000 có hai thân đã trồng thuần hết nha, trồng bằng than bỏ vô chậu nó bám rễ đây hết rồi. Khi mà nó nở nó lên nó nhiều con nó bùng sùm này thì cái chồng bông treo của chị nó rất là đẹp, màu trắng, hoa thơm, cực kỳ thơm như mùi nước hoa luôn. Ha, cây này 200.000, ai chốt thì chốt. Trồng than hết rồi. Đừng làm ngợp. Hải Yến hư vòi chừng nào ra nữa chị? Hải Yến hư vòi nhanh ra lắm chị. Chị thấy cái cây cây Hải Yến mình nó nách rất là bông không luôn á. Nhanh ra lắm, mình phun 6-30-30 vô giùm em. Đây nè, cái cây neo này em cho anh chị coi nè, 1-2-3 vòi bông đã cắt rồi, bên này 3 vòi bông rồi, 6 vòi bông, 7 vòi bông. Cây này đã ra bông 7 lần rồi. Đậu hũ chốt cây này 200 à. Thử phân thuốc thử trên cái này đi, ra bông rồi riền. Tại nó rất là nhạy bông anh chị. Cái này đã 7 vòi bông trên cái cây, đã 7 lần ra bông rồi. Em chốt cho chị đậu hũ. Chị Linh Trần còn nữa nè, còn mấy cây nữa. Còn nữa lấy xuống cho chị. Cây hai thân không nha. Từ từ em lên, có mấy cây à? Có mấy cây. Cây này hai thân luôn nè, em chốt cho chị Linh Trần một cây.
chốt hồ lan hai cây. Nếu thử phân thuốc thử ra cái này đi thì nhìn bông nó ghiền. Linh Trần em chốt cho hồ lan một cây 200 luôn nha. Có vòi con, cây nào cũng có con hết nha anh chị. Chị Ngô Sĩ Chiên Vân một cây. Hết rồi hả? Ở bên cửa hàng con còn mấy chậu bên cửa hàng em cứ chốt, và mai em chụp hình mấy cây đó cho mấy anh chị nha. Em chốt tiếp cho Ngô Sĩ Xuyên Vân một cây, ghi tự chọn bên cửa hàng. Chị Phương Nguyễn một cây, còn mấy cây bên cửa hàng chưa có đem qua cửa hàng đối diện á. Chị Phương Nguyễn một cây, anh Tin Tin Bibo một cây, 200.000 quá rẻ rẻ rồi. Em cứ chốt từ trên xuống nha, em không biết là đủ số lượng hay không tại nó nằm bên cửa hàng. Tin Tin Bibo một cây, Hải Yến cắt 3 tuần là có vòi lại liền, đúng chính xác. 3 tuần rồi nó hơi lâu đó, tầm 2 tuần thôi. Chị Thư Phùng một cây, Hồng Huệ một cây. Cho hơi nhiều nhiều đây, em biết cơm cửa hàng có đủ không. Có gì mai em khi cái đựng cái cây này các bạn sẽ chụp hình gửi cho mấy anh chị nha. Em chốt dư rồi, em lên dòng khác. Có gì nữa không? Một cái cát cánh sáp nụ 200.000. Một cái cát cánh sáp nụ, có một cái đống cỏ ở đây luôn, nhổ cỏ ra 200.000. Anh chị nào có chốt cát cánh sáp, em không biết có thể nó ra màu cam hoặc có thể ra màu đỏ nha, đỏ đậm á, tím đỏ đó. Cây nào cũng có con hết đó nha chị, tại cái lô này là con có con mà bông thì bán nó không kịp, nó nở hết cho nên là em bán hàng lá 200.000, cái có bông là 250. Chị Phương Nguyễn, mai mấy đơn cây đó là các bạn chốt đơn, anh chị nhắc lại lần nữa, em có dặn rồi nhưng mà sợ các bạn quên thì nhắc là chụp hình, thì những cây đó sẽ chụp hình cho chị trước khi gửi. Cây này cây cám này 200.000, cát cánh sáp nha 200.000, rất là đẹp nha, 200.000 cát cánh sáp. Cái đó 5 cây đi. Mua đơn hàng từ 1 triệu trở lên mình có tặng phân. Chị Đậu Hũ cho một cặp Ngọc Điểm Thái luôn. Thật ra rẻ lắm rồi á, em bán giá đó là giá lỗ luôn rồi. Đẹp lắm. Nhiều thân, nhiều lá luôn. Em chốt 2 cây cho Đậu Hũ nè. 1 cây nè. 2 cây. 2 cây cho Đậu Hũ nha, cây đẹp hàng thuần hết rồi, em cảm ơn. Dạ, ghi anh tin Bibo một hũ 10-55-10 hàng tặng. Vỏ dừa trồng ngoài nó dễ bị ứ nước nha, khi đó mình điều chỉnh nước rất là nhiều, cân đối để cho nước nó nhiều nó sẽ dễ bị thối rễ. Chào chị Lý Nguyễn, cái đen lai hồ điệp bông to hôm nay em sale còn ít, còn có 1 sọc 2 sọc thì em sale luôn, với lại còn là đó hàng sale đó. Ngọc điểm lai, đen lai hồ điệp, ngọc điểm vàng. Cái cát này đẹp quá, hôm nay chốt ta có 200.000 à. Được 2 cái búp. Này trồng quả thông rồi nha anh chị, hàng trồng quả thông mà rễ rất khỏe luôn. 200.000 cát cánh sáp. Khi cái cánh sáp là có nghĩa là cánh nó rất là dày và cực kỳ bền bông. Cá lê da thường anh chị nở, nếu mà bông mà mỏng mỏng mà loại bông to thì tầm khoảng 1 tuần tới 10 bữa, còn thằng này anh chị chơi cả tháng. Có thể ra màu cam, may mắn là ra cam, còn không may mắn thì nó cũng ra đỏ. Chào cô Nguyễn Hương chưa ngủ ha cô. Rồi, em có một cây chớp, da chớp. Ai chị còn thức không, coi chớp. Cây chớp kìa. Có vàng mai không? Hồ Ninh Rô vàng mai. À có vàng lưỡi đỏ. Quên. Cây chớp trước đi, nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm, chưa kịp lên. Cây chớp này, ai ngắm nghía gì ngắm kia. Một, hai, ba, hai vòi bông, ba vòi bông, bốn vòi đông, năm vòi bông. Chớp, da chớp 1 triệu đồng. Dạ, 1 triệu đồng một đơn thì em mới tặng quà. Trên một đơn hàng khi đóng thùng sẽ được tặng quà 1 triệu đồng cây chớp nha. Cây này 1 triệu đồng. Còn có một cây chớp này thôi, có một cây chớp duy nhất không đụng hàng gì hết nha anh chị.
có nhiều mầm con, 1 mầm con, 2 mầm con, 3 mầm con, 4 mầm con nha. Nhiều mầm con gốc rất là nhiều, anh chị chớp là anh chị biết tính kỳ á anh chị. Mà cây này anh được 4 cây là ít nhất phải 400 ngàn trên cái này rồi. Còn mấy cây thân chính này nữa. Dạ, 1, 10, 55, 10, 16, 30, 30 nha. Không có 32, 6, 30, 30 à. 30 ngàn một lọ, chị Hồng Nguyễn. Cây chớp này nhiều hướng luôn, bung nhiều hướng luôn. Có đến 5 cái vòi nè, 5 vòi. 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi, 4, 5 vòi. 5 vòi bông, cây chớp này 1 triệu đồng, ai chớp hay chớp nha. Em chưa đăng lên nè, để đăng bài lên. Cô Nguyễn Hương là gửi cho cổ rồi. Con gửi cho cô rồi cô à, gửi rồi. Chắc là mai họ phát cho cô á, mấy em nó gửi rồi à. Hôm qua anh TNT nó lấy hàng hơi trễ cho nên là hôm nay chắc chưa phát tới cô, chắc là tầm ngày mai nó phát rồi. À, cây da da chớp này 1 triệu nha. Rất là đẹp. Rồi, ghiền quá. Một cây chớp nữa hả? Ba cây cuốn rồi bán 100 ngàn. Ở chị cứ hỏi là ba cây 300 ngàn. Chị này hỏi chị nhận trong mắt xin hơn. Rồi, có một cái chị đã tin gì vậy? Chốt cho chị luôn đi. Dạ. Còn cái ba cây Peru cuối cùng sale xuống 100 ngàn. À, em lên cái vàng lưỡi đỏ. Hoa thơm. Cái màu, cái bông này nó to hơn cái đợt vàng lưỡi đỏ hôm trước nữa nha anh chị. Chờ chờ em xíu, em lên bông cho. Môi đỏ, vàng môi đỏ, thông chai gôn, thơm. Dạ, chị một lọ kích hoa, 6, 30, 30. Có ba cây này màu đẹp đẹp nè. Bông to to nè. Ba cây nào? Ba cây, anh chị nào có chốt luôn ba cây thì em để cho ba cây 120 ngàn, chốt thì chốt luôn 40 ngàn cây đó, 40 ngàn một cây thôi. Ba cây vẫn còn búp nha, có một cây hết búp, còn này là vẫn còn búp nha. 40 ngàn một cây, ba cây này 120, có ai chốt thì chốt. Bông rất là đẹp nha. Đi ngủ hả? Từ từ, còn nhiều hàng lên lắm, em lên cho rồi chốt cho đủ đơn giùm em. Còn kẹp quá thì có chỉ chờ ngày mai, chờ một like thôi ha. Cây này, ba cây này 40 ngàn một cây, ba cây lấy hết 120 giùm em. Lấy lẻ thì 50 ngàn, còn ba cây thôi. Em đưa từng cây nè, một cây nè. Lẻ lẻ, một cây này thì nở rồi, mà bông chơi cũng còn lâu. Hai cây, ba cây còn bứt, 40 ngàn một cây nha. Ba cây này 120, ai có chốt thì chốt. Rồi, em lên vàng lưỡi đỏ. Vàng môi đỏ, hoa thơm. Chuẩn bị nha. Chị Hoa đồng tiền chốt. Chị Hoa đồng tiền chốt ba cây đó. Mua về ghép chậu chị. Vàng môi đỏ, hoa thơm. Bông này chụp nó hơi bị nhòe hình rồi, chụp cây thực tế cho nên nó hơi nhòe. Vàng môi đỏ nha, vàng đậm đó nha chị, không phải là vàng nhạt nhạt đâu. Môi màu tím ánh đỏ đẹp lắm nha. Có màu bông nào mà nó chụp rõ rõ không nha? Chụp cái mái này nó hơi cụ bắp cho nó hơi nhè nhè nha. Giá rất là mềm, 50 ngàn một cây, 4 cây 200 ngàn. Anh chị nào chốt được thì chốt. Đẹp, cây đẹp nha, mới nhú vòi thôi. Nhú lên nở lên là bán. Rồi em lên combo đầu tiên, 4 cây 200. Vàng môi đỏ, hoa thơm. Bông, cánh bông này to hơn cánh bông của đợt lô trước nha. Lô trước kia cánh nó không bằng này. Cái này đẹp hơn, cây đẹp luôn nha. Một cây mới nhú vòi thôi nha anh chị, nhú vòi đã bán rồi. Một cây vàng môi đỏ hoa thơm, em mới gặp lô này là đầu tiên thôi, chưa có gặp cái lô này nữa. Hai cây hoa thơm chị, hoa nở hai cây còn không chứ, còn ba cây hết luôn, bóc hết lô luôn. Ba cây em chốt hai cây cho chị Kim Ngân Nguyễn, hai cây 50 ngàn một cây thôi nha anh chị. Vàng môi đỏ, hoa thơm.
một cây cho chị Hồ Lan, ít thôi, anh chị nào chốt được chốt nha. Chị Hồ Lan một cây, Tiến An hai cây. Vú bồi thôi, không có nụ lớn đâu, tại vì cái này là đã bốc hết rồi. Người ta đi săn luôn á. Đó là cái màu này nè, đi săn luôn á. À, Tiến An hai cây, chị Nguyễn Hồng Phượng ha, bốn cây. Mới nhú vòi thôi nha anh chị, mới nhú vòi thôi, hàng mới nhú vòi thôi, một cây, hai cây, này vận chuyển an toàn luôn, hai cây, ba cây cho Nguyễn Hồng Phượng, mới nhú vòi thôi nha anh chị, vận chuyển an toàn luôn, không có sợ gì hết. Còn cây nữa, chị Nguyễn Hồng Phượng, bốn cây Nguyễn Hồng Phượng à. Chị Dung Nguyễn, hũ 30-30 có rồi, vậy lấy hũ 10-55, ok chị ghi chú Nguyễn Hồng Lâm. À, chị Linh Trần, hai cây vàng môi đỏ. Có vòi một cây, này là mới nhú thôi anh chị, gọi là đi săn á, hốt xong người ta ngày mai người ta kéo xe tải tới người ta hốt luôn á, nên em hốt trước rồi, may mắn anh chị mua được giá mềm luôn. Có 50.000 cây, hai cây cho chị Linh Trần. Chị Hoa Nở có vô cây, có lùm lùm một cây, có vòi lùm lùm, chị Hoa Nở một cây. Thức cô mua ở Sơn Lê hai cây có vòi, 50.000 một cây vàng môi đỏ nha anh chị, 50.000 một cây, chốt nhanh tay một cây thôi, hai cây cho chị Sơn Lê luôn, hai cây này là đi giành giật mới được á. Anh nhà vườn xin cho anh chạy lên bốc liền luôn, lúc 3-4 giờ chiều chạy về đây còn chưa khui thùng ra luôn, giờ chất thùng ra bán luôn á, chứ không ngày mai xe tải người ta ta lên hốt hết luôn, anh kêu là để dành lại cho xe tải kia lên lấy, em hốt hết rồi. Chị Đài Nguyễn một cây, 50.000 một cây nha, vàng môi đỏ hoa thơm. Chị Hà Thị Thúy Hằng một cây, vàng môi đỏ hoa thơm. Hà Thị Thúy Hằng. Cái này chị Đài Nguyễn. Tin Bibo. Một cây, Tin Bibo một cây. Em cảm ơn ạ. Vàng môi đỏ hoa thơm nha. Trước giờ chưa có bán cái màu này. Thơm khác biệt hơn những cái vàng lưỡi đỏ khác nữa. Màu vàng đậm hơn, lưỡi nó tươi hơn, lưỡi tím đỏ tươi hơn nha. Chị Thiến Hằng một cây, Tin Bibo một cây rồi. À, Dũng Lê một cây gặp đơn, có 50.000 một cây à, em bán giá rất là mềm luôn, một cây. Dũng Lê, cây đó vàng môi đỏ hoa thơm song khoa ơi. Chị Lan Võ một cây vàng môi đỏ đẹp đẹp gặp đơn tối qua. Dạ ok chị Lan Võ một cây, 50.000 một cây vàng môi đỏ nha chị. À, anh Hồ Nhật Thi một cây. 4 cây 200.000 nha. Hàng nhú vòi vận chuyển an toàn luôn nha anh chị. Gọi là anh xin nhanh là em xách lên em hốt liền luôn, còn nguyên trong thùng luôn á. 2 cây. Hồ Nhật Thi gửi cho em cái địa chỉ thêm inbox giùm em nhìn Hồ Nhật Thi, 3 cây trên Hồ Nhật Thi, cây nào cũng mới nhú vòi thôi. Nhú này là đã bán rồi, chưa có kịp nở bông lớn gì đâu. Và 4 cây. Chị Nga Châu một cây nha, dồn đơn Hồ Nhật Thi 4 cây nè. Chị Nga Châu một cây. Một cây Hồ Nhật Thi. Rồi em chốt tiếp gần hết rồi anh chị, có một thùng một duy nhất thôi, một thùng thôi gần hết rồi. Ai chốt thì chốt tranh thủ nha, vàng môi đỏ hoa thơm. À, chị Nga Châu rồi đúng không? Chị NT Thanh Tiền, phanh cứng của em 4 cây luôn, một cây. 2 cây. Có 50.000 một cây à. Giá như đen ru màu á, thường màu vàng nó đắt hơn anh chị, mà bên em vẫn bán có 50.000 một cây. 3 cây, 4 cây cho chị NT Thanh Tiền. 4 cây. À, chị sẽ gấp lấy, cảm ơn chị. Chị Tiền Bùi 2 cây, còn mấy cây nữa thôi. Anh chị nào nhanh tay chốt nha, hết hết hàng rồi. 1 cây, chị Tiền Bùi em đọc từ trên xuống luôn. Ai chốt được thì chốt. Chị Tiền Bùi 2 cây nè, Tiền Bùi 2 cây. Chị Hoàng Anh 2 cây, anh chị nhớ chốt đủ đơn giùm em nha. 200.000 trong đơn hàng tối nay nha, thì em mới đi hàng được. À, chị Tiền Bùi rồi, giờ chị Hoàng Anh 2 cây nè, 50.000 một cây nha. Em bốc từ trên xuống luôn á, gần hết rồi, nó khum rồi, nó khum, nó bốc cây rồi. Chị Hoàng Anh 2 cây. À, chị Hồng Phượng cho xem cây lúc nãy rồi, mạng không xem được. Cây đẹp lắm chị, mai em chụp hình gửi cho, cây nào cũng mập tù lù mập như em vậy đó. Rồi, à, chị Tiền Bùi 2 cây rồi đúng không? Chị Tiền Bùi em chốt 2 cây rồi, chị Hoa Đồng Tiền 1 cây nè, Hoa Đồng Tiền 1 cây. 50.000 một cây thôi nha, vàng môi đỏ hoa thơm nha anh chị. 50.000 một cây, em còn vài combo nữa thôi. Chị Ngọc Mai Đào 2 cây, 50.000 một cây, vàng môi đỏ hoa thơm. Cái màu này chưa có bán trước giờ luôn. Hoa thơm, rất là thơm. À, 2 cây, vàng môi đỏ hoa thơm.
chị Ngọc mai đào 2 cây. Này em bán giá như tính như hàng màu luôn á anh chị. Cái giường kia chiều có xi nhan, tại là mỗi lần thấy số nhượng nhiều họ xi nhan kêu lấy đi, không ngày mai sẽ tải người ta lên ta lấy hết. Đó là em mới kêu lính chạy lên chở nguyên thùng về và bán gần hết rồi nè. Em lên 4 cây 200 ngàn nha, cho coi mặt bông anh chị vô sao chưa coi mặt bông. Hình này chụp thực tế nên nó hơi mò mò xíu. Máy nó bị máy cụ bắp của lính. Nó chụp hơi mò mò xíu. Đó, vàng môi đỏ hoa thơm nha. Vàng môi đỏ hoa thơm. Vàng môi đỏ hoa thơm. Em chốt cho cô Trương Ngọc Liên mới nhú vòi thôi. Mới nhú vòi thôi nha. À, cô Trương Ngọc Liên dồn đơn với đơn hôm qua chị Ngọc Mai Đào chốt rồi, 2 cây rồi, dồn với ngày hôm qua ok chị. À, anh Tiến Ngang gộp 2 cây vàng môi đỏ hoa thơm đẹp. Cây đẹp không mà anh chị. Đây là hàng cây tơ hết nha, không phải là cây già đâu. Hả? Tiến Ngang có chốt rồi, gộp đơn rồi. À, cô Trương Ngọc Liên 1 cây rồi, em có chốt cô Trương Ngọc Liên rồi, anh Song Khoa 2 cây. Đồ nhỏ mới nhú à chị Dung Nguyễn ơi. Đem nói người ta đi săn á, em lấy nhú dồi em bán luôn rồi, không có đủ lớn. À, 2 cây cho chị anh Song Khoa, em cảm ơn à. Dung Nguyễn 1 cây, có cây nào lồi cao cao lên xíu không? Mới nhú à. Em nói là người ta đi săn luôn á, em lấy rồi ngày mai em quay lại không còn nữa. Từ chiều bận quá em không có đi lấy xe tải được, nên là đi có một cái xe máy thôi, chở đúng thùng thôi. Ngày mai người ta cho xe tải lên rồi là không có tới lượt nữa. À, chị Hoa nở 1 cây. Có vòi á chị, cây nào cũng có vòi hết. Chị Dung Nguyễn 1 cây rồi chưa? Chưa cây, cho chị Dung Nguyễn cây. Chị Dung Nguyễn 1 cây nè. Dung Nguyễn 1 cây. Chị Thư Phùng 1 cây, 50 ngàn 1 cây, em bán giá rất là mềm luôn. Vàng lưỡi đỏ thường mà bán mắc hơn, em bán vẫn giá có 50 ngàn, chị Thư Phùng 1 cây. Có ben soda, chị Bích Hạnh ơi, còn đúng 2 cây ben soda vàng, có ben soda cam nữa, ben soda vàng 250 ngàn. Chị cũng coi, em cho chị coi. À, vàng môi đỏ hoa thơm, còn mấy cây nữa? Còn khoảng 10 cây nữa, có 2-3 combo nữa hết rồi. Em lấy cho chị Ngô Thị Xuyên Vân 1 cây lùm luôn nè, gặp đơn nè. Ngô Thị Xuyên Vân, chị Yến Nguyễn một cây nào đẹp đẹp cho em nha. Cây tơ đẹp hết đó chị, cây nào, cây tơ này, cây đi lựa từng cây. Em bán là em đi lựa từng cây, không có hư ấy đâu, không có cho người ta bóc đâu. Chị Yến Quỳnh một cây. Một cây Yến Quỳnh. Combo 4 cây 200, anh chị nào chốt ít ít thì nhớ chốt cho đủ đơn trong live stream ngày hôm nay. Giờ em đơn hàng từ 200 ngàn bên em mới gửi nha. Chị Yến Quỳnh một cây, Yến Quỳnh ơi, bé ơi. Anh Song Khoa thêm 1 cây là của anh, tổng cộng có 3 cây nha anh Song Khoa. 3 cây. Hàng mới nhú thôi, mới nhú vậy đã bán rồi, không có kịp thấy cái bông búp lên đâu. Là đã bán rồi, tại vì cái màu này là hot hit lắm luôn á. Thơm, vàng môi đỏ hoa thơm, vàng đậm màu. Môi là tím đỏ, rất là đẹp. Kêu là tím hay tím đỏ gì đó. Nhưng mà màu nó tươi rất là đẹp, nhìn cái cánh bông nó tươi, nó cho chị mặc bông vô coi sao nè. Song Khoa một thêm một cây nữa là tổng có 3 cây. Đây mặt bông nè, cái máy này chụp của thằng lính. Một chụp bằng máy của bắp đó. 50 ngàn một cây, combo 4 cây 200 nha. 50 ngàn một cây. Cô Hương đi ngủ đi khuya thì thức sớm, bây giờ còn thức. Cây đều nó một tạng với nhau hết à, cây tơ hết. Em lên combo 4 cây, còn combo cuối cùng. Năm mươi ngàn một cây. Vòi ở đây. Cây tơ hết nha anh chị, rất là khỏe. Ở đây ra bông rồi, nó sẽ ra bông ở đây, nó ra bông ở đây, ra ở trên đỉnh xong nó ra ở nhánh nữa. À, và môi đỏ một cây. Đủ 200 rồi, xíu em lên hàng khác liền 2 cây. Em còn 2 combo nữa em bán, chờ em bán 2 combo nữa là hết rồi. Hết đủ 2 combo không? 3 cây. 4 cây 200 ngàn, combo vàng lưỡi đỏ 4 cây. Anh chị về mua quân chỗ lớn bung lên rất là đẹp mà hoa thơm nữa. Vàng môi đỏ hoa thơm 4 cây này 200 ngàn. Chào chị Lưu Thị Cẩm Hồng.
Cây này được 2 vòi. Một cây 2 vòi. Được một cây 2 vòi nữa là 2 cây 2 vòi, 2 cây 1 vòi nha. Tổng 4 cây này 6 vòi. Một tổng cộng 2 cây, chị Yến Quỳnh bỏ da da tím lấy tổng cộng 2 cây. Một cây kèm panda nha chị, bỏ da tím lấy 2 cây là lấy em tổng cộng trống mấy cây? À lấy thêm một cây nữa. Chị Yến Quỳnh lấy thêm một cây nữa. Chốt cho chị Yến Quỳnh. À anh Nhàn. Một cây. Anh Tuấn Kiệt 4 cây. Anh Tuấn Kiệt rồi gần hết luôn, hết luôn. Anh Tuấn Kiệt có không? Ngồi đâu? Anh làm hai chậu chị ơi. Từ. Không. Cái lá ba. Cao. Không ngồi bên kia thì không. À, dạ rồi xin lỗi. Xin lỗi gì không nổi. Bốn cây. Bốn cây này được 2 cây 2 vòi nha. Em chốt cho anh Tuấn Kiệt. Anh Song Khoa. Thêm một cây hai vòi nữa, có con cái này là vòi hết cây hai vòi. Anh Thông Khoa một cây, anh Thanh Nhàn. Anh Thông Khoa nè. Anh Thanh Nhàn hai cây đây, lên hai cây của anh Thanh Nhàn luôn. Hồi nãy là một cây rồi, giờ thêm một cây nữa là của anh tổng hai cây gộp với cây panda. Anh Thanh Nhàn. Còn này là anh Tuấn Kiệt rồi chưa? Cái này anh Thanh Nhàn. Chị Kim Ngân hai cây nữa. Đẹp đẹp. Cây này chị Kim Ngân, Kim Ngân luôn. Hai cây của chị Kim Ngân. Hết. Hết chưa? Hai cây của chị Kim Ngân. À, đậu hũ thêm một cây tạo biển nữa. Tạo biển là 40.000 gói 30. Một túi 36 gói. Vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Mấy cây? Tôi báo chính xác rồi, tôi nấu nó dôi ra. Còn hai combo nha anh chị. Kiếm cái lá cũng không có luôn. Chị Lan bỏ một cây nè. Một. Còn một cây. Cây này được hai vòi. Nói chung là nãy em bóc tùm lum á, có cây hai vòi chổng nữa. Em cứ đưa theo thứ tự, nó đưa tới đâu em đưa tới đó đó. Sự là không có dòm luôn á. Nên anh chị có sẽ có một số người có hai vòi rất là nhiều. À một cây này hai vòi, cây này hai ba vòi gì luôn nè, hai vòi. Còn cái nằm một vòi xem xem. Hai năm thì đổ lắm. Hai cây mất. Ừ, có đi ăn một cái sáng. Này có cái này. Nhảy với vòi dữ lắm nha anh chị, cái này nó thiên bông cực kỳ luôn, vàng môi đỏ hoa thơm. Một cây này hai vòi, một cây này hai vòi. Chị Dung Lê một cây. Chị Lan Võ là rồi đúng không? Rồi. Tiến An cho một cây. Tiến An luôn. Đờ, hai cây vòi. Này nãy giờ bóc mấy cây này hai vòi, đa số hai vòi không á. Đây nữa nè, hai vòi nữa nè. Còn mấy cây cuối nó nằm dưới đáy thùng. Này một vòi nhưng mà lùm. Anh Tiến An rồi, một cây rồi. Hết rồi đúng không? Gãy vòi. Coi mấy cây gãy vòi. Đẹp. Còn cái hai vòi của ai? Lan Võ rồi. Lan Võ chốt rồi. Ở trên rồi. Thơm, hoa thơm bên sông phai. Vàng hoa thơm. Vàng môi đỏ hoa thơm. Em cho anh chị vô sao còn đúng 1, 2 một combo và hai cây gãy bông. Một combo hai cây gãy bông. Một combo hai cây gãy bông. Một combo này hai vòi. Cây này một vòi là ba vòi. Cây này bốn vòi. Em ưu tiên anh chị nào lấy hết. À, sáu cây. Hai bốn vòi, bảy vòi. 8 vòi, 9, 10 vòi, 10 vòi với 2 cây gãy bông. 1 cây đứng ngọn, cây gãy bông là 270.000. Ai chốt thì chốt
10 bông, 10 vòi nha. Ai lấy hết 6 cây này, lấy hết luôn em đi, giờ còn 2 cây cuối khó bán. À, lấy hết 6 cây chị nha Mai Thuận, 270.000 thôi. Vàng lưỡi đỏ môi thơm, vàng môi đỏ hoa thơm. Còn 6 cây cuối này 270.000. Có 4 cây kia nó tới 10 vò bông. Một cây đứng ngọn và một cây gãy vò bông. Lấy hết giùm em tính luôn. 270.000 lấy hết combo giùm em chị nhà Mai Thuận ơi. Lấy hết đi nha. Xiên bông về ghép chậu khủng nó ra bông. Cây tơ mới dày mà nó đã ra bông vòi như vậy là 2-3 vòi là biết mức độ xiên bông cỡ nào rồi. Ha. Chào chị Nguyễn Lai. Nguyễn Lai ơi, ổn gia đình chưa? Làm em mấy cái đơn buồn muốn chết. Một cây. Cây này là cây gãy vào bông mà cây đẹp chưa? Cây này cây đứng ngọn. Có mầm tơ luôn. Vô chậu khi bố mua đúng là ra riền luôn á. Thơm, vàng môi đỏ hoa thơm. Còn mấy cái này, 4 cây này. À ok chị, cảm ơn chị nhà Mai Thuận. 270.000, 10 vòi bông. Nhà Mai Thuận luôn. Hết. Lên Robert cho anh chị coi. Robert. Em đã sang chậu lớn, vườn em đã sang chậu lớn rồi. Có 3 cây sinh cây rôn vòi. Nó cây gì? Nó luôn. 3 cây sinh cây rôn. 5 vò bông. 200.000. 200. Đúng không? Vò bán nhiêu 200. Hay. 3 cây 200. Sinh cây rôn. Mặt bông sinh cây rôn. 3 cánh vàng, 3 cánh tím rất là đẹp. Cánh xoắn nha. Dòng đen rô nắng có 3 cây 200, ai chốt được thì chốt nha. 200. 3 cây xin caron, nắng xin caron. Giờ kiếm cái mặt bông nó ra. Có 3 cây. Nó sót sót, nó lộn mà chịu phân màu lại đó. Cho nên là mới tìm thấy những em này. Em cho anh chị coi mặt bông của sinh caron. Kiếm cái mặt bông sinh caron giùm chị với, nó rất nhiều. 3 cây này 200 thôi nha anh chị. Được 5 vòi bông, có 2 cây 2 vòi bông. 200.000 hôm bữa dành nhau mua quá trời. Nắng sinh caron đang hot trên làm mưa làm gió trên thị trường đó. Có mấy cây vàng xưa luôn. Vàng xưa. Xin cái rôn có đây, mặt bông đây, nhìn ghiền luôn nè. Đó. 3 cánh vàng, 3 cánh đỏ nha, xoắn. Dòng đen rô nắng 3 cánh vàng, 3 cánh đỏ xoắn rất là đẹp. 3 cây này 200.000, cây này đem đưa cây là cây này một vòi. Có u nè nha, một vòi. Cây này có gốc có 2 vòi. Hai vòi nha, vòi ở đây nữa nè. 3 cây. 3 cây sinh cây rôn, 2 vòi. Có một cái u nữa. 3 cây này 200. Có loại mới, từ từ em lên loại mới cho, còn nữa một ít loại mới nữa. Có Robert nữa nè, Robert sale luôn nè. Sale luôn, hôm nay sale Robert luôn. À, có vàng xưa mới nè. À 3 cây sinh cây rôn nè, ai chốt nha, 200.000 em để riêng. Một cây có nụ. Ba cây luôn đi, ai mua ba cây em mua tiền em chốt á, bây giờ để lại hai cây cũng khó bán. Lấy ba cây đó thì em để riêng, còn nếu mà không ai lấy thì em sẽ chốt cho chị Xuân Lê một cây. Ba cây 200. Em lên vàng xưa, vàng tia xưa. Hôm trước là bán hàng lá rồi đó, mà vàng tia xưa mặt bông thực tế nha. Vàng tia xưa đây. Có
có 5 cây thôi, vàng tia xưa. Mua về ghép chậu nha, dòng này ít thân. Ráp chị tổng tiền quá. Ráp chị tổng tiền quá. Vàng tia xưa 50.000 một cây, có 5 cây thôi. Ai chốt thì chốt nha, 5 cây. Chốt nhỏ hoặc chốt tổng gì đó thì báo cho em. Vàng tia xưa. Vàng đậm màu, nó bên ngoài nó đậm nữa nha, chứ không phải trong cái ánh đèn tối nó vậy nè. Đó, vàng tia xưa. Vàng tia xưa. Thơm không? Nhớ là thơm. Xuân Lê lấy cho cây đang ra nụ nha em. Dạ, Sincaron lấy cho chị. Còn 2 cây Sincaron thôi. Lấy cây đang nụ cho chị. Ok chị Xuân Lê một cây, còn 2 cây 70.000 một cây nha, 2 cây Sincaron đang vòi bông. Vàng tia xưa em lên nè, 1 cây. 50.000 một cây thôi nha chị. 2 cây. Nè, mặt bông khi có nắng nó đẹp như vậy nè. Gặp chị Túc. Rồi, em hiểu. Chị dịch. Vàng tia xưa 50.000 một cây, có nắng ra nó như vậy nè, nó đẹp như vậy á. Đậm màu, vàng nghệ luôn á nha chị. Nó vàng nghệ luôn á. Có 5 cây thôi, em sẽ chốt từ trên xuống, ai chốt được thì chốt nha. Gặp em tốn tiền. Em cố gắng mới mỗi ngày đó chị. Em lấy cho chị hoa đồng tiền một cây. 50.000 một cây thôi, còn 4 cây. 4 cây. Cây này nụ nhỏ em bù lại hai vòi, có hai thân rồi nha chị. Vàng tia xưa. Mặt bông vàng như vàng nghệ luôn nha, đậm màu như vàng nghệ luôn. Này chị không biết là nó có thơm hay không, em chưa có xác minh được. Đó, là giá là 50.000 một cây. 1 cây, 2 cây. Anh chị nào có chốt thì chốt, còn 4 cây này 200.000 luôn, đi hết combo 4 cây 200 luôn. Có 2 cây 2 vòi, 2 cây 1 vòi. Đi hết 4 cây này 200, mua về ghép chậu rất là đẹp nha, màu nó hồi nãy đưa ra nắng anh chị chụp hình rút ngoài nắng rồi đó, rất là đậm màu, rất là đẹp luôn đó nha. 4 cây này 200.000, vàng tia xưa. Dòng vàng tia xưa này rất là đẹp. 4 cây 200. Ai chốt thì chốt nha. Đẹp lắm. Ngủ hết hay chân rồi trời hay gì ta? Coi Facebook có bị đậu đuổi chưa? Chắc chưa, hồi nãy vô 8 giờ. Còn sớm mà. 7 giờ mấy rồi. Rồi, em lên tiếp hàng sale, Robert sale. Lấy cái Robert lên nhà chị sale với. Đừng ngủ anh chị. Thức cho em nè. À nãy ai hỏi bên soda. Có 4N nữa nè, có bà liễu chậu nhỏ nữa kìa. Lấy mấy cây bà liễu chậu nhỏ anh chị đi thôi. Có bà liễu chậu nhỏ nha anh chị. Một cây hai vòi chị hoa nở. Chị hoa nở là nụ lớn. Chị hoa nở một cây. Còn 3 cây thôi ạ. Bà liễu, không cây hả? Một cây à. Có một cây bà liễu. Thơm. Nãy cô kia chị đi lấy thôi. Một cây có nở, có nụ ở phía trên nha. Một cây. Một cây 70.000, ai có chốt thì chốt luôn, 70.000. Cây bà liễu 70.000. Cây bà liễu 70.000. Rất là thơm nha chị. Cực kỳ thơm, bây giờ vẫn thơm. Trưa nắng càng thơm nữa. Bà liễu 70.000, ai chốt thì chốt luôn. Ca bà liễu này 70.000, chào chị Hồ Lan. Không có chỗ để trồng. Đẹp lắm nha, nở đẹp kia chưa. Bà liễu xưa 70.000 cây bà liễu này. Còn một cây duy nhất thôi. Em lên cây lẻ lẻ cho anh chị. Rồi các em lên Robert. Robert hôm nay em tiếp tục sale 2 cây hả? Em lừa chị mời. 70.000 chị Nga Châu. Còn cây nữa nha. Nó lôi ra được cây nữa nè. 70.000 nữa nè. Chốt luôn. 70.000 còn cây bà liễu nữa, ai chốt thì chốt luôn. Còn
cây này không? 70 ngàn mua về hai cây ghép lại chậu rất là đẹp luôn á. 70 ngàn, dòng bà liễu xưa cực kỳ thơm luôn nha, hoa thơm. Chị Diễm Nguyễn một cây hết luôn. Em cảm ơn chị Diễm Nguyễn. Rồi. Xuân Lê ơi hết rồi, coi còn sót cây nào không vậy Xuân Lê chốt kìa. Mém môi đi. Hồ Lan nữa kìa. Có Cesaret nữa anh chị. Rồi em cho coi mặt bông của nắng Robert. Có cái chậu lớn em đã ra chậu luôn. Cái chậu Robert. Có bà liễu lớn nữa nha. Đây. Cây này là cây nhỏ. Một cây em ra chậu. Rồi. Chậu lớn rồi. Đó. Một cây thôi đó anh chị. Mà ra chậu về 150 ngàn. Rồi em bán cái cây nhỏ cho anh chị coi. Cái này thực sự là nó không phải là mục tiêu của em. Đó, mục tiêu đó là Tết đó, chứ nên nó ra bông thì xách lên cho anh chị coi bông. Bán thì bán 150. Còn em bán cây nhỏ 50 ngàn một cây. 60 ngàn mà sale còn 50 ngàn một cây. Bụi lùm. Về ra một cây một chậu này là chậu hơi lớn. Này tới Tết nó sẽ bung hết cái chậu này. Tại vì nó nở con rất là nhiều. Một cái giả hành nó đây. Đây nó u nè. Mắt ngủ nó đã nứt nữa đây nè. Ở đây mắt ngủ ở đây nứt là thấy ba cái con ở trên đây. Ở đây là chậu này đã có ba mắt ngủ nứt rồi nha. Em nói Robert anh chị sang chậu lớn, chậu cỡ nào nó nhảy con cỡ đó ha. Cực kỳ nhiều con. Chậu này 150, đây có ba mắt ngủ rồi. Em sẽ lên cái chậu nhỏ cho anh chị dễ mua. Chậu này 150, hoa thơm không thua gì bà liễu nha. Có mặt bông này là chưa có bung hết, chưa bung hết, cho anh chị coi mặt bông của nó nè. Chậu to cỡ nào nó nhảy con cỡ đó đó anh chị. Một cứ một thân là nó lên một giá hành đó là nó lên hai mầm con. Cái chậu em đang cầm nó lên ba mầm con rồi, đang nhú ba anh mắt ngủ rồi. Robert nha, nắng, dòng Dendro nắng. Cây này nó khác với cái dòng khác là anh chị cho ăn gốc nhiều vô thì nó sẽ những cây một mét mấy là bình thường nha. Tới đó bông nó bung cỡ nào thì anh chị biết, là để xây những cái chậu khủng rất là đẹp. Có cái hình của chị khách kia mà quên lưu lại rồi, chỉ khoe cái cây bà liễu rất là đẹp khủng. Và em lên cây cho mình nha, giá 50 ngàn một cây thôi, combo 4 cây 200 ngàn, 4 cây 200 ngàn thôi. Cây này có ba mắt ngủ đã nhú rồi, đã thức rồi nha. Ba mắt ngủ nhất, một thân vậy là ra hai mắt ngủ, thì cây này ba thân, bốn thân, năm thân. Phải bung tới Tết em, mục tiêu cái chậu này nó phải bung hết cái này ra nè. Phun thêm vài lần kit kiwi xanh vô thì nó sẽ ra vòi rất là nhiều luôn. Em lên combo bụi lùm đầu tiên 50 ngàn một bụi. Một cây. Cây là bụi lùm đó, về sang chậu đó. Em bán sau ngày mai sẽ tải lên là em cho về vườn trồng luôn. Hai cây là chia lên cho có hàng bán hai cây. Cho em coi Ben có mầm tơ. Dạ rồi, lấy chậu Ben có mầm tơ. Ba cây rất là đẹp luôn chị. Cái này nè có 50 ngàn chậu, anh chị trồng đi. Nó đẹp kia em bán 150 đó. Không có vòi nha, hàng lá không có vòi. Bốn cây này 200. Bốn cây này 200 bụi rất là nhiều. Chị Hà Thị Thiết Hằng một cây nè. Bốn cây 200 Robert nha. Xong cái em xem cái cây cam 250 cho chị gì coi nè, chị Diễm Nguyễn coi nè. Một cây nè. Đợi xíu. Hai cây bụi lùm nha anh chị. Này là bụi lùm, cây rễ rất là khỏe luôn ha. Rễ khỏe nha. Dính tivo một cây. Chị Hồ Lan một cây. Bụi lùm không mà anh chị, còn rổ ít à, không có nhiều. Em bán luôn là khỏi đem về vườn trồng. À, hoa nở một cây, thân cao. Thân cao, chị Hoa Anh hai cây gộp đơn. Một cây, hai cây cho Hoàng Anh hai cây. Cái này hàng lá, em bán hàng lá nha anh chị. Bụi lùm nha, hai cây Hoàng Anh. À, Vân Đăng một cây hay là đánh chữ R là cái gì á, em chưa hiểu. Ý em cho chị gì coi cái cây Ben. À, chị Vân Đăng một cây. Vân Đăng một cây. Một cây 50 ngàn một cây thôi nha, bụi lùm. Mục tiêu của vườn em là nhập về để bung ra chậu lớn Tết bán anh chị. Tại vì nó có bông, nó xách cái chậu đó lên bán chứ hướng nó phải nhiều bông nữa. Cây này chị gì ta,
chị bên soda, chị Diễm Nguyễn ơi, 250 ngàn được cây đầy hai vòi. Ở đâu ra cây đầy này có của khách xã? 250 ngàn, rất là đẹp nha. Chốt bên chị Diễm Nguyễn, em cảm ơn. Em còn một cái chậu bên khác 250 nữa. Chị NT Nguyễn Tiền một cây. Em lên cái cây khác chị Xuân Lê coi ưng không nha. Còn một cái bên cam, bên vàng xưa, bên vàng xưa 250 ngàn. Vòi bông dài thường thượt luôn, có một mầm gốc luôn. Nè chị Xuân Lê hay chị Võ Thị Bích Hạnh ưng cây nào em chốt cho nè. Một cây, một cây mầm 250, 250 bông rất là dài nha, bông dài thường thượt. Chị Xuân Lê ok không? Em chốt cho chị xác nhận giùm em lại chị Xuân Lê ơi. Hết rồi, em chốt cái kia rồi, có con cây đó hà, hết rồi. 250 ngàn em chốt cho người kia rồi. Ok chị Xuân Lê chốt luôn. Còn một cây bên cam, bên vàng nó lộn bên cam hoài. Bông này nó còn dài hơn cái bông hồi nãy luôn. 250 ngàn cây là bên xuân, bên vàng. Trời ơi chắc nó tới nó đơ cái đầu ra gì rồi. Chị Bích Hạnh có chốt cây này không? Còn hả? Còn một cây, còn hai cây, còn hai cây bên soda vàng để nhất hoa thơm bên soda. Cây giờ lùm, cây lùm mạng quay đó là cây Robert, em lên Robert luôn nè. Robert là 50 ngàn một cây ha. Combo 4 cây 200 ngàn, nó lùm ơi là lùm luôn á, là mầm gốc nó cũng đang lên nè. Bên soda này, một cây này 250 ngàn, bông nó dài thường thuộc luôn nha, không biết bao nhiêu là bông ở trên này nè. Hoa cực kỳ thơm, bây giờ vẫn thơm. Sao cây cái cây đó cây khách xã lên đó chị. Còn cái cây đó là xã là hai vòi thôi, còn lại là đây một vòi, nãy giờ em bán một vòi không có 250 ngàn. Này là em bán giá rẻ nhất thị trường rồi đó. Khách hồi sáng này tới lấy còn nói em bán rẻ nữa kìa. Là họ đi mua hồi trước giờ, họ mua cái điểm khác, họ mới biết tới em. Hồi sáng là họ ghé họ lấy rồi là họ biết tới em á. À, nói là rất là rẻ trên thị trường luôn rồi, có 250 ngàn. Rồi cái Robert nha, bụi lùm này 50 ngàn một bụi. Anh Sao Khoa 50 ngàn một bụi Robert nè, bụi lùm 50 ngàn một bụi. Combo 4 cây 200, em để bên soda vàng, ai có chốt thì chốt nha. Bụi rất là lùm, bụi này bao nhiêu là thân nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân, 7 thân. Với thêm một cái gốc, của mầm gốc nữa nè, nhỏ xíu ở đây nè ha. 50 ngàn một cây Robert bụi lùm nha anh chị. Về sang chậu lớn hồi nãy em cho anh chị coi đó, cái chậu này em đã sang rồi nè. Mục tiêu là tới Tết nó phải ít nhất là thêm 6 cho đến 8 mầm nữa ha. Này mới ra, cái nó ra bông rồi xách lên bán chứ rồi em chưa có cho bán ra thị trường đâu. Cây này Tết thì anh chị biết nó bung hết. Chậu anh chị to tới đâu nó bung tới đó, còn ăn phân gốc nhiều vô nó sẽ lên như những cái thân bụi lùm khủng rất là cao, cao một mét nấy luôn. Rồi một cái chậu chùm bùm sùm luôn, rồi bông mức độ nào. Vòng này hoa thơm nha, không thua gì bà liễu nè, trắng tím giống như bà liễu vậy đó, nhưng mà cánh nó dựng đứng lên chứ không có rủ xuống như bà liễu, lùm lắm đẹp đó. Chụp hình đó mấy em nó gửi cho chị, còn cái đơn nó chị chưa lấy, nó còn nên bên kia không biết là gửi đơn đi chưa, chị Hoa Nở đi chưa. Đẹp lắm, bụi lùm đẹp. Em còn mấy combo nữa hết rồi. Đây, lùm nữa nè. Rồi, hết cái chậu, em nói cái chậu mình tới đâu là nó nở ra tới đó đó. Ha. Chậu mình tới đâu nở ra tới đó, 50 ngàn một cây thôi, Robert nha. Robert Mezzanine nha. Dòng dendro nắng, không phải dendro màu, nhưng dendro nắng hoa thơm đầy đủ các cái tính năng ưu việt của nó. Thứ nhất là bụi lùm, thứ hai hoa thơm, thứ ba bền bông, thứ tư là xiên bông. Nếu anh chị chọn cái cây nào để rang chậu lớn thì chọn cái này. Thời điểm này là thời điểm vàng để sang chậu lớn, anh chị sang ra tầm 2 tuần nó bén rễ. Cái chậu anh lớn tới đâu nó nhảy con tới đó nha. Để con đầy hết chậu bắt đầu nó vung cao lên. Thì cái chậu anh rất cực kỳ đẹp, giá có 50 ngàn à. Rất là rẻ luôn.
Chào anh Trần Hữu Vàng. Cây. Biết luôn hả? 50.000 một cây. 50.000 một cây, còn mấy cây nữa, combo rất trộn, nó đẹp quá trời luôn á. 60.000 mà sale còn 50 nè, rất là đẹp luôn, không mai cho về vườn sang chậu Tết bán. Ai ngọc mai đào một cây. Bị ruộng như mẹ. Ai. Chị Hồ Lan thêm một cây lùm nữa nè. Một Hồ Lan nè, lùm luôn á. Còn mấy cây nữa hết rồi. À em ngọc mai đào em chốt một cây rồi, chị Hồ Lan một cây rồi. 100.000 nè. Anh chị một cây đang một chậu lớn thôi nha, đừng có gom hai cây, nó đẻ rất nhiều, không có chỗ nên nó đẻ luôn á. Rất là nhiều một tí. Ok. Lùm. 50.000. 50.000 một cây nha, em còn mấy combo nữa hết. Đây có cây có vòi đây. Có được một cây có vòi. Hai vòi, 70.000, ai có chốt thì chốt. Cô Nguyễn Hương chưa ngủ luôn kìa. Chừng này cô vô Sài Gòn cô hứa ra cô mà dịch này là khỏi đi luôn rồi, kế hoạch là hủy hết rồi, đặt phòng đặt xe là hủy hết rồi. 15 tháng 8 anh Nam đặt hết rồi, đang đặt xe luôn hết rồi, hủy hết rồi. Đi Vũng Tàu cái vòi 70 nha em, cho đổi cho chị chậu 30. Còn cái nào vòi không đi 70. Em lục coi còn cây vòi nó không, đổi cho. Còn lá thì 50. À chị Vũ Thị Quý 2 chậu. Chốt thêm đơn giùm em chị Vũ Thị Quý ơi, 2 chậu nè. Em coi chị Nga Châu coi còn vòi không, tại vì em bán là hàng lá đó chứ mất. Biết nó còn hàng vòi không. 2 chậu, Robert 50.000, em cảm ơn à Bụi Lùm. Kế hoạch là đi đi Vũng Tàu đó 15 tháng 8, bây giờ hết đi rồi rồi. Chỗ đá, hai cái. Cái này, cái gì ạ? Chị Hồ Lan đổi. À đổi. Một cây, bao nhiêu là thân đây chị? 3, 4, 5, 6, 7 với một cái thân nhỏ xíu, thân combo. Là 7 thân cho cái chậu này, 7 thân nha. 7 thân nó đẻ, em nói đẻ sơ sơ không, phải 4, 5 mầm. Nếu mà khai thác hết cái này luôn, 7 thân là 14 mầm. Chậu anh chị to cỡ nào nó bung hết mức cỡ đó luôn ha, con rất là nhiều. Hai cây nở bông cuối cùng em đổi cho chị Nga Châu. Chị Xuân Lê một cây 7 thân, cây nào nãy điếm quên rồi, cây này 7 thân ba có 7. Chị Xuân Lê một cây. Chị Tiền Bùi một cây 50.000, cây có vòi là 70.000 nha. Còn một cây có vòi duy nhất 70.000. Còn lại là hàng lùm. Cái này cũng bao nhiêu là vòi, là 1, 2, 1 thân là 1, 2, 3 thân, 4, 5, 6, 7 thân luôn. 7 thân này 50.000 luôn. Em nói nó nhiều thân lắm luôn á. 5, 6, 7 thân 50.000 một cây. Sắm một cái chậu lớn, nó bự, nó đẻ cỡ bự cỡ nào nó ra bích chậu cỡ đó đó anh chị. Xong rồi nó sẽ vung lên cao. Cây này cây là dạng cây khủng đó. Cây một mét mấy luôn á. Được chị, sự báo mua bình thường. Em đi loãng thôi anh chị, đừng có đi đậm với đi thêm cái pha với V1 vô. Vô cái chậu nè, vô cái chậu nè. Chậu này 20.000 cây. Anh chị vô tầm 2 tháng là nó bích hết cái chậu luôn ha. Ngâm nước khoảng chừng một tiếng đồng hồ xong rồi rứt nó ra, tại rễ nó rất là khỏe, nó bám chặt lên đây hết rồi, rễ thuần hết rồi nè anh chị, nhìn cái bộ rễ nè. Này hàng vườn của em trồng nha. Chị Vũ Thị Quý hôm qua gửi chưa, nếu có báo phí là gửi rồi. Đúng là ben của chị là hồi nãy là ben xưa, dòng ben xưa hoa thơm, đệ nhất ben soda hoa thơm. Để em coi chị Thị Quý, hình như em nhớ em có ra đơn cho chị rồi đó. Đi rồi, của chị báo phí rồi, chị coi trong tin nhắn nếu mà có báo phí là bên em đã gửi rồi. Mua thêm giùm em đi. Lấy 4 cây đi đi có 200.000 à. Cước 4 cây này về tầm khoảng 40.000 thôi. À. Cây này cũng 7 thân nè, 3 6 7 thân, nếu mà anh chị sang cái này ra tà 2 tháng nó bích cái này luôn á. Nếu mà sang chậu lớn hơn nữa.
Em chỉ có chậu 35. 35. Chậu 35 35 ngàn một cái. Chậu nhỏ này 20 thì 20 ngàn một cái. Chậu 35 đây. Kiểu nó này trái bí là rất là đẹp. Đó. Về sang cái chậu ra, một cây nó bung tới Tết là bung hết cái này luôn. Chậu này 20 ngàn một cái nha, bằng giả gỗ. Em vẫn thích xài cái này hơn tại chị nó bền. Nó không có dơ, không có bám lên trên. Còn chị xài chậu gỗ nó đắt tiền. Mà xài lâu quá mình xịt phân thuốc nó bám lên đó, nhìn chậu nó dơ nó xấu. Còn cái này nó đẹp, chị chỉ cần lau là nó hết thôi. 20 ngàn một cái chậu này. Chậu này 35 ngàn một cái. À, anh Thanh Tùng Lê, hai chậu rươi bớt bụi lùm. Em lên hai chậu lùm này nè. Chậu này 7 vệt, 7 thân luôn cho anh nè. Một cây nè. Hai cây. Chị Tiền Bùi đổi cây 7 thân. Cây nào nó cũng lần thấm luôn á. Nè 3, 4, 5, 6, 7 luôn nè. Chị Tiền Bùi em đổi cho Tiền Bùi. Chưa chắc cái cây kia nó còn 7, 8 thân nữa không chừng nữa. 7 thân là ít rồi đó. Đổi chị Tiền Bùi luôn ha. Sang chậu ra. Cái này là không xi nhê gì đó đâu. Tháng nữa là nó bung hết cái này rồi. Không có xi nhê, sang chậu lớn này nè. Và nuôi luôn chậu khủng nha. Đó, sang chậu lớn này nè. Vườn em đang làm đó. Ủa cây này được 2 vòi nữa. Cây này 70 ngàn đang có vòi. 70 ngàn còn cây nè. Anh chị nào có chốt thì chốt. Cho chị Diễm Nguyễn 4 cái chậu 35. Dạ. Phi này phi 35, 35 ngàn một cái luôn. Này em đặt hàng mấy ngàn cái về vườn trồng rồi để lại để chia cho anh chị. Cái này là vườn em đang lấy sang chậu. Cái cây nào lùm lùm ví dụ như Robert nè là em ra chậu. À, Bangkok đồ các kiểu ra chậu. Lớn, Tết bán nè. À, chị Diễm Nguyễn 4 cái chậu. Cái này gì thích lắm chị. Đừng có xài cái chậu gỗ, em quan điểm xài này là nó sạch. Phân thuốc gì nó không có ảnh hưởng tới cái chậu, không có ảnh hưởng tới thẩm mỹ của cái chậu. Còn chị xài chậu gỗ là nó dễ bị bám lên đó, nhìn nó không có đẹp. Em lên combo 4 cây khác, ai chốt thì chốt nha. À, chị Hoa Nở một cái chậu gỗ lớn 35 ngàn, một cái chậu gỗ nhỏ 20 ngàn nữa. Rồi, ghi sổ. Cảm ơn chị. Em lên 4 cây lùm robot nè. 1 cây 3, 6, 7 thân. 1 thân nhỏ nữa 8 thân luôn. Em nói là 7, 8 thân không à. Yên chị yên tâm. 1 cây. Không có cái nào mà 4 thân đâu chị. Sang chậu xài than đúng rồi. Cái thằng này anh chị sang chậu xài than á. 2 chậu nhỏ luôn. Chị Diễm Nguyễn thêm 2 chậu nhỏ luôn. Nga Châu một cái chậu 35 thêm cái dây treo luôn. Dạ để ghi chú vô thêm cho chị. Thường đóng dây treo vô thì nó dễ hay bị gãy bông ở trong, cho nên là chị đã yêu cầu thì em mới gửi, còn không thì em không gửi. À, cây này gọi là tạm tạm ít thân mà nó cũng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân rồi. Với hai cái mầm ở dưới đây nữa, hai cái thân cây cao bói này nữa. Bảy tám mười không à, 7, 8, 10 không à. À Robert nha, 4 cây 200 một cây, 2 cây 3 cây, em nói nó lùm xùm bùm lắm luôn á. Một cây nè, 4 cây 200 ngàn, 2 cây 3 cây, hai hướng luôn, 4 cây 200 ngàn nha. Còn combo nữa hết rồi, hai combo nữa hết rồi nha, ai chốt thì chốt. 4 cây này 200 ngàn. Robert nắng, Robert hoa thơm, có đầy đủ những cái ưu điểm của cái dòng Dendro nắng. Thứ nhất, thân nhiều thân, đẻ con nhiều, hoa thơm bền bông. À dạ không thấy dây, ok chị. Dạ mua nhiều đơn 1 triệu là em có tặng phân nha. Đơn hàng 1 triệu có một cây này được, đang có 2 vòi nè. Anh chị nào có lấy này là 70 ngàn, có lấy gộp đơn thì lấy, đang có vòi. Thân thì nó ít hơn xíu, cũng tầm 5 thân nè, có một cái mầm gốc nữa đây. 70 ngàn, ai có chốt thì chốt, 70 ngàn đang có vòi. 70 ngàn đang có 2 vòi bông ha. Rồi. Đuổi chưa? 11 giờ đó. Còn cái 1 giờ đó.
đen, lai, hồ đẹp, ông to, hứa xeo, hứa thì lên. À, còn nhiều lắm anh chị ơi, còn đây là cá cánh dúng có mắt rồng. Nhiều lắm. Ai muốn coi gì em cho coi. Cesaret ta xưa cũng có. Rồi mệt. Sen vàng, ăn vàng sen luôn. Cái này cái gì vậy? Sa bình không? Có mấy cây sa bình. Đúng rồi, tặng phân hoặc tặng cây. Tặng cây là ưu tiên luôn rồi đó. Phân có 30.000, tặng kia được tới 50.000. Lạ đi hả? Mắt rồng có bông có luôn. Mắt rồng có bông luôn. Tùng lê. Hai cây da da cho đủ đơn. Dạ rồi, em lấy hai cây da da nhiều vội cho anh luôn nè. 50.000 một cây, hai cây da da cho anh. Nhớ anh chị khách mới cho em số điện thoại địa chỉ giùm em, với lại mua đủ đơn 200.000 trở lên giùm em thì em sẽ gửi hàng nha. Đơn ít hơn không gửi được, chi phí nhân công đóng thùng đồ các kiểu nữa, cái thùng không là tầm một mấy 20.000 thôi. Một mấy ngàn cái anh chị, 15.000 cái, còn công keo rồi nữa. Cho nên là lấy từ 200.000 trở lên giúp em. Một cây cho anh Thanh Tùng Lê. Một cây đang có nở có nụ nha. Một cây này ba vòi. Hai cây. Cây này hai vòi, ba vòi luôn là sáu vòi. Em cảm ơn anh Tùng Lê. Có 50.000 cây da da hả anh chị? Đây giao cho con mắt rồng. Dạ. À, ghé lấy hàng giùm em. Cảm ơn. Có mắt rồng nha, em cho coi mặt bông mắt rồng luôn. Có mấy cây thỏ xưa á. Mắt rồng. Mặt bông mắt rồng. Mua phải đủ đơn. Một triệu đồng một đơn thì em mới gửi được. Mà mua lắc nhắc thì em không có gửi được. Tại vì tính ra chi phí trong một cái thùng đơn, anh chị mua ít em đâu có lời gì đâu. Đó. Mắt rồng nha, mặt bông mắt rồng. Với mấy nhiêu quá nè. 100.000 cây đúng không? Mắt rồng 100.000 một cây. Mắt rồng. Lấy 4 cây nụ to cho những nghi trần. Mắt rồng giá hôm giờ hàng lá không là 250 ba cây. Còn hàng bông em bán 100.000 một cây. Em lô trước về hết sạch luôn. Hôm nay mới nở bông lên. Mặt bông thực tế luôn nè. Này là bông bối thôi đó. Mắt rồng nha. Nó ở ngoài nó còn đậm màu hơn nha anh chị. Chốt toàn cây khủng. Trời. Em lấy 4 cây cho chị Nghi Trần một cây nè. Lấy cây nụ to có nở cho chị một cây, hay là chị thích nụ? Hình như là chị này thích nụ. 4 cây nụ to cho chị nè. 100.000 một cây mắt rồng nha anh chị. Thường mắt rồng nó ít thân nha, một cây. 100.000 một cây mắt rồng nha, hai cây. Cho chị Nghi Trần. Chị Nghi Trần, Nghi Trần lấy cái rổ cho chị hai Trần. Nghi Trần là cái nụ, em nhớ là nãy chị đòi nụ không à? 3 cây. Ít thân nhân dòng đen lai cát, mắt rồng đen lai cát thì anh chị biết là ít thân. Có được cây này được nhiều thân. 4 cây cho chị Nghi Trần. À chị Ngô Thị Xuyên Vân một cây mắt rồng. Một cây mắt rồng cho chị Ngô Thị Xuyên Vân. Một cây. Ngô Thị Xuyên Vân một cây. Ít thôi, có rổ cái gì hết rồi. Anh Tần Phạm một cây nụ lớn. Một cây cho anh Tòng Phạm. Này nó có hư cái búp nhưng bù lại. Có hai cái búp này nó bị hư. Nhưng mà bù lại nó có cái vòi đây nữa nha. Cây thì nó đẹp hơn. Đây, đây anh Tòng Phạm một cây. Đài Nguyễn một cây nụ to. Chị Đài Nguyễn một cây. Một cây nụ to.
mắt rồng, hàng đen lai cát mắt rồng, mặt bông rất là đẹp nha. Nó có ba màu trong này, trắng và tím, ba màu luôn. Nhận gãy rồi hả chị, gửi hình qua đi rồi các bạn sẽ xem cây xử lý cho mình nha. Tất cả cây tùy theo cây đó em đều có trừ tiền giảm từ cho khách theo cái tỷ lệ hư hỏng của nó. Mắt rồng nè, nếu mà chụp ngoài nắng nó đẹp như vậy nè, đen lai cát mắt rồng, dòng bông rất là to, to bằng bàn tay luôn ấy anh chị. Có hai cái mắt ở bên trên là rõ rệt, nó mới tơ thì có thể nó chưa có rõ hai mắt, nhưng mà cây đã đủ nắng, đủ phân, đủ thuốc thì nó sẽ ra mắt rất là rõ nha. Đó, rất là đẹp, có ba màu, bông to lắm nha, đen lai cát mắt rồng, có hai cái chấm trắng ở bên đó gọi là mắt đó. Nó có thể là nhòe như cái bông này nè chị thấy không, hoặc là nó chấm mắt rõ như hai cái cây này. Giá 100.000 một cây đang vòi bông, ít thôi, có ít thôi. Chị Vũ Thị Quý một cây mắt rồng. Một cây mắt rồng chị Vũ Thị Quý. À, chị Ngô Thị Xuyên Vân lấy thêm một cây mắt rồng, xả cây vàng để đỡ. Ok chị, ghi chỗ chị. Để coi cái đơn có Tiền Giang, các em chở qua chị một cây. Chị Ngô Thị Xuyên Vân. Tím đậm có, tim bo tím đậm có viền luôn, có 50.000 một cây. À, 50.000 một cây thôi. Hồi nãy có lên nó giống như cái màu của Hiroshi vậy đó, tím đậm lắm luôn á. À, nó có viền ở bên ngoài, bông to hơn Hiroshi, giá 50.000 một cây. Mặt bông đây, 50.000 một cây. Hồi xíu em lên cái mắt rồng tiếp cho. Này. Có viền nha. Viền trắng ở bên ngoài nè, rất là đẹp, y như Hiroshi nhưng bông nó to hơn, 50.000 một cây. Có hàng nụ, mốt cục cây này nở thôi, còn kêu là hàng nụ to không à. 50.000 một cây. Tím. À không có chậu to chị ơi, có chậu nhỏ thôi. Nó là dòng hiếm rồi. Hiếm rồi nè. Em lên cây mắt rồng nụ nhỏ nè. Dạ chị Đài Nguyễn đổi cây này ha, hai vòi nhưng mà vòi nhỏ nha, nụ nhỏ không có nụ to. Chị Đài Nguyễn đổi. Xiên bông lắm. Lấy một cây mắt rồng Hồ Lan, lấy cây. Lấy em cây mắt rồng hai vòi Hồ Lan nhỉ, có chốt rồi ta. Chưa. Dạ, em lấy chị Hồ Lan một cây, nụ nhỏ thôi nha anh chị. Một cây mới nhú vòi. Hai vòi. À, chim tim Kibo một cây nụ to. Đổi. Cái nụ to đổi. Anh tim bo một cây nè, nụ to, tím nha. Bông đều nha, không có mất cái bông nào hết nha. Từ dưới lên trên 50.000, cảm ơn ạ. Tin Vibo. Chị Hồ Lan đổi cây này ha. Ok chị. Hết rồi, còn có 5 cây, 4 cây mắt rồng nữa thôi. Đúng không? Không có nụ to. Cái bài này em biết nhưng mà không có. Chị lấy nhiều thân thì em lấy cho chị nè. Nụ to thì có một vòi. Không, 100.000 một cây ạ. À. Không có sale. Không có hàng để bán luôn á. Chị lấy hai vòi là nụ như vậy, chị ưng thì em lấy cho chị chứ không có nụ to. Nụ to một vòi. Mấy cây nữa hết rồi. Chưa được 7-8 cây gì nữa hết rồi. Cây này nụ to một vòi. Nhiều thân là nụ nhỏ nha. Em lấy cây nhiều thân. Nhiều thân thì cũng tầm 3 thân. Được cây nhiều thân mới nhú thôi nè. Em lấy cho Ngọc Mai Đào. 3 cây 300. À, chị Hoa Nở lấy cây nào? Đâu có còn nhiều. Lấy cây lùm. Lùm. Lùm nè chị, một vòi. Giống như hồi nãy chị kia cây lùm một mới nhú lên thôi.
một vòi. Chị ơn em lấy cây lùm cho chị nè. Chị hoa nở một cây, 100 ngàn một cây. Đó, cây này cây nụ lớn 100 ngàn, cây nụ nhỏ thì được 2 vòi. 100 ngàn một cây, mắt rồng. Mắt rồng nha anh chị, mắt rồng. Đen lai cát, bông to, mắt rồng nha. 100 ngàn một cây. Rất là đẹp. Còn mấy cây nữa hết rồi. Xong rồi. Lên cái gì? Cái kia cánh giống đêm hay mà. Nó có màu mối hàng đó. Có mấy cây thỏ xưa. Còn lại, sót lại mấy cái thỏ xưa. Hàng sale hả? Còn sale. Đen lai cát sale. Gốc hồ đẹp sale. Ngọc điểm à, Ngọc điểm Thái chậu 150 sale 2 cây 250. Ngọc điểm vàng lưỡi đỏ 200 sale. Lấy một cây còn 108, đi một cặp 350. Hồi nãy em có lên lúc đầu. Còn một sọt cho cây lùm đi, chị Xuân Lê, một cây lùm. Cây lùm là nó vòi ngắn thôi nha chị. Em lấy cho chị cây lùm. Hai cây lùm nụ nhỏ cũng được. Còn cây lùm nụ nhỏ chị Xuân Lê một cây. Chị hoa nở thêm một cây lùm nữa nè. Lùm đùi. Không có hai vòi. Hai vòi ba lùm. Ca chị hoa nở là em khó lắm luôn á. Em cho xem thỏ xưa. Lùm là một vòi. Này nó u mắt nhiều lắm. Coi cây thỏ xưa trước giờ, dòng thỏ xưa này màu rất là ngọt nha. Cánh trắng. Đen rô nắng cánh nè ha. Rồi em lên ngọc điểm luôn, sen luôn. Thỏ xưa hoa thơm nha. Cánh cái lưỡi nó màu tím hồng, màu rất là nổi bật. Cái cánh nó nhiều khi phớt hồng hồng luôn nữa đó. Cây Xuân Lê, đổi cây này đúng không chị Xuân Lê? Đổi cho chị. Trước giờ cây nó thấp thấp không? Chứ trời quên bấm lại. Cái cây nó, cây thỏ xưa nó thấp thấp vậy. Cái lưới này cây cao. Em chốt cho chị kia rồi. Em lên combo 3 cây bữa 200 đúng không? 3 cây 200 ngàn. Cây này đa số 2 vòi bông nha. Thỏ xưa 1 cây. Gòn còn bấm là 1 cây. Cây của chị đó đẹp. 2 cây 2 vòi bông. Có 1 cây này lùm. Một vòi, đi combo 3 cây 200 luôn. 3 cây có mầm gốc ở góc. 3 cây thỏ xưa 200. 3 cây thỏ xưa nha, đen rô nắng. Này 2-3 vòi không. Cây này cực kỳ xiên bông, bông rất là lâu tàn luôn. Hoa thơm nữa. Em lấy 2 cái cây ngọc điểm cho chị gì đó hỏi em nè. Hân gia ngọc điểm. Anh Ngọc Lợi Hồ, 3 cây thỏ xưa. Anh này anh canh sao hay, anh im ru, anh không có nói tiếng nào, anh nói lên cái là anh chốt. Để ý lắm rồi nha. Cảm ơn anh nhiều. Mai như bé Yến lên á. Cây, cho chị 2 cây ngọc điểm. Em lên combo 3 cây thỏ xưa tiếp nha. Xong rồi đang chờ đợi lấy ngọc điểm lên cho anh chị coi. Ngọc điểm đang sale 2 cây 250, rất là đẹp. Cây này 2 vòi luôn nha, dòng thỏ xưa. Hôm bữa dành nhau mua mà còn cuối cùng nó sót ở trong góc đó, tại nhiều hàng bao la luôn cho nên là cái bạn nó sót mới lấy ra bán. 200 ngàn 3 cây 1 cây. 2 cây 2 vòi không nha anh chị. 2 cây. Có cây lùm thì nó 1 vòi. Cây này 1 vòi nè. 3 cây này 5 vòi bông. Có góc mỏng góc nha. 3 cây này 200 mua về ghép chậu rất là đẹp nha anh chị. Thỏ xưa, dòng thỏ xưa. Màu nó ngọt lắm, bông nó đẹp. Chị Thư Phùng một cây. Thư Phùng một cây. Rồi em lên hai cây ngọc điểm nè. Một cây ngọc điểm. Cái này có thể là màu đỏ đốm nha. Hoặc là màu đỏ. Một cây nè. Cây này được tới 4 5 cặp lá nha. Một cây. Cây này 3
năm cặp lá luôn. À, cây này, hai cây này, cây này có thể ra màu cam hoặc là màu trắng. Cây này, hai cây này là 250, anh chị nào có chốt thì chốt, 5 cặp lá hết á, 250 rất là rẻ luôn, rất là đẹp luôn. Mắt rồng hàng lá hết rồi, không có hàng lá, phải hàng vòi, hàng lá là 250 ba cây. Em lên combo thỏ xưa nha, một cây hai vòi nè, một cây này một vòi, một cây này ba vòi bù lại luôn. Đó. Ba cây này 6 vòi bông, giá 200.000, 200.000 ba cây, cây đều đều về ghép chậu rất là đẹp nha, cây đẹp, khỏe, rễ khỏe, có mầm gốc nữa nha. Ba cây này 200, ai chốt thì chốt giùm em ba cây 200. Nắng thỏ xưa, nắng tay thỏ xưa, rất là đẹp, màu rất là ngọt, bên ngoài nó màu nó đẹp lắm kìa. Cái họng nó là hồng nha chị, tím hồng á, chứ không phải là tím đậm đâu, tím hồng. Cánh nó phớt hồng hồng nữa, bên ngoài nó phớt hồng hồng chứ không phải là như vậy đâu, tại vì nhìn hình nó không có được rõ lắm. Nắng tay thỏ xưa nha, dòng nắng xưa, hoa thơm, xiên bông. Anh thấy cây lùng lùng, cây tơ thì mà là được hai vòi bông là anh chị biết là nó xiên cỡ nào. Cây này được ba vòi, cây này một vòi bỗng ba, cây này 200.000 thôi, mua về ghép chậu rất là đẹp. Tạm chi mấy chậu lớn, mua cái này về ghép lại chậu. Vỏ dừa rất là dễ sang chậu, anh chị việc nhất ngâm nước khoảng 1 tiếng hay nhất ra sang chậu, bỏ vô cái chậu 35 hồi nãy, 35.000 cái đó. Ba cây này 200, còn có ba combo thôi. À, ba cây 200. Chắc anh chị đi ngủ hết rồi vậy ta. Thỏ này có rồi, dạ. Ba cây 200. Ngọc điểm hồi nãy chị gì hỏi có chốt không? Ngọc điểm nè, rất là đẹp luôn á. Này hàng thuần ở vườn hết rồi nha, không đầu rễ nè, anh chị nhìn để ý cái đầu rễ nè, đầu xanh là hàng thuần hết rồi nha. Một cây ngọc điểm hai đang sale 150 một cây, bây giờ sale một cặp 250 luôn, 5 cặp lá hết nha. Cây hai cây này hai màu, chị gì hỏi em á có chốt thì chốt nha, hai cây này 250. Rồi hôm bữa dành nhau không có để bán, giờ chắc anh chị mới đi ngủ hết cái gì, bây giờ có hai combo ba combo à. Chào chị Diễm Nguyễn, chưa ngủ hả? Rồi ba cây này 6 vòi bông rất là đẹp nha, vừa về ghép luôn chậu lùm xùm bùm đẹp lắm. Thôi 11 giờ mấy rồi, em kết thúc like nha. Mệt rồi, mai like tiếp, hình như nghe nói mai Yến lên á, biết có lên không? Còn nhiều hàng mới nữa, mai Yến like lên cho anh chị ha. Có thể Yến hoặc là tối mai Yến không lên thì em like tiếp. À, cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Ai khách mới nhớ nhắn thêm cái địa chỉ số điện thoại lên giùm em để bên em đi đơn cho mình. Ai chưa chốt đủ đơn thì coi lại like rồi chốt thêm giùm em cho đủ đơn hàng từ 200.000 bên em gửi hàng nha. Khuya rồi, 11 mấy gần 12 giờ rồi. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ em từ nãy giờ. Chúc anh chị ngủ ngon. Tạm biệt.